Y đạo quan đồ. chương 241, gió to. Lý Trường Vũ về phòng làm việc của mình, phát hiện Trương Dương và An Ngã Thần đang ngồi trong đó đợi Y. Hai người là vì kế hoạch khai phá tiếp theo của quảng trường thương nghiệp chùa Nam Lâm mà tới. An Gia đã đạt thành hiệp nghị với Kiều Mộng Việt, án chiếu theo kế hoạch mới. Quảng trường thương nghiệp chùa Nam Lâm sẽ trên cơ sở vốn có sẽ mở rộng thêm một phần ba. An Ngữ Thần lần này tới để dưa bản kế hoạch cho Lý Trường Vũ, án chiếu theo quy trình sau khi được Lý Trường Vũ phê duyệt mới cầm tới thảo luận trên cuộc họp thường ủy. Sau cùng thì mới vỗ bàn định án. Lý Trường Vũ nhận lấy bản kế hoạch, trong lòng y hiểu rất rõ chuyện này, Kiều Mộng Viện sở dĩ không xuất hiện là sợ người ta nói ra nói vào, có điều Kiều Mộng Viện đã gia nhập, chuyện này sẽ không có vấn đề gì, cái gọi là thảo luận chỉ chẳng qua là làm cho có, chẳng ai có thể làm kẻ địch với Kiều ra cả, huống chi kế hoạch mở rộng quy mô quảng trường chùa Nam Lân của Kiều Mộng Viện căn bản chính là một chuyện tốt cho sự phát triển kinh tế của Giang Thành. Audio điện tử võ tấn bền Chuyện này vốn không có liên quan gì lắm tới Trương Dương, là an ngữ thần nằng nằng kéo hắn đi cùng. Lý Trường Vũ cười nói, bản kế hoạch này của An Tiểu Thư tôi sẽ nghiêm túc thẩm duyệt, hơn nữa sẽ nhanh chóng trả lời cô. An Ngữ Thần mỉm cười, cảm ơn thị trưởng Lý. Lý Trường Vũ nói, không cần phải khách khí, sự giúp đỡ an ra các cô cho kinh tế Giang Thành ai ai cũng thấy. Y lại nói với Trương Dương, Trương Dương, nhà máy dệt tiến hành cải cách tới đâu rồi? Đám công nhân đó gần đây có tiếp tục gây chuyện không? Trương Dương nói, tập đoàn Thiên Kiêu đã sơ bộ đồng ý nhập tư quản lý nhà máy dệt và nhà máy trang phục số 2 rồi, trước mắt đang ước địch hạch toán tài sản riêng. Công nhân trong nhà máy sau khi nhận được sự hứa hẹn không để ai mất việc thì tâm tình cũng ổn định hơn nhiều, chủ nhiệm phòng cải cách xí nghiệp khu khai phá Tiếu Lâm luôn theo sát toàn bộ hành trình của nhà máy dệt, tình trạng của nhà máy hiện tại vẫn rất bình ổn. Lý Trường Vũ gật đầu, Trương Dương quả thật là một phúc tướng, trước đây trong mấy vị phó thị trường, nghiêm tân kiến không nghi ngờ gì nữa là một người có công trạng không nổi trội nhất, không ngờ sau khi Trương Dương tới phòng cải cách xí nghiệp, liên tục tam bản phủ, nhà máy rượu giang thành, nhà máy chế thuốc giang thành, nhà máy dệt giang thành, sự cải cách của ba xí nghiệp lớn đều hừng hực đẹp mắt, khiến phó thị trưởng được phân quản công nghiệp nghiêm tân kiến trên mặt nở hoa, địa vị ở trong chính phủ thành phố cũng lờ mờ có xu thế tăng lên. Lý Trường Vũ cũng nghe nói một số tin tức, gần đây Trương Dương và nghiêm tân kiến, Tiếu Minh đi lại rất thân cận, y phán đoán ra được rằng Trương Dương đang xây dựng bộ sậu chính trị cho Đỗ Thiên Giã, điều khiến Lý Trường Vũ thất vọng là mình không lọt được vào tầm mắt của Đỗ Thiên Giã. Lý Trường Vũ nhớ tới cuộc họp thường ủy mới diễn ra vừa rồi, nói nhỏ, quên không chúc mừng cậu, thị Lý quyết định rồi, để cậu đại biểu Giang Thành tham gia tranh cử thanh niên người tốt của tỉnh. Bởi vì cuộc họp thường ủy vừa kết thúc, Trương Dương vẫn chưa nhận được tin tức này, nghe thấy kết quả này hắn tất nhiên là vui vẻ không thôi, cười nói cảm ơn thị trưởng Lý. Lý Trường Vũ cười nói, cậu đừng cảm ơn tôi, đa số thường ủy đều bỏ phiếu cho cậu. Cậu được coi như là khơi dòng lịch sử rồi đó, trước đây vị trí dẫn đầu thanh niên người tốt của Giang Thành mới là người được chọn trương dương nói cái vị trí dẫn đầu đó cũng là tôi nhường cho hắn thằng nhóc này chẳng biết thế nào là khiêm tốn cả lý trường vũ nói làm người lúc nên khiêm tốn thì phải khiêm tốn một chút ý thứ của y là trương dương đã kinh doanh được trận thế như vậy thì nên thu liếm một chút trương dương cười cười không nói gì lý trường vũ lại nói tôi nghe nói cậu nhờ người tố cáo ngô hồng quý tới pháp viện à nói rằng gã bôi nhọ danh dự của cậu tố cáo gã tội phỉ báng Trương Dương gật đầu, tôi có chứng cứ, gã thuộc loại không biết xấu hổ, nói xấu tôi trước, sau đó lại giả bệnh vào viện, một cán bộ quốc gia mà bị ổi tới mức này, nói thế nào cũng phải giáo huấn hắn một chút. Lý Trường Vũ thở dài, nói cậu đó, cứ phải gây là chuyện thì trong lòng mới thoải mái à. Là gã chọc tôi trước. Lý Trường Vũ cũng lười chẳng muốn quản chuyện của hắn, với thực lực hiện tại của thằng ôn này, muốn đối phó với một trưởng phòng nho nhỏ của cục bảo vệ là chuyện hết sức dễ dàng lý trường vũ hiện tại nghĩ tới nhiệm vụ mà đỗ thiên giã giao cho mình xem ra vị bí thư tân nhiệm này đối với thành tích công tác của mình không được hài lòng lắm nếu như trong cải cách giáo dục tiếp tục không đạt được gì tiền đồ của mình sẽ chỉ có càng lúc càng ảm đạm an ngữ thần nói thị trưởng lý tôi còn có một chuyện lý trường vũ gật đầu nói an tiểu thư cứ nói đi ông nội tôi lúc sinh tiền từng quyên góp cho nhiều trường tiểu học tôi cũng muốn giúp đỡ những trẻ em ở quê hương an ra chúng tôi thông qua thương lượng quyết định tiếp tục giúp ông nội tôi làm chuyện này. Chúng tôi định chi ra 2.000 vạn đô la Hồng Kông để phát triển giáo dục của khu vực lạc hậu tại Giang Thành, hy vọng thị trường Lý có thể giúp đỡ. Mắt của Lý Trường Vũ sáng lên, An Ngữ Thần đúng là tặng than trong ngày tuyết lạnh, 2.000 vạn tiền mặt quyên giúp cho giáo dục, tuy không thể triệt để cải cách được diện mạo của hệ thống giáo dục, nhưng ít nhất cũng có thể khiến cải cách giáo dục gần đây đang giống như một đầm nước tù xuất hiện một chút khởi sắc. Y mỉm cười, nói tôi hai tay hoan nghênh quyết định của An Tiểu Thư, cô yên tâm, giới giáo dục Giang Thành chúng tôi sẽ toàn lực ủng hộ công tác của các cô. Y dừng lại một chút rồi lại nói, An Tiểu Thư, có từng nghĩ tới việc đầu tư vào giáo dục Giang Thành không, tham dự vào việc cải cách cách hệ thống giáo dục Giang Thành? An Ngữ Thần có chút kinh ngạc, nói, theo tôi biết, nội địa không phải là rất ít trường học tư ư. Lý Trường Vũ nói, chúng tôi đang khảo sát kinh nghiệm cải cách của những địa khu tiên tiến, Hiện tại những thành thị ven biển đã có không ít tiền lệ thành công trong giáo dục, An tiểu thư cử thử tìm hiểu xem. Trương Dương mỉm cười không nói gì, hắn rốt cuộc cũng nhìn ra, Lý Trường Vũ đã chấm vị đại tài chủ An Ngữ Thần này, muốn cô ta móc ra thêm tiền để giúp đỡ hệ thống cải cách của Giang Thành, cái này cũng chứng tỏ Lý Trường Vũ gần đây trong việc cải cách giáo dục đã rơi vào khốn cảnh. Hai người về phòng cải cách xí nghiệp, An Ngữ Thần nói, đề nghị của thị trưởng Lý rất thú vị, nếu thật sự cho phép tư nhân đầu tư mở trường cũng sẽ có hồi báo khá phong hậu. Trương Dương không có hứng thú lắm với việc này, hắn lười biếng nói, đầu tư giáo dục là lợi nước lợi dân, là chuyện tốt tạo phúc cho con cháu đời sau, cô thực sự muốn làm thì làm đi, coi như là tích đức. An ngữ thần trừng mắt lườm hắn, anh mới khuyết đức ý. Tôi bảo này cô bé, con người cô sao mà mẫn cảm thế. Đang nói chuyện thì có người tới bái phỏng, chính là trưởng phòng ngô hồng quý của ban phòng chống ô nhiễm thuộc cục bảo vệ, thằng ôn này mặt mày xấu hổ nếu như không phải là bị bước đến không còn biện pháp gã cũng sẽ không chủ động tìm tới cửa hiện tại trương dương đã kiện gã lên tới tận pháp viện rồi cục trưởng cảnh khải siêu bảo ngô hồng quý mau mau giải quyết vấn đề nếu không sẽ cách chư xê gã ngô hồng quý lấy hết dũng khí ra chủ động tìm tới xin lỗi trương dương trương dương không để ý tới ngô hồng quý vẫn nói chuyện với an ngữ thần ngô hồng quý không dám làm phiền họ thật thà đứng ở trong phòng cho đến khi An Nữ thần đi, Ngô Hồng Quý mới cung kính gọi một tiếng chủ nhiệm Trương. Trương đại quan nhân đến mí mắt cũng chẳng buồn nhướn lên, cầm báo lên rung rung, hờ hững nói, có chuyện gì à? Ngô Hồng Quý nói khẽ chủ nhiệm Trương, tôi hôm nay tới để nói xin lỗi với ngài. Ồ, anh sai ở đâu? Ngô Hồng Quý thầm nghĩ, ta sai ở chỗ không nhận ra ngươi, lão tử mà biết ngươi là Trương Dương, ta con mẹ nó đã tránh xa ra rồi, nhưng ngoài miệng thì không dám nói vậy chỉ bảo tôi không nên ghép ân oán riêng tư vào trong công tác tạo thành ảnh hưởng không tốt cho chủ nhiệm trương trương dương lạnh lùng ném tờ báo lên bàn anh oán cá nhân ư tôi không có ân oán gì với anh cả anh không phải là cảm thấy tôi đánh anh là không đúng ư ngô hồng quý không nói gì trương dương nói tôi biết anh không phục anh đi đi chúng ta gặp nhau ở pháp viện ngô hồng quý vừa nghe vậy liền quính lên chủ nhiệm trương tôi tôi sai rồi Trương Dương cười nhạt, nói, sai rồi à, tôi tí nữa thì quên, anh là đang xin lỗi tôi nhỉ. Xin lỗi thì phải có thành ý chứ, thế này đi, anh quỳ xuống kính trà cho tôi, chuyện trước kia tôi không tính toán với anh nữa, nếu không tôi không tin anh có thành ý. Ngô Hồng Quý mặt đỏ bằng, thằng ôn này quá khi dễ người ta rồi, không ngờ lại bắt mình quỳ xuống dâng trà cho hắn, nam nhi dưới gối có hoàng kim, sĩ có thể giết chứ không thể làm nhục. Ta con mẹ nó không làm, ta không thể để ngươi làm nhục thế được. Gã cơ hồ xung động muốn bỏ đi, nhưng lập tức lại nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại của mình, Trương Dương tố cáo gã phỉ báng mình, hồ nhân như trong tay còn nắm băng ghi âm của gã, vừa nghĩ tới những chuyện này, ý nghĩ lập tức chuyển sang thành đại trưởng phu đó thể co có thể rũi. Ngô Hồng Quý cắn môn, bước tới trước mặt Trương Dương cầm chén trà lên, hai chân quỳ xuống. Trương Dương chỉ là cố ý trêu gã, không ngờ thằng ôn này lại quỳ xuống thật, Xem ra mình đúng là đã coi thường trình độ vô sỉ của thằng Ôn này rồi." Ngô Hồng Quý nén giận nói, chủ nhiệm Trương uống trà. "Một khi con người ta đã ném liêm sỉ sang một bên, bất kỳ chuyện gì cũng có thể làm được." Trương Dương nhận lấy chén trà, uống một ngụm, chậm rãi nói, "Có biết tôi vì sao muốn đánh anh không? Làm người thì phải biết rõ phân lượng của mình, anh quấy rối Hồ tổng, khiến tôi rất không vui." Lúc này Chu Hiểu Vân đột nhiên đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy cảnh này thì giật nảy mình vội vàng lui ra, cô ta thật sự không hiểu trương đại quan nhân đang làm trò gì. Ngô Hồng Quý quẫn đến nỗi mặt đỏ bừng, trong lòng biết rằng chuyện này rất nhanh sẽ bị truyền ra ngoài, nhưng đã quỳ xuống rồi, Trương Dương không cho gã đứng dậy, gã thật sự là không dám đứng dậy, nếu không lần này há chẳng phải là quỳ vô ích hư. Trương Dương đặt chén trà xuống, đứng dậy đi. Ngô Hồng Quý lúc này mới đứng dậy. Trương Dương nói, nể tình anh có thành ý, chuyện trước kia tôi không tính toán nữa, anh tiếp tục khoa trương cũng được, nhưng sau này tốt nhất nghiêm cách nắm vững tiêu chuẩn quốc gia, không thể lợi dụng chức quyền để làm ra những chuyện mất tư cách nữa. Ngô Hồng Quý gật đầu liên lịa, lúc này chỉ hận không thể tìm được cái lỗ để chui xuống. Sau khi Ngô Hồng Quý rời khỏi phòng cải cách xí nghiệp, Chu Hiệu Vân đã truyền chuyện gã quỳ trong phòng Trương Dương ra ngoài, từ giờ lịch sử biêu hãn của Trương Đại Quan Nhân lại được ghi thêm một dòng đậm màu. Trương Dương thật sự có tài diễn kịch, Phương chuẩn trong cảnh quay ở đường cổ lại cho hắn thêm hai cảnh, đương nhiên phải theo yêu cầu là tất cả cảnh liên quan tới hắn đều chỉ quay bóng lưng, lại phải là quay từ xa, chuyện lộ mặt trên truyền hình, Trương Dương không thích tí nào. Hà Hâm Nhan đối với đoạn phim này tỏ ý hài lòng, Hà Hâm Nhan quay xong cũng mặc áo lông màu đỏ tới camera xem hiệu quả. Thấy nửa thân trên để trần của Trương đại quan nhân xuất hiện trên màn ảnh, Hà Hâm Nhan và Hồ Nhân như cơ hồ đều đồng thanh bật cười. Vương Chuẩn nói, Trương chủ nhiệm rất có tài biểu diễn, nếu như phát triển trong giới nghệ thuật nói không chừng sẽ thành minh tinh lớn của châu Á. Hồ Nhân Như trêu, đạo diễn Vương Định mời anh ấy đóng phim cấp 3 à. Vương Chuẩn cười ha ha, thân hình của chủ nhiệm Trương rất tốt, là người tốt nhất mà tôi từng gặp. Trương Dương mỉm cười nói với Hà Hâm Nhan, thân hình anh đẹp lắm à. Hà Hâm Nhan đỏ mắt, gắt em làm sao mà biết được. Trương Dương lại quay sang Hồ Nhân Như hồ nhân như sợ thằng này nói ra chuyện gì mất mặt, sợ đến nỗi tránh sang một bên. Vương chuẩn nhắc tới chuyện hợp tác với ngành điện ảnh Giang Thành, Trương Dương cười nói, đã nói qua với phó thị trưởng Lý rồi, phía ông ấy không có vấn đề gì, anh có rảnh thì tới đàm luận với ông ấy, tình thiết cụ thể thì các anh tự thương định. Vương chuẩn vui mừng, cảm ơn chủ nhiệm Trương đã phí tâm. Quảng cáo tuy đã quay xong rồi, nhưng phẩm bài của Tân Dược vẫn chưa được xác lập, hồ nhân như trưng cầu ý kiến của Trương Dương, Trương Dương không nghĩ ngợi gì nói ngay, gọi là Nhất Trâm đi. Nhất Trâm. Trương Dương gật đầu, nói, Nhất Trâm. Nhiệt độ cuối thu của Bắc Kinh rất thấp, cố dài đồng mặc áo gió màu nâu, đứng trong lá rụng màu vàng, lặng lẽ nhìn cửa lớn của trại cai nghiện. Thân hình cao to của cố minh kiện cuối cùng cũng xuất hiện ở ngoài cửa trại cai nghiện, cho tới khi cánh cửa sắt phía sau gã từ từ đóng lại, gã mới quay lại, nhìn chị mình ở xa xa, nụ cười trên mặt lộ ra vẻ cứng ngắc cố giai đồng chạy lên đón định tiếp lấy cái túi trong tay em trai cố minh kiện liền nói em tự mang được nói xong liền bước nhanh về phía chiếc xe jeep đặt túi ra vào ghế sau cố giai đồng khởi động xe nói nhỏ minh kiện em có trách chị không cố minh kiện lắc đầu kéo gương ở tấm che nắng nhìn khuôn mặt của mình là em làm sai không liên quan gì tới chị cải cố giai đồng dịu dàng cười nói minh kiện chị giúp em mua vé máy bay rồi ngày mai tới ban đảo nghỉ ngơi thư giãn đi em không muốn đi cố giai đồng hơi ngây ra quay mặt sang nhìn hắn vì sao cố minh kiện từ trong hộp đựng đồ lấy ra bao thuốc nữ sĩ của cố giai đồng từ bên trong rút một điếu da châm dùng sức hít một hơi tràn đầy cảm xúc nói em đã để mất quá nhiều thời gian rồi em không muốn tiếp tục lãng phí nữa minh kiện cố minh kiện nói chị em biết chị muốn tốt cho em nhưng em cũng không còn nhỏ nữa rồi em là người trưởng thành em không muốn lớn vậy rồi mà còn sống dưới sự chiếu cố của chị, em có thể tự xử lý việc của mình, em có thể tự phụ trách mình. Cố dài đồng trầm mặc, cô ta ý thức được em mình đã coi sự quan tâm và chiếu cố của mình đối với nó trở thành một loại gánh nặng, cô ta nói khẽ minh kiện, chị chuẩn bị giáo Lam Hải cho em. Cố minh kiện không nói gì, một lúc sau mới bảo, Lam Hải là tâm huyết của chị, em chẳng có công gì, em không cần, cố giai đồng nói trọng tâm sinh ý của chị sau này chuyển hướng sang nhà máy chế thuốc chị không thể nào kiêm cố được cả lam hải em đừng suy nghĩ nhiều chị nói giao cho em thì sẽ triệt để giao lam hải cho em chị sẽ không can thiệp một chút nào vào sinh ý của lam hải nữa cố minh kiện kéo nửa kính xe xuống gió lạnh thổi vào gã hít mắt lại tựa hồ như cảm thấy thoải mái chị cho em một đoạn thời gian để em được yên tĩnh được không cố giai đồng chậm rãi gật đầu có thời gian thì gọi điện thoại cho cha đi Cố Minh Kiện ở Bắc Kinh còn có không ít bạn bè, ngày rời khỏi trại cai nghiện, Vương Học Hải gọi điện thoại hỏi thăm và mời gã đến tử Kim Các, làm tiệc tẩy trần cho gã. Cố Minh Kiện suy nghĩ một chút rồi liền đáp ứng. Bởi vì Cố Minh Kiện trước chuyện yêu cầu được yên tĩnh, Vương Học Hải không gọi thêm người nào nữa. Nhìn thức ăn đầy bàn, Cố Minh Kiện cười nhạt, nói chúng ta có hai người, có cần phải bày vẽ vậy không? Vương Học Hải cười nói, cậu là bạn tốt nhất của tôi, Hôm nay mừng câu thoát khỏi cảnh tù túng, làm lại từ đầu, tôi nói sao cũng phải biểu thị một chút. Cố Minh kiện thở dài, Vương Học Hải mở bình Louis 13 ra, rót cho gã một chén, cầm chén rượu lên, nói, sau này có tính toán gì không? Cố Minh kiện cầm chén lên nhấp một ngụm, nói nhỏ, chỉ tôi định giao Lam Hải cho tôi. Tôi thì muốn ở lâu tại Bắc Kinh. Vương Học Hải nói, điều kiện của Bình Hải tốt như vậy mà cậu lại vứt đi không lợi dụng, chạy tới Bắc Kinh làm cái gì? cố minh kiện chạm cốc với hắn nói khối đất đó của cậu ở đông giang thế nào rồi nhắc tới chuyện này vương học hải lộ ra vẻ chán nản đầu tư vào thị trường bách hóa dệt vải đông giang là thất bại lớn nhất từ lúc hắn ra ngoài làm ăn tới nay vẫn gác lại ở đó chính phủ thành phố đông giang bởi vì đạo được mộ cổ cho nên bảo tôi dừng khai phá cố minh kiện nhíu mày thật sự là không được thuận lợi vương học hải lầm bầm mộ cổ cái gì chứ chỉ chẳng qua là một ngôi mộ bình thường đời nhà hán một chút giá trị khảo cổ cũng không có, chẳng phải là bởi vì Lương Thành Long vì tranh thầu thất bại nên ghi hận trong lòng ư, hắn lợi dụng quan hệ ở Đông Giang cố ý tạo trắc trở cho tôi. Cố Minh Kiện nói, tên Lương Thành Long này không đơn giản. Vương Học Hải cười lạnh, hắn là nhờ có ông chú chống lưng cho thôi. Lương Thiên Chính và Phó Thủ tướng Văn đi lại rất thân thiết, xã hội này, đi tới đâu cũng phải chú trọng quan hệ. Cố Minh Kiện không có quá nhiều hứng thú đối với những chuyện này, uống một ngụm rượi, rút ra một bao vạn bảo hộ bắt đầu hút thuốc vương học hải nhìn cố minh kiện nói nghiện thuốc nặng thế có phải là vẫn nhớ thứ đó không cố minh kiện lắc đầu quên rồi không muốn nữa vương học hải thở phào chuyện trong hoan trường giới ăn chơi chơi cho biết thôi là được rồi tôi không ngờ cậu lại dây dưa tới từ na lâu như vậy càng không ngờ rằng cô ta lại khuyên cậu chơi thứ đó cố minh kiện cười khổ nói tôi không trách cậu là tự bản thân tôi không tốt gã dừng lại một chút rồi hỏi từ na đâu loại gái đó cậu còn quan tâm làm gì uống rượu vương học hải khuyên cố minh kiện cảm thấy có chút không đúng hỏi nhỏ từ na hiện tại làm gì cô ta có người khác rồi bàn tay đang cầm chén rượu của cố minh kiện run run nhìn ra gã đang cố gắng khống chế sự phẫn nộ của mình ai minh kiện loại gái phong trần này cậu căn bản đừng có thật lòng quá gặp thì chơi thôi có được không cậu nói đi là ai một cán bộ của bộ xây dựng thái húc công trương dương vào một giờ sáng thì bị tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức hắn cầm điện thoại lên nghe thấy giọng nói kinh hoàng thất thố của cố giai đồng truyền tới trương dương chỉ gọi một tiếng trương dương rồi cô ta lại khóc trương dương lo lắng tới cực điểm cho rằng cô ta xảy ra chuyện giai đồng sao thế em đừng khóc ổn định lại tình tự rồi hãng nói minh kiện bị người ta bắt đi rồi nói là nó đâm người ta Trương Dương trong lòng trầm xuống, Cố Minh Kiện vừa mới từ trong trại cai nghiện ra, sao nhanh như vậy đã xảy ra chuyện rồi. Đoạn thời gian này vì em trai mình, Cố Giai Đồng phải bôn ba khắp nơi, tinh thần thực sự đã phải chịu áp lực quá lớn. Cô ta vốn cho rằng chuyện sẽ trở nên tốt đẹp từ đây, nhưng không ngờ chuyện từ sự kiện Cố Minh Kiện đâm người mà xấu đi. Cố Giai Đồng trước giờ luôn kiên cường cũng không thể chịu nổi, người mà cô ta nghĩ tới đầu tiên là Trương Dương. Trương Dương An Ui, Giai Đồng đừng khóc trời sập xuống cũng có anh đỡ anh lập tức tới bắc kinh đây cố giai đồng nuốt lệ gật đầu run giọng bảo hiện tại không biết người đó còn sống hay chết em không biết nên nói với cha như thế nào cả trương dương nói nhỏ không giấu được đâu em cứ nói cho ông ấy biết đi ông ấy sẽ không ngồi yên không ngó ngàng đâu cố giai đồng ổn định lại tình tự một chút nói chuyện này cơ quan tư pháp đã tham gia vào rồi bối cảnh của đối phương cũng rất phức tạp Đừng nghĩ những chuyện khác nữa, em đừng có gấp, ngày mai anh sẽ tới Bắc Kinh. Trương Dương, trong lòng Cố Gia Đồng dâng lên tư vị khó nói. Có chuyện Trương Dương không nói sai, dù muốn giấu cha cũng không giấu được, Cố Gia Đồng sau khi nói xong với Trương Dương, cuối cùng cũng hạ quyết tâm gọi cho cha mình. Số điện thoại này của Cố Doãn Chi chỉ có người nhà biết, ông ta bật đàn ở đầu giường, cầm điện thoại lên, trong lòng cảm thấy chắc chắn đã có chuyện quan trọng xảy ra, đây là một loại dự cảm đột nhiên mà có cố giai đồng sau khi kể lại chuyện này với trương dương tình tự cũng bình ổn hơn nhiều cô ta nói nhỏ cha vẫn chưa ngủ à cố doãn chi từ trong giọng nói của con gái nghe ra chút dị thường ông ta hỏi nhỏ giai đồng có phải là minh kiện xảy ra chuyện rồi không cố giai đồng kinh ngạc trước sức quan sát mẫn cảm của cha cô ta ừ khẽ một tiếng đừng gấp từ từ kể lại đi cố giai đồng lúc này nói ra chuyện em trai đánh người nguyên nhân là cố minh kiện vì một cô gái tên là từ na và một vị cán bộ của bộ xây dựng phát sinh xung đột cố minh kiện nổi nóng dùng dao gọt hoa quả đâm đối phương hiện tại vị cán bộ đó vẫn đang cấp cứu ở trong bệnh viện sinh tử chưa rõ phía cảnh sát đã bắt cố minh kiện đi rồi cố giai đồng nói con đã tìm từ tự đạt nhờ anh ta đi hỏi tình hình phía ban chú kinh bình hải thì con không dám kinh động tới họ sợ mang tới ảnh hưởng không tốt cố doãn chi trong lòng trầm trọng tới cực điểm ông ta trầm mặc một lát rồi nói, Giai Đồng, con làm rất tốt, chuyện này tạm thời đừng kinh động tới ban chú Kinh Bình Hải, cha lập tức gọi điện cho bác tử của con, nhờ bác ấy điều tra rõ chuyện này, phía cơ quan công an, nhờ tự đạt giúp đỡ xử lý, chuyện này bất kể là nguyên nhân như thế nào, Minh Kiện làm bị thương người ta đã trở thành sự thực, nó đã xúc phạm pháp luật của quốc gia, con tới bệnh viện đợi đi, xem xem tình hình của người bị thương thế nào. Nếu có bất kỳ biến cố gì, tùy thời hồi báo cho cha cha, cha có tới Bắc Kinh không? Cố Doãn Chi không nói gì, một lúc sau mới mở miệng bảo, sau khi chuyện rõ ràng cha sẽ tới. Một giờ sáng không có chuyến bay tới Bắc Kinh, xe lửa cũng vậy, nhưng Trương Dương biết rằng, hiện tại là lúc Cố Giai Đồng cần hắn giúp đỡ nhất, hắn nhất định phải nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt Cố Giai Đồng, hắn quyết định lái xe tới Bắc Kinh. Sau khi lái vào đường cao tốc, Trương Dương gọi điện thoại cho hình chiêu huy của quốc an, hắn từng nhờ hình chiêu huy chiếu cố cố giai đồng, hình chiêu huy có lẽ có thể biết được một ít chân tướng của sự việc. Hình chiêu huy nửa đêm bị thằng ôn này đánh thức, rõ ràng có chút tức giận, nhưng khi nghe hắn nói tới chuyện cố minh kiện đã thương người thì lộ ra vẻ kinh ngạc chuyện này thì tôi không rõ. Hắn không phải là ở trại cai nghiện ư, mới ra đã gây chuyện rồi, thằng ôn này chẳng biết tu tâm gì cả. Trương Dương nói, sếp à, lần này anh giúp tôi điều tra, làm rõ ngọn nguồn của chuyện này, tôi hiện tại đang tới Bắc Kinh, đợi tôi tới rồi sẽ hầu tả anh. Trong ấn tượng của hình chiêu huy, thằng ôn này lần đầu tiên khách khí với mình như vậy, xem ra hắn đối với chuyện của cố gia vẫn rất quan tâm. Hình chiêu huy gật đầu, nói tôi sẽ giúp cậu điều tra, cậu lái xe trên đường phải cẩn thận nhé. Hai dao liên tiếp của cố minh kiện khiến gan và lá lách của đối phương bị rách, xuất hiện mất máu nặng, phẫu thuật đã tiến hành được 5 tiếng đồng hồ, song vẫn chưa thấy người bị thương được đưa ra. Cố dai đồng càng lúc càng khẩn trương, người nhà của đối phương cũng tới rồi, đều lo lắng chờ đợi ở trước cửa phòng phẫu thuật, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng khóc của nữ quyến. Cố dai đồng ngồi ở xa nhìn người nhà của họ, cô ta không dám đi tới, lúc này trong lòng cô ta rất bàng hoàng lo sợ, bên cạnh ngay cả một người để nói chuyện cũng không có, cô ta trước giờ đều cho rằng mình rất kiên cường, nhưng khi chuyện thật sự xảy ra, cô ta mới ý thức được mình mình hy vọng có một bờ vai vững chắc để tựa vào biết bao, cô ta có chút mệt mỏi nhắm mắt lại cố tổng người phụ trách của bộ phận lam hải tại bắc kinh triệu quốc cường xuất hiện ở trước mặt cố giai đồng cố giai đồng mở mắt ra nói lão triệu có manh mối gì chưa triệu quốc cường nhìn ra xa rồi ngồi xuống cạnh cố giai đồng nói nhỏ hình như là bởi vì một nữ nhân gã thở dài cố tổng cô về nghỉ ngơi đi tôi ở lại canh chừng cho có động tính gì sẽ lập tức gọi điện thoại cho cô cố giai đồng lắc đầu tình huống của người bị thương còn chưa rõ ràng cô ta làm sao mà yên tâm cho được. Lúc này từ tự đạt gọi điện thoại tới, cố giai đồng chạy ra xa nghe. Giọng nói của từ tự đạt lộ ra vẻ khẩn trương, giai đồng, chuyện này gay rồi, người mà em trai cô đâm là Thái Húc Đông, là phó chủ nhiệm bộ xây dựng, còn cha hắn là Thái Bộ trưởng Bộ Vệ sinh, cũng là bạn của cha tôi, Thái gia bọn họ chỉ có một đứa con trai, nếu như xảy ra chuyện, e rằng. Tôi biết rồi, cố giai đồng buồn bã gác điện thoại. Triệu Quốc Cường nhìn Cố Giai Đồng với ánh mắt quan tâm, Cố Tổng, có phải là rất phiền phức không? Cố Giai Đồng cười miễn cưỡng, sặc mặt của cô ta trắng bệch. Triệu Quốc Cường nói, cô còn chưa ăn gì, tôi đi mua chút đồ cho cô nhé. Cố Giai Đồng lắc đầu, nói, không cần đâu, có mua tôi cũng chẳng ăn nổi. Đèn của phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt, Cố Giai Đồng đứng dậy, cô ta và Triệu Quốc Cường không dám tới gần, chỉ đứng nhìn từ xa, từ phản ứng của người nhà họ Thái, Thái Húc Đông chắc không có nỗi lo về tính mạng. Thái gia có người nhìn về phía họ, Triệu Quốc Cường nhắc khẽ chúng ta đi thôi. Cố Gia Đồng gật đầu, cùng Triệu Quốc Cường vội vã rời khỏi nơi này, nhưng khi bọn họ đi tới trước thang máy, nghe thấy phía sau có người gọi giật lại, cô đứng lại. Cố Gia Đồng dừng bước, qua người lại nhìn, chỉ thấy một nữ nhân hơn 30 tuổi đang bước tới, cô ta là Thái Húc Mai, em gái của Thái Húc Đông, cô ta nhận ra Cố Gia Đồng vừa rồi bởi vì quan tâm tới thương thế của anh trai cho nên không để ý cố dài đồng cũng tới đây. Lúc cố dài đồng đứng dậy rời đi, Thái Húc Mai vừa hay nhìn thấy cô ta, cho nên mới đuổi theo. Đối diện với người nhà của người bị thương, cố dài đồng ít nhiều có chút khẩn trương, nhưng ngoài mặt cô ta vẫn chấn định như thường, hỏi nhỏ tìm tôi có việc gì vậy. Thái Húc Mai mắt đỏ bừng nói, tôi biết cô là ai. Tôi nhận ra cô, em trai cô là cố Minh Kiệt, hắn là hung thủ. Cô tới đây làm gì? đến để chế diễu à cố giai đồng có chút hoảng loạn quay người lại ấn thang máy muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này giọng nói của thái húc mai đã làm kinh động tới mấy nam sĩ của thái gia bọn họ cũng chạy tới tình tự của thái húc mai thập phần kích động cô ta nắm lấy cánh tay cố giai đồng người nhà họ cố các người coi mạng người như cỏ rác vậy à tôi muốn đòi lại công bằng cho anh tôi cố giai đồng mặt trắng bệch xin lỗi để chúng tôi bình tĩnh lại cảnh phương sẽ xử lý chuyện này triệu quốc cường cũng cười bồi nói tôi nghĩ chắc là hiểu lầm thôi triệu quốc cường không nói còn đỡ câu này vừa được nói ra lập tức chọc giận mấy nam sĩ của thái gia một nam tử thân hình khôi ngô nắm lấy cổ áo trần quốc cường ấn vào tường con mẹ nó giết người rồi còn kêu là hiểu lầm à Tràng diện lập tức hỗn loạn cố giai đồng nghiêm giọng nói các người bỏ anh ấy ra chuyện đã xảy ra rồi tự có pháp luật phán xét một nam tử chỉ vào mũi cố giai đồng gầm lên, nếu cô không phải là nữ nhân thì tôi đã ném cô từ đây xuống đất rồi. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Trương Dương mặc áo gió màu đen bước ra, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn mọi người, sau đó thì nhìn tới cố dai đồng, lộ ra nụ cười sán lạn, dai đồng. Có người khi phụ em à? Cố dai đồng nhìn thấy khuôn mặt ấm áp của Trương Dương, không ức chế được sự chua sót ở trong lòng nữa, trong mắt đã lấp lánh ánh lệ, trong lòng sinh ra trăm ngàn cảm xúc, Trương Dương mỉm cười, đừng sợ, có anh đây rồi nam tử vừa rồi chỉ vào cố giai đồng cười lạnh vậy thì đánh mày không đợi gã ra tay trương dương nhanh như điện xét tóm lấy ngón tay gã bẻ một cái ngón giữa của nam tử đó lập tức chật khớp gào lên đau đớn trương dương thở dài nói con người tao ghét nhất là nam nhân khi phụ nữ nhân có bản sự thì chúng máy tìm tao đây chịa quốc cường cũng thừa cơ giấy khỏi tay nam tử nọ đi tới cạnh cố giai đồng Thái Húc Mai nói, gọi điện thoại báo cảnh sát đi. Một giọng nữ có chút nghẹn ngào nói, Tiểu Mai, bọn em gây chuyện đủ chưa? Còn hiềm trong nhà chưa đủ loạn à? Người nhà họ Thái đều im lặng, lại thấy một nữ lang 32, 33 tuổi đi tới, cô ta là Thái Húc Hồng, em hai của Thái Húc Dương, hiện tại làm ở bộ nào đó của Viện Quốc vụ, là một người có năng lực nhất trong con cháu của Thái gia. Thái Húc Hồng nhìn cố dài đồng, gật đầu nói, các người đi đi, nơi này không hoan nghênh các người. Trương Dương không nói gì, bước về phía nam tử đó rồi nắm lấy tay gã, giúp gã nối lại khớp ngón tay rồi nói với Thái Húc Hồng, tôi và Thái Húc Đông là bạn bè, giúp tôi chào hỏi anh ấy. Thái Húc Hồng cố ném bi thống trong lòng, sẽ, biểu hiện của nhị tiểu thư của Thái Gia vẫn rất có khí độ. Bước vào thang máy, cố dài đồng liền vô lực dựa vào người Trương Dương, Trương Dương giang tay ra ôm lấy người cô ta. Triệu Quốc Cường ở Bắc Kinh từ lâu, Đối với quan hệ của hai người đã biết rõ trong lòng, cho nên giả vờ như không thấy, đi tới đại sảnh tầng 1, Triệu Quốc cường mượn cớ đi tìm bác sĩ quen hỏi tình hình, hối hả bỏ đi. Trương Dương ôm Cố Giai Đồng vào xe, nhìn khuôn mặt tiều tụy của cô ta, nói với vẻ yêu thương, anh dẫn em đi ăn chút gì nhé, sau đó thì đi nghỉ. Em không ăn nổi. Trương Dương nghiêm mặt, nhất định phải ăn, nếu không anh sẽ đánh đít em đó. Cố Giai Đồng cắn cắn môi, cuối cùng cũng ngoan ngoãn gật đầu. Trương Dương dẫn cố dài đồng tới quán ăn sáng ở đối diện bệnh viện, gọi hai lồng bánh bao thiên tân, hai bát sữa đậu nành, sau khi hắn nhận điện thoại, liền vội vã chạy tới Bắc Kinh, quả thật là hơi đói rồi, cố dài đồng tuy cũng một đêm không ăn gì, nhưng bụng đầy tâm sự, không muốn ăn gì, dưới sự khuyên nhủ của Trương Dương miễn cưỡng ăn hai cái bánh bao, uống một bát sữa đậu nành. Ăn xong bữa sáng, Trương Dương bảo cố dài đồng nằm trong xe díp ngủ một lát, vừa nghỉ được khoảng hơn 10 phút thì Triệu Quốc Cường gọi điện thoại tới nói là Thái Húc Đông đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm tới tính mạng, có điều cố minh kiện tổng cộng đâm Thái Húc Đông năm phát, dẫn tới tỷ tạng của Thái Húc Đông phải cắt bỏ, gan trái cũng phải cắt bỏ, bộ phận ruột cũng phải bỏ đi, mất nhiều máu, trước mắt đang hôn mê, dựa đoán bệnh tình vẫn rất khó nói. Tình tự của Thái gia rất kích động, nhất định muốn đòi công đạo cho Thái Húc Đông. Cố dài Đồng nghe thấy Thái Húc Đông không có gì nguy hiểm tới tính mạng thì mới thở phào, Cô ta lập tức gọi điện thoại cho cha, thông báo tin tức cho ông ấy hay. Cố Doãn chi cả đêm không thể nào ngủ nổi, ông ta tuy thân ở Bình Hải, nhưng lòng thì không có giây phút nào là không quan tâm tới tình hình ở Bắc Kinh. Họa mà con trai ông ta gây ra lần này không thể nói là không lớn, vì một nữ nhân mà đâm thái húc đông, đã xúc phạm tới pháp luật, Cố Doãn chi biết rằng cái đang đợi con trai mình là gì. Ông ta không dám nghĩ tới kết quả cuối cùng của sự việc trước mắt những gì ông ta có thể làm chỉ là đóng tốt vai trò của một người cha, tận hết khả năng của mình để điều tra rõ ngọn nguồn của chuyện này. Cố Doãn Chi nói, Giai Đồng, ngày mai cha sẽ tới Bắc Kinh, con đừng khinh cử vọng động, cũng đừng phát sinh tiếp xúc với Thái Gia, tất cả tạm thời giao cho bác từ xử lý, cha đã dặn dò bác ấy rồi. Cha, con biết rồi. Cố Giai Đồng lại nói, đừng nói cho dưỡng dưỡng biết. Cố Giai Đồng căn chặt môi, nói, xin lỗi cha cố doãn chi cười nói con bé ngốc con không có chỗ nào có lỗi cả mình kiện làm sai nó phải tự chịu gác điện thoại cố giai đồng không nhịn được lại rơi lệ đoạn thời gian này thực sự là áp lực quá lớn khiến cô ta không thể nào chịu đựng nổi trương dương ôm lấy bờ vai thơm của cô ta hôn lên chắn cô ta một cái anh đưa em về nghỉ những chuyện khác em trước tiên đừng suy nghĩ tới làm gì đợi cha em tới rồi tính cố giai đồng gật đầu Trương Dương đưa cố dài đồng về chỗ ở, hắn cũng chẳng buồn nghỉ ngơi, hẹn hình chiêu huy gặp mặt ở một quán cà phê, hình chiêu huy vì gặp tắc đường nên đến muộn 20 phút. Trương Dương hôm nay rất nhẫn nại, giúp hình chiêu huy gọi một chén lam sơn, hình chiêu huy rút khăn tay ra lau mồ hôi, sau đó cầm chén cà phê lên nhấp một ngụm. Trương Dương nói, trời lạnh như thế này mà sao đổ nhiều mồ hôi vậy, nhìn có chút hư nhược đó, tôi xem mạch cho anh nhé. Hình chiêu huy cười cười, nhưng không đưa tay ra, đặt chén cà phê xuống nói cố minh kiện đâm thái húc đông là vì một nữ nhân nữ nhân đó tên là từ na sau khi chuyện xảy ra cô ta bỏ trốn rồi hiện tại vẫn chưa rõ nơi hạ lạc trước khi cố minh kiện vào trại cai nghiện từng sống chung với từ na một đoạn thời gian khả năng hắn hít ma túy là có liên quan trực tiếp tới từ na cố minh kiện sau khi vào trại cai nghiện từ na rất nhanh liền cặp kè với thái húc đông chính bởi vì chuyện này mà cố minh kiện đột nhiên mất kiểm soát gã ở trong quán ba tìm thấy từ nam, định dẫn cô ta đi, bị Thái Húc Đông ngăn cản, liền cầm dao gọt hoa quả lên đâm Thái Húc Đông mấy phát. Trương Dương thở dài, xung động là ma quỷ, cố minh kiện dù chẳng có tính tình tốt, nhưng dẫu sao gã cũng được giáo dục tốt chứ không phải là lưu manh, vì sao lại quá đà như vậy nhỉ? Hình Chiêu Huy nói, con người sau khi hít ma túy, tính cách sẽ phát sinh thay đổi một cách vô thức, năng lực khống chế cảm xúc của gã khẳng định sẽ kém đi, và lại, trước đó gã uống không ít rượu, có lẽ là ma túy cồn, khiến gã biến thành lớn gan hơn. Trương Dương thuận miệng hỏi, địa điểm xảy ra chuyện là ở đâu? Quán Ba Phong Độ, lão tên là Lâm Ngọc Văn. Lâm Ngọc Văn, Trương Dương có chút kinh ngạc trợn mắt lên, quan hệ giữa Thái Húc Đông và Lâm Ngọc Văn, hắn biết rõ hơn bất kỳ ai. Lâm Ngọc Văn cũng là một con cờ mà Vương Học Hải bố trí bên cạnh Thái Húc Đông, chẳng lẽ một loạt những chuyện này là có liên quan tới Vương Học Hải ư? Nhưng Vương Học Hải vì sao lại làm vậy? Hình Chiêu Huy nói nhỏ, có phải là nghĩ ra gì không? Giúp tôi tìm từ na, nữ nhân này nhất định biết gì đó. Tôi dám đảm bảo, chuyện cố minh kiện đâm thái húc đông không đơn giản vậy đâu. Hình Chiêu Huy cười nhạt, nói Trương Dương, tôi biết cậu có quan hệ tốt với cố gia, nhưng đừng vì chuyện này mà làm ảnh hưởng tới phán đoán của cậu về vụ án. Đây chỉ là một vụ án tình sát bình thường, động cơ phạm tội, nhân chứng vật chứng đều có, cố gia tuy có căn cơ, nhưng thái gia không phải hạng dễ chơi, tôi thấy cố minh kiện lần này gặp phiền phức to rồi đấy. chương 242, hữu tích khả tuần. Và hình ảnh bình minh biệt ly sau khi, trương dương cấp mẹ nuôi La tuệ ninh gọi một cú điện thoại, văn quốc quyền là quốc vụ viện phó tổng lý, cũng là bộ vệ sinh trường thái tư tường lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, văn ra mặt mũi thái gia nhất định phải cấp một ít. Trương Dương cũng không phải muốn cho La Tuệ Ninh đứng ra can thiệp chuyện này, hắn chỉ là muốn khứ nhìn một chút Thái Húc Đông, hiện tại Thái Húc Đông sinh tử chưa biết, thương thế của hắn và cố minh kiện sau đó cần thiết gánh chịu trách nhiệm hình sự có mật thiết liên hệ. Nếu như hắn bình an vô sự, chuyện này hay là còn có thể hướng tốt phương hướng phát triển, nếu như thật sự có cái gì không hay xảy ra, sợ rằng thù này thì kết lớn. Là Tuệ Ninh cũng đã nghe nói chuyện này, nàng tịnh thật không ngờ Trương Dương sẽ phản ứng như vậy cấp tốc, trước tiên thì chạy tới Bắc Kinh. Bởi vậy có thể thấy được cái này con nuôi và cố gia đồng quan hệ cũng không giống nhau, là tuệ ninh nguyên bản thì dự định khứ nhìn Thái Húc Đông nghe được Trương Dương ý tứ, không chút lựa chọn đáp ứng dẫn hắn cùng đi. Tiến về Bắc Hải y viện trên đường, là tuệ ninh hướng Trương Dương nói, thái bộ trưởng người này rất đau nhi tử, thậm chí có chút nuông chiều, sở dĩ hút đông hài tử này từ nhỏ thì không nghe lời, sau lại vào ban xây dựng. Sinh hoạt thượng vô ý kiểm điểm, hiện tại rốt cục có đại sự xảy ra. Nàng dừng lại một chút lại than thở, nghĩ không ra lão cố ra hài tử cũng là cái dạng này, nhà của bọn họ giáo hẳn là đều là rất nghiêm, hết lần này tới lần khác tội phạm quan trọng sai lầm như vậy trương dương nói mẹ nuôi người nói hai nhà bọn họ mới có thể giải quyết riêng sao là tuệ ninh đạm nhiên cười nói sự tình nguyên náo lớn như vậy toàn bộ thành bắc kinh cũng biết giải quyết riêng thái bộ trưởng cái kia tính tình vị tất tình nguyện nếu như thái húc đông bình an vô sự ni là tuệ ninh nhìn một chút trương dương nàng đương nhiên minh bạch trương dương ý tứ cũng biết trương dương thủ đoạn Trương Dương sở dĩ muốn đi nhìn Thái Húc Đông, càng là muốn trợ giúp Thái Húc Đông vượt qua cửa ải khó khăn, hắn muốn hóa giải chuyện này, là tuệ ninh từ đáy lòng là muốn trợ giúp Trương Dương, nhưng nàng cũng minh bạch, loại sự tình này muốn có thể hóa giải tính cực kỳ bé nhỏ, nàng thở dài nói Trương Dương, chuyện này cũng không phải là ngoại nhân phương tiện nhúng tay, nên thế nào làm? Ta muốn cố dẫn chi so với người khác đều phải hiểu. Thường ủy hội thượng cố dẫn chi cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng, vẻ mặt của hắn vẫn như cũ giếng nước yên tĩnh. Thì ở sáng sớm hôm nay, thứ nhất về cố minh kiện sát nhân tiểu tự báo đã bị tỏa ra ở tỉnh ủy tỉnh chính phủ trước cửa trên đường lớn, hầu như ở trong khoảnh khắc đã truyền đắc dư luận xôn xao, cố Duẫn chi cũng nhìn thấy na trương tiểu tự báo, vô cùng kinh ngạc vô tin tức tản song song, nội tâm hắn chung cũng minh bạch, chuyện này không chỉ có quan hệ đến nhi tử, cũng có người nương chuyện này đối với hắn tiến hành ác ý trả thù đang ở lợi dụng chuyện này hư hao chứ danh dự của hắn cố duẫn chi từ chính tới nay kinh lịch vô số sóng gió từ lâu tu luyện ra phong ba không sợ hãi tâm tính tình thế càng là nghiêm trọng nội tâm của hắn càng là lãnh tính tan học hậu đại tỉnh trưởng tống hoài minh đuổi theo đi đầu rời đi cố duẫn chi thấp giọng nói cố bí thư cố duẫn chi gật đầu mỉm cười nói vừa đi vừa nói chuyện tống hoài minh nói bắc kinh sự tình ta nghe nói cố duẫn chi đạm nhiên cười nói tin tức truyền rất khoái thật là làm cho ta thật không ngờ ở Tống Hoài Minh trước mặt hắn cũng không có dấu diếm cần phải Tống Hoài Minh nói trên thế giới này cũng không thiếu bại sự tiểu nhân Cố Xuẫn Chi nói ngày mai ta sẽ đi xem đi Bắc Kinh đây từ lâu ở Tống Hoài Minh như đã đoán trước hắn thấp giọng nói cô bí thư yên tâm Bình Hải sự tình ta sẽ liệu lý Cố Xuẩn Chi nói người khác tưởng nói như thế nào thì nói như thế nào ba chờ ta đem chuyện này xử lý xong sẽ cho mọi người một cái minh xác huyết pháp Tống Hoài Minh nói, ngài ra sự căn bản không cần hắn hướng người khác khai báo. Cố Duẫn Chi như có điều suy nghĩ nói, người tới nhất định vị trí, vấn đề của ngươi sẽ trở thành mọi người vấn đề. Thái gia lưu lại chiếu cố Thái Húc Đông chính là Thái Húc Hồng và Thái Húc Mai tỉ muội, đương nhiên hoàn có khá nhiều Thái Húc Đông thân thích ở lại nơi đó hỗ trợ. La Tuệ Ninh đến những Thái người nhà rất cảm động, nhưng bọn họ cũng nhìn thấy La Tuệ Ninh bên người Trương Dương, nhất thời đối La Tuệ Ninh lần này ý đổ đến sinh ra lòng cảnh giác. Nhưng là bởi vì La Tuệ Ninh thân phận bãi ở nơi nào, bọn họ thì là trong lòng có tìm cách, ngoài miệng vẫn còn bất hảo nói ra được. La Tuệ Ninh hướng Thái Húc Hồng nói, Húc Hồng, đây là ta con nuôi Trương Dương. Hắn và Húc Đông quá khứ là bạn tốt, nghe nói Húc Đông sự tình sở dĩ sang đây xem khán. Thái Húc Hồng vẫn còn biểu hiện ra tương đối lớn độ, hướng Trương Dương mỉm cười gật đầu, Thái Húc Mai sẽ không có tỉ tỉ như vậy hàm dưỡng, lạnh lùng nhìn Trương Dương, tuy rằng không nói gì thêm, thế nhưng không chào đón Trương Dương đến đây ý tứ đã biểu hiện rất đầy đủ. Trương Dương không biết và một nữ nhân tính toán, huống chi lần này lo cho gia đình đối lý, hắn muốn làm chút sự trợ giúp lo cho gia đình giảm bớt một ít áp lực. Ở tiến nhập phòng bệnh thăm hỏi thời điểm, Thái Húc Mai rốt cục vẫn phải nhịn không được tới một câu, anh ta còn rất yếu yếu, không thích hợp quá nhiều người nhìn là tuệ ninh trên mặt dáng tươi cười như trước, húc mai, là nhượng ta đi sao? Một câu nói nói xong thái húc mai trên mặt biến sắc, thái húc hồng cuống quyết giải thích, là a di, húc mai không phải ý tứ này. Nàng bình thường nói thì không che đậy miệng. Là tuệ ninh nói, hơn 30 tuổi người, muốn học sẽ quản ở miệng của mình. Đừng quên, ngươi là nữ nhi của ai, có mấy lời thuận miệng nói ra, người khác hội quái cha mẹ của ngươi ra giáo không nghiêm. Trương Dương trong lòng ám nhạc, mẹ nuôi phát huy, khí thế không có thể như vậy đắp đắc. Thái gia tỉ muội bị nói xong đỏ bừng cả khuôn mặt, ở La Tuệ Ninh trước mặt các nàng căn bản không có phản bác dũng khí, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Trương Dương theo La Tuệ Ninh đi vào giám hộ trong phòng. Hai người thay đổi cách ly phục, La Tuệ Ninh đem hoa tươi để ở một bên, nàng cũng không có tới gần bên giường. Trương Dương đi tới bên giường, nhìn Thái Húc Đông tái nhợt khuôn mặt, thầm nghĩ trong lòng, lại không biết thằng nhãi này bị thương thế nào hắn thân thủ cầm thái húc đông cổ tay, thấp giọng than thở, húc đông. Là ta, Trương Dương, ta tới thăm ngươi, trong thanh âm tựa hồ mang theo một cổ yêu thương, kỳ thực thái húc đông chết sống và hắn không quan hệ. Hắn mới không sẽ vì thằng nhãi này thương tâm ni, bất quá biểu diễn là phải. Thái gia tỉ muội cũng theo tiến đến, thấy Trương Dương biểu hiện, thế nhưng thật sự có chút tin tưởng hắn và ca ca là bạn tốt. Trương Dương tìm kiếm đến thái húc đông mạch rất nhỏ yếu, một cổ nội tức lặng lẽ tặng đi vào, thái húc đông nguyên bản ngay mông lung trong lúc đó, ở trương dương đây cổ mạch đập kích thích hạ, thế nhưng thực sự mở hai mắt ra. Thấy trước mắt trương dương, hắn lấy làm kinh hãi, bất quá miệng mũi thượng che dưỡng khí cháo, vô pháp mở miệng nói. Gần như vậy cự ly trương dương đương nhiên không thể nói chuyện lớn tiếng, bằng không người chung quanh đô hội nghe được, hắn lợi dụng truyền âm nhập mật hướng thái húc chủ nhà, thái húc đông, thương thế của ngươi rất trọng, ta lưu lại cho ngươi một lọ thuốc trị thương, người dựa theo sự phân phó của ta ăn bảo ngươi bán nguyệt trong vòng nhất định phục hồi như cũ bằng không sẽ có lo lắng tính mạng thái húc đông chừng lớn hai mắt trương dương lại nói ngươi và cố minh kiện sự tình ta sẽ mau chóng cho ngươi một cái công đạo bất quá ở chuyện này không điều tra rõ trước ngươi nói chuyện hay nhất cẩn thận bằng không ta đem ngươi này chuyện hư hỏng tất cả đều chấn động rất xuống đi ra cho các ngươi ai cũng không có ngày lành quá những lời này chính là uy hiếp thái húc đông trong lòng có hận lại sợ Hắn thực sự là nghĩ không ra thằng nhãi này tại sao phải nhúng tay chuyện này. Thái Húc Hồng đi tới bên giường, Trương Dương cố ý thở dài nói, an tâm dưỡng bệnh, nhìn vạn lần không nên suy nghĩ nhiều. Hắn ở Thái Húc Đông trên lưng bàn tay vỗ vỗ, đứng dậy cáo từ. Thái Húc Hồng đem La Tuệ Ninh và Trương Dương đưa đến thang máy tiền, La Tuệ Ninh hướng Thái Húc Hồng nói, hảo hảo chiếu cố ca ca ngươi, chỉ cần nhân bình an vô sự cái gì cũng tốt nói. Thái Húc Hồng gật đầu ly khai phòng bệnh đại lâu, là tuệ ninh nói, người vừa đối thái húc đông nói cái gì nữa. Trương Dương cười nói, không nói gì. Là tuệ ninh chừng hắn một cái nói, gà ta, vừa ta rõ ràng thấy người mồm miệng liên tục động, nhất định nói gì đó. Nàng tâm tư kín đáo, Trương Dương này mở ám tự nhiên không thể gạt được ánh mắt của nàng. Trương Dương ha hả cười nói, ta nói cho hắn biết, nhưng hắn cẩn thận nói, không phải ta đem hắn trải qua chuyện xấu tất cả đều chấn động rất xuống đi ra, là tuệ ninh nhịn không được nở nụ cười, người tiểu tử này, nhân ra đều thảm đến cái này phân thượng. Người lại còn khứ bên giường uy hiếp, hoàn đem ta kéo qua đi làm đồng lõa, người chính xác lẫn vào tiểu tử. Nàng tịnh không có tức giận, bởi vì nàng biết cố gia đồng và Trương Dương trong lúc đó tối tình cảm, Trương Dương đứng ở lo cho gia đình lập trường thượng nói cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá thình ý tứ của hắn, tựa hồ bắt được thái húc đông có chút nhược điểm, nói không chừng lần này tiểu tử này chân có thể tạo được một ít tác dụng. Nghĩ tới đây La Tuệ Ninh nói, quay đầu lại ta với người cha nuôi nói một tiếng, nếu như phương tiện đứng ra nói, hãy để cho hắn trò chuyện. Trương Dương lắc đầu nói, tạm thời không nên, cố bí thư còn không có đến, ta muốn trong lòng hắn nhất định có chủ ý. La Tuệ Ninh gật đầu nói, cố dẫn chi người này làm việc rất chu đáo, mong muốn hắn có năng lực và thái bộ trưởng đạt thành chung nhận thức. Trương Dương phản hồi cố giai đồng nhà trọ thời điểm, cố giai đồng đã tỉnh lại, nàng vừa rửa quá tắm, ăn mặc đỏ thẩm sắc tơ lụa áo ngủ lẳng lặng ngồi trong phòng khách trong tay bưng bán bôi rượu đỏ đôi mắt đẹp tràn ngập thương cảm nhìn ngoài cửa sổ trương dương đi tới phía sau của nàng bàn tay to rơi vào trên vai thơm của nàng cố dai đồng để chén rượu xuống cầm tay hắn chăm chú ôm ở trong ngực của mình trương dương cúi người khuôn mặt rán của nàng khuôn mặt nhẹ giọng nói uống rượu nữa một chút tá rượu tưới buồn buồn canh buồn Cố dài đồng nói, người đi ra ngoài làm cái gì? Trương Dương lúc này mới đem vừa và La Tuệ Ninh đi bệnh viện nhìn Thái Húc Đông sự tình nói, cố gia đồng thính Trương Dương nói Thái Húc Đông mệnh chắc chắn có thể cứu bảo trụ, cũng dài thở phào nhẹ nhõm. Trương Dương nói, có chuyện ta không nghĩ ra, Minh Kiện ngày hôm qua mới từ giới độc sở đi ra, buổi tối thì xảy ra chuyện, cái gì thỉnh hắn ra đi ăn cơm. Hắn làm sao sẽ tìm được Thái Húc Đông và Từ Na? Cố Giai Đồng nói, cái kia từ Na và Minh khỏe mạnh Đông Giang thì biết, ta đem Minh Kiện cho tới Bắc Kinh, nghĩ không ra nàng cũng cùng qua đây, Minh Kiện chính là ở của nàng rượt dây hạ mới học xong hít thuốc phiện. Trương Dương cảm thán nói, hồng nhan kẻ gây tai họa, Minh Kiện lần này gặp chuyện không may cùng nàng có quan hệ. Cố Giai Đồng nói, chiếu người nói, hình như có người cố ý rượt dây Minh Kiện làm như vậy. Trương Dương gật đầu nói, đi, khứ phong độ quán ba, Bảo rõ ràng lúc đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lâm Ngọc Phân là một rất có tâm cơ nữ nhân, tối hôm qua quán ba chuyện phát sinh món, nhượng phong độ quán ba tạm thời bị giam. Nàng cũng hướng công an cơ quan cung cấp chứng cứ. Trương Dương và Cố Giai Đồng tìm được nàng thời điểm, Lâm Ngọc Phân chính khóa kỹ quán ba đại môn ly khai, tối hôm qua đã thương người sự kiện phát sinh sau khi, đoạn thời gian gần nhất quán ba đều không biết có cái gì sinh ý, nàng dự định ly khai ở đây yên lặng một chút biết cố dài đồng thân phận sau khi, Lâm Ngọc Phan nhàn nhạt cười cười nói, ta chỉ là một vô tội người bị hại, đã hướng công an cơ quan nói rõ có chuyện, không cần thiết hướng các ngươi giải thích. Nàng chính muốn lúc rời đi, Trương Dương nói, người nói chuyện này không có vấn đề gì, nhưng ngươi và Thái Húc Đông chi quan hệ giữa cũng không giống như tầm thường ba. Lâm Ngọc Phan phẫn nộ quay mặt lại, vị tiên sinh này, ta không hiểu ngươi có ý tứ. Mỗi người nói cũng là muốn phụ trách nhiệm, nếu như người đối danh dự của ta tạo thành tổn hại, ta sẽ lo lắng hướng pháp viện đưa ra tố tụng. Trương Dương lười biếng nói, Lâm Tiểu Thư là người thông minh, hiện tại người còn ở tại Long Vực Tiểu Khu sao. Lâm Ngọc Văn trong mắt sáng rõ ràng xuất hiện rồi một vẻ bối rối, nàng cắn cắn môi xoay người muốn chạy, nghe được Trương Dương nói ta muốn chúng ta vẫn có cần phải nói chuyện. Lâm Ngọc Văn dừng bước lại, chỉ chỉ đối diện quán trà. Trương Dương mặc dù không có nói ra cụ thể chi tiết, lâm ngọc phân cũng đã minh bạch mình và thái húc đông chuyện giữa nhân ra biết đến nhất thanh nhị sở đêm hôm đó nàng và thái húc đông triền miên là lúc dưới giường sông tới một người quay bọn họ vừa thông suốt cuồng phách sự kiện kia trở thành một cá bóng ma thủy chung bao phủ lâm ngọc phân nội tâm lâm ngọc phân vẫn cho rằng là vương học hải bày ra sự kiện kia lâm ngọc phân lẳng lặng đánh giá trước mắt đích thanh niên nói nói đi người tìm ta muốn hỏi cái gì trương dương nói chuyện tối ngày hôm qua cố minh kiện uống nhiều quá tượng người điên như nhau đi tới quán bar lúc đó thái húc đông và từ na chính ở uống rượu với nhau cố minh kiện thấy bọn họ thân thiết ghen tị đại sinh hắn lôi kéo từ na làm cho nàng cùng hắn trở lại nhưng từ na không muốn thái húc đông đẩy ra cố minh kiện tịnh đánh hắn một quyền cố minh kiện thẹn quá thành giận nắm lên dao gọt hoa quả thì đâm quá khứ sự tình toàn quá trình chính là như vậy ta đối công an cơ quan đã nói trương dương nói ta không phải hỏi chuyện này Cố minh kiện làm sao sẽ biết bọn họ ở rượu của ngươi ba Ta làm sao sẽ biết Trương Dương nhìn ra Lâm Ngọc Phan hiển nhiên đang trốn tránh Hắn cười lạnh nói chuyện này và Vương Học Hải có quan hệ hay không Lâm Ngọc Phan tuy rằng kiệt lực bảo trì chấn định Ở Trương Dương nhắc tới Vương Học Hải tên thời điểm vẫn đang xuất hiện rồi một vẻ bối rối Trương Dương nói kỳ thực ngươi không có dấu diếm cần phải Thì là ngươi không nói chúng ta sớm muộn gì cũng có thể từ cố minh kiện trong miệng biết hắn đêm đó cùng ai uống chung rượu, uống rượu hậu làm sao sẽ biết từ Na và Thái Húc Đông cùng một chỗ. Người nghĩ man là man không ngừng. Lâm Ngọc Văn bỗng nhiên đứng lên nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Trương Dương nâng chung trà lên chản nhẹ nhàng thổi suy nói, Lâm Tiểu Thư, có một số việc không cần nhiều lời, mọi người lòng dạ biết rõ, nếu để cho ta biết ngươi ở trong đó sắm vai không riêng màu vai, ta dám cam đoan. Thành Bắc Kinh lớn hơn nữa, không có của ngươi đất dung thân. Lâm Ngọc Văn khóe môi run rẩy một chút, tuy rằng và Trương Dương Trích là lần đầu tiên gặp mặt, nàng cũng đã thật sâu cảm thụ được người nam nhân trước mắt này bá đạo và cường thế, Trương Dương cũng không là nói chuyện giật gân, hắn nếu có thể tầng tầng thôi chắc đến trong đó quan hệ, đủ thấy đầu óc của hắn không giống bình thường. Lâm Ngọc Văn tịnh không có lập tức đã đi, nàng thấp giọng nói ta thực sự không rõ ràng lắm chuyện này, người đến tột cùng muốn làm gì. Trương Dương nói, nếu như người biết từ Na Hạ Lạc, lập tức nói cho ta biết bằng không ta sẽ đem đây bút chướng cũng coi như ở trên đầu của ngươi lâm ngọc văn trên mặt đẹp vát ra một chút sợ hãi thế nhưng nàng rốt cục vẫn phải nhịn xuống không nói gì xoay người ly khai quán trà cố giai đồng có chút thiếu kiên nhẫn vì sao không đi truy nàng trương dương thấp giọng nói cho nàng một chút thời gian cân nhắc lợi hại cố giai đồng oán hận nói cái này vương học hải thực sự là ghê tởm chuyện này nhất định là hắn thiêu lên Trương Dương đạm nhiên cười nói, ta hầu như có thể kết luận, tối hôm qua và Minh Kiện uống rượu với nhau chính là hắn. Hắn vì sao ác như vậy độc? Trương Dương nói, dài đồng tỷ, thì là Vương Học Hải đã làm chuyện này, hắn cũng không có chạm đến pháp luật, chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh hắn có tội. Trương Dương, ta thực sự là sơ suất quá, hay là từ Minh Kiện bắt đầu hít thuốc phiện chính là một cái bẫy? Trương Dương nắm ở cố dài đồng eo nhỏ nhắn, thấp giọng nói, người yên tâm, nếu như chứng minh chuyện này là Vương Học Hải ở sau lưng bày ra, ta sẽ không bỏ qua hắn. Cố dài đồng gật đầu, ôm ở Trương Dương trong lòng, ngày mai, ba ba ta cứ tới đây, ta cũng không biết nên thế nào đối với hắn nói. Nói thật đi, đem minh kiện mọi chuyện cần thiết đều nói cho hắn biết, hắn sẽ không trách ngươi. Vương Học Hải đã ly khai Bắc Kinh, gặp phải phiền phức thời điểm, hay nhất ly khai hiện trường, bây giờ là lo cho gia đình và thái gia vấn đề và hắn không quan hệ, Trương Dương tìm không được Vương Học Hải, chỉ có thể định ngày hẹn Điền Linh, từ Điền Linh biết Vương Học Hải và Lâm Ngọc Văn quan hệ mập mờ sau khi, giữa phu thê cảm tình đã lãnh đạm rất nhiều, gần nhất càng là rất ít gặp mặt, sở dĩ Trương Dương tìm được nàng nhắc tới Vương Học Hải sự tình thời điểm, Điền Linh biểu hiện tương đương lạnh lùng, nàng thấp giọng nói, hắn ở chuyện bên ngoài, ta rất ít hỏi đến. Trương Dương nói, Điền Linh, cố minh kiện hiện tại thân hãm nguyên lành, các loại dấu hiệu cho thấy, hắn đi tìm Thái Húc Đông và trượng phu ngươi có quan hệ rất lớn. Điền Linh đối trượng phu của mình vẫn còn biểu hiện ra tương đương che chở, Trương Dương, ta không rõ người ý tứ của những lời này, học hải và cố minh kiện quan hệ rất tốt, bọn họ là bạn tốt, làm bằng hiếu, hắn nói cho cố minh kiện việc này tịnh không có gì không đúng, ta muốn hắn hẳn là không có ác ý. Trương Dương nói, ngươi là thê tử của hắn, đối với hắn khôn khéo hẳn là có điều lý giải, hắn ở nói cho cố minh kiện chuyện này trước, không có khả năng không có lo lắng đến chuyện này hậu quả, biết rất rõ ràng cố minh kiện chịu không nổi như vậy kích thích, hết lần này tới lần khác muốn ở trước mặt của hắn nhắc tới chuyện này, người thực sự tin tưởng hắn không có bất kỳ dụng tâm. Điền Linh nhìn Trương Dương, trên mặt không có bất kỳ thiếu ý, Trương Dương, ta biết ngươi và học hải chi quan hệ giữa bất hảo, thế nhưng ngươi cũng không thể bởi vì. Này dạng thì đối với hắn sản sinh phản cảm, đem hắn tưởng tượng thành một cái kẻ xúi dục, một cái âm mưu ra ta cùng hắn phu thê nhiều năm như vậy, ta rõ ràng cách làm người của hắn. Đầu óc của hắn đích xác linh hoạt, hắn cũng coi trọng lợi ích, nhưng hắn cũng không phải một cái người xấu. Trương đại quan nhân có chút không nói gì, Điền Linh nói như vậy thật không biết nàng là đơn thuần vẫn còn ngu xuẩn, hắn thấp giọng nói, ta không phải tưởng xúi dục cái gì, ta lại càng không là muốn phá hư các ngươi giữa phu thê cảm tình, giả như trong lòng hắn không quỷ, tại sao muốn đột nhiên ly khai Bắc Kinh. Điền Linh nói, được rồi, Trương Dương, ta vẫn đem ngươi trở thành bằng hiếu, thế nhưng ngươi nói đắc những lời này thực sự thái đã thương người. Điền Linh ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng đang dao động, cho tới nay nàng cũng không biết lúc trước Na Phong thư nặc danh là Trương Dương sở ký, từ đó trở đi, nàng đối vương học hải tiến nhiệm độ đã bắt đầu rơi chậm lại. Trương Dương nói, nếu như ngươi tin tưởng hắn là vô tội, như vậy ngươi nhượng hắn trở về và ta đối chất. Nhượng hắn đem chuyện này chân tướng giải thích rõ. Điền Linh cắn cắn môi, nàng lấy ra điện thoại, rất nhanh thì quay số điện thoại Vương Học Hải dãy số, đương ngón tay của nàng chuẩn bị đè xuống thông qua kiện sát na, nhưng lại trở nên có chút do dự. Đây nhất rất nhỏ cử động cũng không có tránh được Trương Dương con mắt, đương Điền Linh ánh mắt và Trương Dương gặp nhau lần nữa thời điểm, nàng rốt cục quyết định, đè xuống, Vương Học Hải điện thoại di động bị vây tắt máy trong. Trương Dương đối kết quả này cũng không nghĩ là, bình tĩnh nói ta không thích Vương Học. Hải người này, cố minh kiện sự tình sớm muộn gì sẽ được phơi bày điền linh cầm găng tay đứng dậy chuyện của hắn và ta không quan hệ nói xong nàng thì cũng không quay đầu lại ly khai trương dương nhìn điền linh bóng lưng có chút bất đắc dĩ lắc đầu lúc này điện thoại di động của hắn vang lên cầm lấy điện thoại nghe được một cái giọng nữ nói từ na ở mật vân có chuyện gì ngươi đi hỏi nàng từ trong thanh âm trương dương đã đoán được đối phương chính là lâm ngọc văn hắn cũng không có vạch trần thấp giọng nói, cho ta cụ thể địa chỉ, ta biết nên thế nào đi làm. Cố Duẫn Chi sớm một ngày đi tới Bắc Kinh, khi hắn biết Thái Húc Đông đã thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng sau khi, hắn liền lập tức leo lên tiến về Bắc Kinh máy bay, hắn cũng không có nói cho nữ nhi chính mình hành trình, mà là liên lạc lão bằng hữu của mình từ Thiên Dương, nhượng hắn an bài mình và Thái Húc Đông phụ thân Thái Tư Tường tiên kiến mặt. Bộ vệ sinh trường Thái Tư Tường tâm tình có chút trầm trọng, hắn vì nhi tử tao mộ cảm thấy đau lòng, cũng cảm thấy phẫn nộ, tuy rằng làm như thế thái gia thích đáng người nhà hắn vẫn còn nhất lý trí một cái xuất hiện ở sự sau khi vẫn duy trì cực đại địa lãnh tính và khắc chế từ thiên dương là thái tư tường lão thượng cấp cũng là cố dẫn chi lão bằng hiếu nếu như không phải là bởi vì hắn và song phương đều vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp như vậy chủ nhà hắn là không muốn làm tuy rằng hắn biết rõ chuyện này không dễ giải quyết vẫn đang kiên trì nhận xuống tới thì là không giải quyết được chuyện này, cũng không thể khiến sự tình hướng phía tệ hơn phương hướng phát triển. Cố Duẫn Chi xuống phi cơ sau khi, từ Thiên Dương liền nhượng tài xế đón hắn tiến về Bắc Hải Y viện, cùng đi Cố Duẫn Chi cùng nhau đầu tiên nhìn người bị hại Thái Húc Đông, sau đó ở Y viện viết bên trong phòng nghỉ ngơi, thúc đẩy Cố Duẫn Chi và Thái Tư Tường đây hai vị gia trưởng gặp mặt. Cố Duẫn Chi và Thái Tư Tường quá khứ cũng nhận thức, bất quá bọn hắn trong lúc đó tịnh không có gì thâm giao, Cố Duẫn Chi chủ động hướng Thái Tư Tường đưa tay ra, Thái Bộ trưởng. Chuyện lần này thực sự là thật xin lỗi. Thái Tư Tường tượng trưng tính và Cố Duẫn Chi nắm tay, hắn thấp giọng nói, tọa, vô luận chuyện này vì sao dựng lên, hắn không hề nghi ngờ chính là người bị hại. Cố Duẫn Chi tuy rằng từ vừa mới bắt đầu thì biểu hiện ra xin lỗi thành ý, nhưng chuyện này cũng không phải là xin lỗi có thể giải quyết, liên tục lục đao, hầu như đoạt đi nhi tử tính mệnh. Thái tư tường đến nay nhớ tới vẫn đang tay chân như nhũn ra cực sợ, hắn chỉ có một nhi tử giả như nhi tử không có hắn không dám nghĩ giống chính mình sẽ biến thành bộ dáng gì nữa hắn sẽ không dễ dàng tha thứ cố minh kiệt đó là một hung thủ giết người cố duẫn chi sau khi ngồi xuống lại lập lại một lần thái bộ trưởng ta nghe nói sau chuyện này trong lòng thật không tốt thụ khuyển từ tự tung tự tác thực sự làm cho người ta thẹn thùng ta thật tình hướng hắn đối thái bộ trưởng một nhà sở tạo thành thương tổn biểu thị xin lỗi cố duẫn chi rất có thành ý thấp cúi đầu từ thiên dương nhìn ở trong mắt, nội tâm rất nhiều cảm khái, cố dẫn chi tính cách hắn là biết đến, ninh chiết không loan, đừng nói là đối mặt thái tư tường loại này đồng cấp khác cán bộ, thì là đối mặt lớn hơn nữa lãnh đạo, hắn cố dẫn chi cũng tuyệt không hội quyến rũ quỷ gối, nhiên mà hôm nay, cố dẫn chi nhưng lại cúi đầu, hắn không phải là vì chính mình, mà là vì nhi tử, mỗi người đều có nhược điểm của mình, thương cảm thiên hạ phụ mấu tâm. Thái tư tường mặt không chút thay đổi nói, cô bí thư khách khí, sự tình như là đã phát sinh, chúng ta nói những thứ này nữa nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn bằng ở nói cho cố dẫn chi, người chớ đi theo ta bộ này, nếu như xin lỗi sẽ dùng, ta xin lỗi ngươi, nhượng con ta thống con trai của ngươi kỳ đao. Ta không tiếp thụ, chuyện này không biết dễ dàng như vậy quên đi. Từ thiên dương cười chen lời nói, đúng vậy, ai cũng không muốn chuyện này phát sinh, nhưng nếu sự tình đã xảy ra, chúng ta phải đối mặt hiện thực, tưởng muốn như thế nào giải quyết mới đúng. Thái tư tường lạnh nhạt nói, thế nào giải quyết, chúng ta nói cũng không toán, quốc gia có pháp luật, nên thế nào giải quyết, thì thế nào giải quyết bái. Hắn biểu hiện ra thái độ đã tương đương minh xác chuyện này không có bất kỳ quay về dư địa, phải phải được quá pháp luật trình tự, người cố dẫn chi nghĩ thông suốt hơn người nói rõ, muốn trợ giúp con trai của người đắc tội, không có cửa đâu. Tới rồi bọn họ loại cảnh giới này, đơn giản là có thể nghe ra đối phương ý tại ngôn ngoại, cố dẫn chi bình tĩnh nói, thái bộ trưởng, ta là chuyên đến đây xin lỗi, tuyệt không có thay khuyển từ cưới tội ý tứ, chúng ta đều là quốc gia cán bộ, canh biết giữ gìn pháp luật tầm quan trọng, ta sẽ không trốn tránh trách nhiệm, cũng sẽ không bao che khuyết điểm làm việc thiên tư, ta chỉ là thành tâm hướng bị người hại phụ thân biểu thị ái náy. Cô duẫn Chi lời nói này nói xong thập phần động tình cũng thập phần chăm chú. Hắn nói như vậy, để Thái Tư Tường biểu hiện rơi vào tiểu thừa, tuy rằng Thái Tư Tường biểu hiện cũng coi như lãnh tính, nhưng ở đại khí phương diện so với cố duẫn chi kém hơn một bậc. Đây cũng khó trách, hôm nay thủ thương là con hắn, thử hỏi hắn lại có thể nào gắng giữ tính táo. Thái tư tường phản ứng đã ở cố duẫn chi trong dự liệu, hắn và thái tư tường nói chuyện thời gian không lâu sau, không đến 20 phút hậu thì kết thúc gặp, từ thiên dương cùng cố duẫn chi về tới chính mình chuyến đặc biệt nội, không khỏi thở dài nói, lão thái xem ra là muốn truy cứu rốt cuộc. Cố Duẫn Chi nói, chuyện như vậy phát sinh ở ai trên thân cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Thái Bộ trưởng làm như vậy cũng là bình thường. Từ Thiên Dương nói, người dự định ở Bắc Kinh ở vài ngày. Cố Duẫn Chi thấp giọng nói, tối đa ba ngày. Từ Thiên Dương nhìn Cố Duẫn Chi ngưng trọng khuôn mặt, biết hắn lúc này nội tâm áp lực nhất định rất lớn. Cố Duẫn Chi nhìn ngoài cửa sổ hôi mông mông bầu trời, trầm mặc một lúc lâu mới vừa rồi nói. Ta muốn trông thấy minh kiệt. Cố Minh khỏe mạnh cảnh ngục tạm giam hạ chậm rãi đi hướng tiếp kiến thất, khi hắn thấy tới là phụ thân thời điểm, ánh mắt vẫn đang đạm mạc. Biểu hiện của con trai nhượng Cố Duẫn Chi cảm thấy đau lòng, ở trong ấn tượng của hắn, nhi tử mỗi lần nhìn thấy chính mình, nhãn thần ở chỗ sâu trong tổng có một loại sợ hãi, mà bây giờ, loại này sợ hãi đã hoàn toàn tiêu thất. Cố Minh khỏe mạnh phụ thân đối diện ngồi xuống, mang theo còng tay thủ đặt ở trên bàn, băng lãnh kim trúc phản quang đau nhói Cố Duẫn Chi con mắt, hắn mân khởi môi, khuôn mặt thượng hiện ra kiên nghị đường cong. Cố Minh Kiện thanh âm có chút khản giọng, có thuốc lá không? Cho ta một chi. Cố Duẫn Chi bỗng nhiên vung lên thủ hung hăng cho hắn một bạt tai, đứng ở một bên cảnh ngục, tiến lên muốn ngăn lại hắn, lại bị Cố Duẫn Chi tràn ngập khí phách và ánh mắt phẫn nộ hù dọa ở. Cố Minh Kiện cười cười, đem một mặt khác mặt lại sai lệch quá khứ, nếu như đánh ta có thể làm cho trong lòng ngươi thoải mái một điểm, ngươi đánh ba. Cố Duẫn Chi lần thứ hai vung lên thủ, nhưng này lần cuối cùng không có hạ xuống hắn thở dài nói tại sao muốn cảo tới mức này ta khống chế không được chính mình chuyện lần này và bất luận kẻ nào đều không có vấn đề gì ta chịu không nổi cái loại này vũ nhục tự ái của ta không cho phép một cái tiện nữ nhân như vậy khứ đạp hư cố duẫn chi thấp giọng nói đáng giá không cố minh kiện giơ cao thắt lưng can đáng giá người biết mình sắp sửa nỗ lực thế nào đại giới sao cố minh kiện ánh mắt như trước đạm mạc phảng phất trên đời này đã không có hắn cảm thấy hứng thú sự tình, ta biết. Thế nhưng ta không thể nói là, hắn không muốn cùng phụ thân tiếp tục nói nữa, đứng lên hướng phụ thân bái một cái, cảm tạ ngươi có thể cú đến xem ta. Cô duẫn Chi trong ánh mắt tràn đầy đau nhức triệt nội tâm đau đớn, từ đầu tới đuôi, nhi tử không có gọi hắn một tiếng phụ thân. Cố Minh Kiện xoay người hướng nhà tù nội đi đến, có thể đi năm sáu bộ, thân thể hắn bỗng nhiên cung kính xuống phía dưới, mặc dù hắn kiệt lực khống chế chính mình, nhưng là thân thể hắn đã không bị đại não khống chế, tay hắn đủ đang không ngừng địa run rẩy, nước mắt và nước mũi không bị khống chế chảy ra, hắn không muốn ở trước mặt phụ thân biểu hiện ra cái dạng này, cho nên mới nóng lòng ly khai, thế nhưng hắn vẫn đang đem đây tối tàn nhẫn một màn biểu diễn cho phụ thân. Yên, cho ta một điếu thuốc, cho ta, cố minh kiện gần như kêu rên bàn kêu lên. Cố Duẫn chi vành mắt bỗng nhiên đỏ, hắn bỗng nhiên đứng lên, đi bước một hướng trước cửa đi đến, cước bộ như vậy trầm trọng, như vậy gian nan. Cố Giai đồng thật không ngờ phụ thân hội sớm đi tới Bắc Kinh, nàng vội vã tiến về Bình Hải Bắc Kinh bạn, ở Thanh Giang Đại Tử Điếm Tổng thống bên trong phòng gặp được phụ thân. Cố Duẫn Chi ngồi ở trên ban công, nhìn Bắc Kinh cuối mùa thu cảnh sắc, nhưng ánh mắt của hắn nhưng lại lộ ra một loại nói không nên lời mê vóng, đầu óc của hắn trống rỗng. Ba, cố Giai đồng rung giọng nói. Cố Duẫn Chi không quay đầu lại, thấp giọng nói, Minh Kiện hít thuốc phiện có đã bao lâu? Từ phụ thân nói chung, cố dài đồng minh bạch, hắn đã biết tất cả. Cố dài đồng chậm rãi đi hướng phụ thân bên người, ở phía sau hắn quỷ gối quỷ xuống. Cố Duẩn Chi vẫn đang không quay đầu lại, ta vừa mới mới đi xem hắn, thấy hắn độc nghiện phát tác hình dạng, rất thống khổ. Ba, cố gia đồng đã khóc không thành tiếng, thế nhưng nàng vô luận như thế nào đều không nghĩ ra, rõ ràng đệ đệ đã giới độc thành công rồi, nhưng hắn vì sao lại sẽ độc nghiện phát tác? Lẽ nào hắn ở giới độc sở giới độc căn bản không có thành công? Cố Cô Duẫn Chi thấp giọng nói, ngươi không muốn ta biết, ngươi là sợ ta lo lắng, ngươi không muốn minh kiện ở trước mặt ta không ngẩng đầu được lên, sợ ta trách cứ hắn, ngươi nghĩ giúp hắn. Cố Giai Đồng Dương Dương nói, ta hiện tại mới hiểu được, đã biết sao làm nhưng thật ra là hại hắn. Giả như nàng sớm một chút đem đệ đệ sự tình nói cho phụ thân, tuy rằng minh kiện tránh không được vừa thông suốt săn dậy, nhưng chí ít không biết phát triển đến giờ này ngày này trình độ. Cố Duẫn chi thở dài, xoay người lại, vươn tay yêu thương trợ giúp nữ nhi xóa đi lệ trên mặt châu, nhà đầu ngốc bao lớn, hoàn khóc nhè. "Mau đứng lên." Cố Gia Đồng lúc này mới ở phụ thân nâng hạ đứng dậy, nàng ở đối diện đằng ghế ngồi xuống, tràn ngập lo lắng nói: "Ba, minh kiện tình huống hiện tại thế nào?" Cố Duẫn chi nói: "Hắn chịu chút vị đắng cũng là hẳn là, chính mình đã làm sai chuyện." Đương nhiên muốn chính mình gánh chịu trách nhiệm. Cố Gia Đồng lo lắng lo lắng nói: "Ba, lần này bất đồng, hắn kẻ khả nghi mưu sát. Nếu như chính thức tuyên án nói, Minh kiện đời này đều xong." "Na thì thế nào, hắn dùng dao đâm bị thương người khác là sự thực, hắn phạm tội cũng là sự thực, chứng cứ vô cùng xác thực, không phải chúng ta nói phủ nhận thì phủ nhận. Pháp luật trước mặt người người bình đẳng, lẽ nào bởi vì hắn Cố Minh kiện là nhi tử của ta có thể chạy trốn pháp luật nghiêm phạt?" Cố Duẫn chi tâm tình rõ ràng kích động. Cố Giai Đồng nói, ba, nhưng là chúng ta không thể mắt mở chừng chừng nhìn minh kiện nhân sinh cứ như vậy xong. Lộ là chính hắn chọn đắc. Cố Giai Đồng nói, không, chuyện này có nội tình khác. Cố Duẫn chi nao nao, thâm thúy ánh mắt nhìn phía nữ nhi. Minh kiện từ giới độc sở đi ra, đêm đó bị Vương Học Hải gọi lên uống rượu. Thái Húc Đông và Từ Na sự tình tất cả đều là Vương Học Hải nói cho hắn biết. Cố Duẫn Chi lưỡng đạo lông mày rậm ninh cùng một chỗ, nữ nhi ý tứ tái hiểu không quá, nhi tử sở dĩ đi tới một bước này, là có người ở cố ý xúi dục, đây là một cục. Cố Duẫn Chi thấp giọng nói, người nghe ai nói? Cố Giai Đồng do dự một chút rốt cục vẫn phải hướng phụ thân thổ lộ tình hình thực tế, Trương Dương cũng tới Bắc Kinh, hắn tra được chuyện này, vừa nhận được tin tức, từ Na ở Mật Vân, hắn đi tìm từ Na, trích phải tìm được nàng, chuyện này hẳn là sẽ có mặt mày. Cố duẫn chi ý vị thâm trường nhìn nữ nhi ngươi và hắn vẫn luôn có liên lạc cố giai đồng có chút trột giả rũ xuống lông mi, nhẹ giọng nói chúng ta là bạn tốt hắn đính nhiệt tâm cô duẫn chi trong lòng thầm than hảo bằng hữu từ nữ nhi nói chung có thể suy đoán ra trương dương khẳng định ở chuyện phát sinh sau khi trước tiên chạy tới bắc kinh chỉ cần là bạn tốt lại sao lại làm như vậy nếu như trong quá khứ cô duẫn chi nhất định sẽ giáo huấn nữ nhi vài câu nhưng bây giờ hắn mãn đầu óc đều là chuyện của con hắn không có dư thừa tinh lực khứ quan tâm chuyện này cố giai đồng nói dưỡng dưỡng đêm nay sẽ đi ta nơi nào chuyện này có muốn hay không nói cho nàng biết cố duẫn chi suy nghĩ một chút nói có một số việc làm man không ngừng ngươi nhận nàng buổi tối đều qua đây chúng ta người một nhà ăn thật ngon bữa cơm nói đến đây câu cố duẫn chi trong nội tâm không có tới do một trận chua sót khổ sở Trương Dương tiến về Mật Vân gọi lên hình ánh bình minh đồng hành, hình ánh bình minh lần này thuần túy là nghĩa vụ hỗ trợ, hắn gia nhân xuất lực, tiến về Mật Vân trên đường, Trương Dương cư nhiên hoa ở phía sau chỗ ngồi đang ngủ, hình ánh bình minh hơi có chút bất đắc dĩ, mình là cấp trên của hắn, hiện tại nhưng lại cấp cho hắn đương tài xế, càng ngày càng cảo không hiểu, đến tột cùng chính mình khiếm hắn cái gì. Căn cứ Lâm Ngọc Văn cung cấp địa chỉ, bọn họ đi tới từ na ẩn thân dân trạch tiền, lúc này đã là 7 giờ tối, Màn đêm buông xuống, nhiệt độ không khí cũng thấp không ít, hình ánh bình minh dừng xe, vỗ vỗ Trương Dương vai. Trương Dương Dương đôi mắt, tới rồi. Thằng nhãi này từ tối hôm qua đến bây giờ, cũng là vừa hít một hồi, nhưng cũng phải cần nghỉ ngơi. Hình ánh bình minh gật đầu. Trương Dương nói, người ở chỗ này chờ, ta đi vào tìm nàng. Hình ánh bình minh nhắc nhở hắn nói, người chú ý thân phận của mình, không nên dính vào. Trương Dương cười cười nói, đã biết, yên tâm đi. hắn đẩy cửa xe ra đi xuống, đi tới trước cửa, phát hiện viện môn từ bên trong đã khóa. từ khe cửa chung nhìn lại, bên trong gian phòng đèn sáng, hẳn là có người ở. trương dương chạy tới tường viện tiền, thả người nhảy lên, quả đấm nắm đầu tường một cái, diều hâu xoay người liền tiến vào trong viện. hình ảnh bình minh bội phục thằng nhãi này thân thủ song song cũng tinh tường nhận thức đến, muốn cho trương dương theo khuôn phép cũ làm việc, na căn bản là người xi nói mộng bên trong rèm cửa sổ đóng chặt, Trương Dương nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên trong, vững tin bên trong gian phòng có người ở, nhấc chân liền đem cửa phòng cấp đá vang vọt đi vào. Bên trong một nữ tử đang ngồi ở trên ghế salon, nhấc tay cầm chứ châm đồng hướng cái tay còn lại trên cánh tay tiêm vào chứ chất có hại, thấy có người đột nhiên từ ngoài cửa xông vào, nàng phát sinh một tiếng thét chói tai. Trương đại quan nhân phản ứng cấp tốc, xông lên thì bụng miệng nàng lại ba, tay phải nhanh như tia chớp từ trong tay của nàng đoạt lấy châm đồng, châm chọc nhắm ngay nữ tử đó đôi mắt, làm bộ muốn đâm vào khứ, sợ đến nữ tử đó mặt không còn chút máu, thân thể không ngừng run dày lên. Trương Dương lạnh lùng nói, ta hiện tại hỏi ngươi nói, ngươi hay nhất thành thành thật thật trả lời ta, nếu để cho ta biết ngươi có bất kỳ lừa dối chỗ của ta, ta sẽ nhất châm đâm xuống. Nữ tử đó gật đầu, ngươi có phải hay không từ na, nàng gật đầu. Trương Dương buông tay ra, từ na vừa thu được tự do, nắm lên trên bàn một bả dao gọt hoa quả hướng Trương Dương đâm tới. Trương Dương trở tay một bà tay đánh cho nàng ngã ngồi ở trên ghế salon, sau đó ninh chuyển cổ tay của nàng bả đao cướp lại ném qua một bên, cười lạnh nói, muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi. chương 243, thủ đoạn phi thường. Từ na bởi vì kinh khủng, đầy áp trong ngực không ngừng phập phồng chứ. Trương Dương nhìn một chút trên bàn trà chất có hại, sách sách lắc đầu nói, chân cảo không hiểu các ngươi, đồ chơi này mà có cái gì tốt đem mình lăn qua lăn lại người không giống người quỷ không giống quỷ. Từ na kinh khủng nhìn hắn, nàng cũng không nhận ra Trương Dương, không biết trước mắt vị này lãnh khốc nam tử tại sao sẽ tìm tới chính mình. Trương Dương thở dài nói, ta rất ít đánh nữ nhân, nhưng người loại nữ nhân này không đánh không được. Cố minh kiện với người có cái gì thâm cừu đại hận. Người muốn thiết như thế một cái bẫy hại hắn. Từ na thế mới biết đối phương lần này đến đây mục đích, nàng từ lúc ban đầu kinh khủng và hoảng loạn trung chấn định lại, thấp giọng nói ta là vô tội, ta sợ bị liên lụy đi vào, sở dĩ ta mới có thể đào tẩu, ta không biết cố minh kiện tại sao phải tìm được phong độ quán ba, ta đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Trương Dương cười lạnh nói, ta tối khán không được nữ nhân phẫn vô tội, ta nếu có thể tìm tới nơi này, người theo ta nói những này lời nói dối còn có cái gì dùng. Cố Minh Kiện nếu như không phải là vì ngươi, cũng sẽ không mất đi lý trí, trước cống chúng hạ đã nghi ám sát Thái Húc Đông, người cú độc A lật tay trong lúc đó những hai nam nhân cho ngươi tranh được ngươi chết ta sống một cái thủ thương nằm viện một cái hãm sâu nguyên lành từ na nhìn trương dương ngươi là ai ngươi có tư cách gì xông vào nhà của ta đối với ta tiến hành thẩm vấn ngươi nhớ kỹ cho ta hiện tại tánh mạng của ngươi bóp ở trên tay của ta chỉ cần ta muốn tùy thời đều có thể cướp đi tánh mạng của ngươi cùng ta lúc nói chuyện ngươi hay nhất thành thành thật thật đừng đánh toán theo ta ngoạn nội tâm cũng đừng vọng tưởng từ trong tay ta chạy trốn. Cùng lắm thì ngươi giết ta, ta cái gì đều không để ý, từ na âm thanh kêu lên. Trương Dương thấp giọng nói, trên đời này so với chết canh chuyện đáng sợ hoàn có rất nhiều, nghe nói nữ nhân để ý nhất là dung mạo của mình, ta có thể hủy diệt dung mạo của ngươi, ta có thể cắt đứt tứ chi của ngươi, ngươi có đủ khả năng tưởng tượng đến tất cả tàn khốc hình phạt, ta đều không ngại ở trên người của ngươi nhất nhất thực tiễn. Trương Dương ở đe dọa từ na, đây là gián điệp sổ tay thượng nội dung một trong, hiện tại phái thượng công dụng. Từ na tuy rằng mạnh miệng, lúc này nhưng lại bởi vì Trương Dương nói mà cảm thấy sợ, nàng dung giọng nói ta biết đến toàn nói tất cả, người còn muốn làm gì. Người tại sao biết cố minh kiện? Nhận thức một người cần lý do sao? Trương Dương gật đầu, thân thủ điểm ở từ na ngực huyệt đạo thượng, từ na nhất thời cảm giác được ngực có loại nói không nên lời hít thở không thông cảm, phảng phất có nhân ách ở cổ của nàng, nàng hé miệng, từng ngụm từng ngụm hô hấp, thế nhưng nhưng lại không có chút nào chậm lại loại hiện tượng này, nàng cảm giác được mình tùy thời đều có thể có thể chết khứ, nằm úp sấp té trên mặt đất, hướng Trương Dương bỏ đi, nắm Trương Dương mắt cả chân, ngẩng đầu. Tràn ngập cầu xin thương xót tuyệt vọng nhìn hắn. Trương Dương ở trên người nàng đá một cước, một cước này cũng giải khai của nàng bị đóng cửa huyệt đạo. Từ na như chút được gánh nặng bàn hút hai cái khí, đây mới ý thức tới trước mắt tên này nam tử cường đại, nàng kinh hồn vị định nói, ta quá khứ ở Đông Giang khác hội sở công tác, ở nơi nào nhận thức cố minh kiện, khi đó ta là phỉ phỉ. Từ na ở của nàng tự thuật trung tịnh không có đề cập vương học hải tên, điều này làm cho. Trương Dương cảm thấy có chút thất vọng, hắn lạnh lùng nói, người không nhận ra vương học hải. Từ na lắc đầu nói, ta phát thệ, ta thực sự không nhận ra cái gì vương học hải, ta cùng cố minh kiện cùng một chỗ, ta lúc mới bắt đầu là vì tiền của hắn và địa vị nhưng sau lại phát hiện hắn căn bản không có gì tiến. Lúc này, có người tìm được rồi ta, cho ta tiến, nhượng ta in cố minh kiện hít thuốc phiện. Trương Dương nhíu mày, người nào? Ta không biết. Người thu nhân ra tiến, người lại không biết. Hắn đi qua điện thoại và ta liên hệ, trực tiếp đem tiền đánh tới ta sợi tổng hợp thượng ta làm sao sẽ biết. Trương Dương nói, người và Thái Húc Đông đến phòng độ quán ba có đúng hay không trước đó an bài xong. Từ na lắc đầu nói, ta thực sự không biết cố minh kiện hội ở nơi nào xuất hiện. Canh nghĩ không ra hắn sẽ nổi điên, tại chỗ dùng dao gọt hoa quả ám sát thái húc đông. Ngươi nói xạo, ta phát thệ, ta thật không có nói xạo, ta cùng thái húc đông cùng một chỗ sau khi, liền đem cố minh kiện cấp đã quên, ta căn vốn không muốn và hắn tái có cái gì hút mắt, người nghĩ rằng ta sẽ chủ động tìm phiền toái sao. Trương Dương thấy từ na biểu tình không giống thuyết hoang, nhưng bây giờ hầu như có thể kết luận, chỉnh sự kiện có người ở phía sau thao túng bố cục, hơn nữa bố cục người này vô cùng có khả năng chính là Vương Học Hải. Giả như tất cả thật là hắn gây nên, Vương Học Hải tỉ mỉ thiết hạ cái này cái chồng thật sự là ác độc tới cực điểm. Trương Dương sở dĩ hoài nghi hắn, cũng bởi vì Thái Húc Đông duyên cớ, hắn lợi dụng Thái Húc Đông và Lâm Ngọc Phan ảnh chụp tác áp chế, những Thái Húc Đông vì hắn tra Vương Học Hải vấn đề, hay là Vương Học Hải đã nhận ra điểm này, cho nên mới hướng Thái Húc Đông hạ thủ. Trương Dương nắm lên từ na cánh tay, theo ta đi. Từ na kinh thanh nói, đi nơi nào? Trương Dương nói, ta nếu có thể tìm được ngươi, người khác như nhau có thể tìm được ngươi, hiện tại ta cho ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội, người giúp ta tra ra cái kia phía sau màn sai xử nhân, ta cho ngươi tự do. Trương Dương nã từ na cũng không chỗ tốt đưa, cũng may có hình ánh bình minh ở, đối quốc an cục mà nói, những thứ này đều là việc nhỏ, không coi vào đâu vấn đề. Trương Dương Hoài Nhi Từ Na không có đem mọi chuyện cần thiết nói ra, đem nàng giao cho hình ánh bình minh có hai cá mục đích, nhất tiếp tục hỏi han khẩu cung, còn có một chính là xuất phát từ bảo hộ mục đích của nàng, giả như có người muốn diệt khẩu, Từ Na chẳng phải là nguy hiểm. Lâm Ngọc Văn cũng là chuyện này chung một người then chốt, nếu như không có chỉ điểm của nàng, Trương Dương không biết thuận lợi tìm được Từ Na, nói cách khác, Lâm Ngọc Văn biết nhiều hơn nội tình. Càng ngày càng nhiều điểm đáng ngờ đều tập trung ở Vương Học Hải trên thân. Trương Dương quyết định, chỉ cần nhượng hắn tìm được Vương Học Hải, vô luận vận dụng thế nào thủ đoạn, cũng phải làm cho hắn nói ra lời nói thật. Cố Duẫn Chi nhìn tự nhiên không vui hai cá nữ nhi, không khỏi cười nói, thế nào đều phụng phịu, chúng ta thật vất vả tụ ở cùng nhau ăn cơm, đều hài lòng điểm. Hắn gắp cá đùi gà đặt ở cố dưỡng dưỡng trong bát dưỡng dưỡng. Trường học cơm nước so với không được trong nhà ba, trời lạnh muốn đa chú ý thân thể. Cố dưỡng đẹp mắt huyền mà đỏ lên, thiếu chút nữa rơi lệ. Cố dài đồng nội tâm cũng là thập phần khó chịu, kể từ khi biết đệ đệ không có giới điệu độc ẩn sau khi, nàng liền rơi vào thật sâu tự trách trong. Cố duẫn Chi thấy nữ nhi môn đều không ăn cơm, nhẹ giọng nói, ba ba xa như vậy từ Đông Giang tới rồi, lẽ nào các ngươi nhìn thấy ta mất hứng, không vui. Liên theo ta ăn bữa cơm đều không muốn. Cố dài đồng bưng lên oản, yên lặng ăn. Cố dưỡng dưỡng cũng ăn, cố dưỡng dưỡng ăn hai cái, nước mắt thì rơi xuống, Cố Duẫn chỉ thấy bọn nhỏ hình dạng, trong lòng càng thêm khổ sở. Hắn thấp giọng nói, bất luận kẻ nào đều không biết thuận buồm xuôi gió, muốn bình an tiêu sái xuống phía dưới, phải đường đường chính chính đối đãi, ta không phải một cái người cha tốt. Cố dài Đồng lắc đầu, "Ba, ngươi là trên thế giới tốt nhất ba ba." Cố Duẫn chi lộ ra một tia khổ sắp mỉm cười, đối nữ Nhi Môn có lẽ là. Có đúng không Nhi Tử Ni? Ở trong lòng hắn có đúng hay không cũng nghĩ như vậy Ni? phòng cửa phòng bị nhẹ nhàng sao hưởng thu được cố duẩn chi đáp ứng sau khi bình hải bắc kinh bạn chủ nhiệm quách thụy dương cùng đi trương dương đi đến trương dương cười nói cô bí thư hảo cố duẩn chi nhìn hắn một cái chậm rãi gật đầu cố dưỡng dưỡng đứng dậy kêu lên trương ca trên mặt lộ ra một tia khó có được dáng tươi cười một bên cố dài đồng nhưng lại lưu ý đến muội muội biểu tình biến hóa hơi nhíu mày trương dương nhìn một chút cố dài đồng sau đó nói ta có chuyện trọng yếu. Cố Duẫn Chi nhẹ giọng nói, Trương Dương còn chưa có ăn cơm ba, ngồi xuống ăn, thiên đại sự chờ cơm nước xong rồi hãy nói. Quách Thụy Dương minh bạch, nhân gia của bí thư là Lưu Trương Dương ăn, không chuyện của mình. Hắn thành thành thật thật cáo lui ra ngoài. Trương Dương cũng không khách khí, ở cố gia đồng bên người ngồi xuống, cố dưỡng dưỡng đi giúp hắn bỏ thêm oản mễ. Trương Dương bôn ba một ngày một đêm, căn bản không con đường thực tế ăn bữa ngon phạt, bưng hoản thì gạm lấy gạm để hắn rất nhanh liền phát hiện cố cha con ba người cũng không ăn cười nói các ngươi thế nào không ăn a à? nhìn ta như vậy ta còn đính không có ý tứ cố giai đồng chừng hắn một cái nói ngươi sẽ có không có ý tứ thời điểm cố duẫn chi nói đều ăn có lẽ là trương dương đến hòa tan đây nặng nề bầu không khí cố giai đồng và cố dưỡng dưỡng hai tỷ muội đều ăn một ít sau bữa cơm chiều cố duẫn chi và trương dương cố giai đồng đi tới sát vách phòng nghỉ ngồi xuống trương dương thấp giọng nói ta đi mật phân tìm được từ na thực sự cố giai đồng vui vẻ nói trương dương gật đầu nói nàng thừa nhận lúc trước nàng cố ý in minh kiện hít thuốc phiện chuyện này là có người cho nàng tiến ở sau lưng làm chủ cô duẫn chi nội tâm vô cùng trầm trọng đến tột cùng là ai hèn hạ như vậy cố giai đồng nói là vương học hải trương dương nói từ na hẳn là cũng không rõ ràng lắm bất quá từ trước mắt đến xem vương học hải hiểm nghi lớn nhất. Cố Giai đồng cả giận nói, ta quyết không tha cho hắn. Cố Duẫn chi thấp giọng ói, Giai đồng, khứ cho ta rót chén trà. Cố Giai đồng hướng trên bàn trà chén trà nhìn lướt qua, minh bạch phụ thân đây là đang chi khai chính mình, hắn muốn hỏa trương dương đơn độc nói chuyện. Cố Giai đồng gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, vì bọn họ đóng cửa phòng. Cố Duẫn chi nhìn một chút trương dương, Hắn cũng biết Trương Dương từ đêm qua đến bây giờ vẫn để cố ra sự tình bôn ba. Hắn minh bạch Trương Dương cũng không phải là để nịnh bợ chính hắn một bình hải bí thư tỉnh ủy, mà là để con gái của mình. Trương Dương ở cố dẫn chi thâm thúy dưới ánh mắt có vẻ có chút co quắp, ho khăn một tiếng nói cô bí thư muốn hỏi ta cái gì. Cố dẫn chi nói, minh kiện cũng không có giới điệu độc ẩn, ta đi nhìn hắn thời điểm, tận mắt thấy hắn độc nghiện phát tác. Có biện pháp nào không? Hắn đối Trương Dương y thuật vẫn còn rất lý giải biết trương dương có thực lực như vậy trương dương nói ta trong quá khứ chưa có tiếp xúc qua bệnh như vậy lệ sở dĩ ta không có chắc chắn nắm chặt bất quá ta tin tưởng chỉ cần là độc dược sẽ có giải dược cô duẫn chi gật đầu nói cảm tạ trương dương lắc đầu nói giữa chúng ta không cần phải hắn lập tức lại nói minh kiện vừa từ giới độc sở đi ra thế nào còn có thể độc nghiện phát tác lẽ nào hắn căn bản không có từ bỏ cô duẫn chi thấp giọng nói căn cứ người phát hiện sự tình ta càng ngày càng cảm thấy chuyện này tượng một cái âm mưu. Trương Dương nói, gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, minh kiện chi cho nên sẽ có ngày hôm nay và Vương Học Hải hướng dẫn có quan hệ rất lớn, ta đang ở đi qua quan hệ tìm kiếm tung tích của hắn, tìm được hắn ta tuyệt không hội khinh tha hắn. Cố Duẫn Chi nói, không thể đem tất cả đổ lên trên người người khác, minh kiện có hôm nay là hắn gieo gió gạt bảo. Trương Dương nói, cô Bí Thư, ngài xem chuyện này có hay không giải hòa khả năng tính. Cố Duẩn Chi cũng không có trực tiếp trả lời Trương Dương vấn đề, minh kiện xúc phạm pháp luật. Nên gánh chịu chính mình trách nhiệm tương ứng. Hắn dừng lại một chút nói, giới độc sở có đúng hay không có chuyện. Minh kiện không có triệt để từ bỏ chất có hại dưới tình huống, cư nhiên ra cụ xuất viện chứng minh. Trương Dương lập tức minh bạch rồi cố dẫn chi ý tứ, cố bí thư, ta sẽ đi thăm dò chuyện này. Trương Dương ly khai bình hải Bắc Kinh bạn lúc sau đã là buổi tối 10 giờ, hắn thượng chính mình xe jeep, sử gia bình hải bắc kinh bạn không bao lâu thì nhận được cố giai đồng điện thoại cố giai đồng nhượng hắn ở bên ngoài chờ trương dương đợi 5 phút đồng hồ tả hữu cố giai đồng mới vừa tới bên cạnh xe của hắn mở cửa xe ngồi xuống nhẹ giọng nói phụ trách cấp minh kiện giới độc là bạn học cũ của ta cắt bay liệt minh kiện đồng nghiện không có từ bỏ hắn không có khả năng không biết trương dương nói biết hắn đang ở nơi nào sao chúng ta cái này đi tìm hắn ta hoài nghi người này có chuyện cố giai đồng vật đầu đem cắt bay liệng chỗ địa điểm nói, Trương Dương lúc này đi ô tô tiến về Bắc Kinh Tây giao giới độc sở ký túc xá, để cho bọn họ thất vọng chính là, cắt bay liệng trong nhà cũng không có người, bọn họ phát một cái không. Cố dài đồng tràn ngập thất lạc nói, cắt bay liệng hay là thật sự có vấn đề. Nhìn cố dài đồng lo lắng lo lắng khuôn mặt, Trương Dương không khỏi có chút yêu thương, ôm vai thơm của nàng nói, đừng sợ, chuyện này nhất định sẽ tra cá tra ra manh mối. bà ba người đã biết chuyện này, hắn không biết đối minh kiện ngồi yên không lý đến. Cố dài đồng nói, thái gia không biết từ bỏ ý đồ. Trương Dương điện thoại di động lúc này bỗng nhiên vang lên, hắn tạm thời đình chỉ đối thoại, điện thoại là hình ánh bình minh đánh tới, hình ánh bình minh từ từ na trong miệng lại hỏi nhất kiện chuyện rất trọng yếu. Cố minh kiện trước đây trường kỳ dùng tinh thần loại dược vật, ở tiến nhập giới độc sở trước, tâm tình của hắn cũng rất bất ổn định. Hình ánh bình minh gợi ý một loại khả năng tính, cố minh khỏe mạnh dùng đao đâm bị thương thái hút đông thời điểm trạng thái tinh thần có hay không bình thường. Nếu như muốn tiến hành tinh thần giám định, phải cung cấp cũng đủ căn cứ chính xác cư, nói cách khác, cố minh khỏe mạnh giới độc sở trung ca bệnh hồ sơ tương đương trọng yếu. Cúp điện thoại, Trương Dương trong lòng bỗng nhiên có chủ ý, hắn thấp giọng hướng cố dai. Đồng nói, xem ra ta có cần phải khứ giới độc sở một chuyến. Cố dai đồng kinh ngạc ói, đã đóng cửa. Trương Dương cười nói, chính là một đạo cửa sắt có thể khó có được ở ta sao? Hắn từ sau bị trong Dương tìm được camera và mini máy ghi âm, đây đều là siêu tập chứng cứ trọng yếu công cụ. Cố gia đồng thấy hắn muốn độc thân lẻn vào, mình bạch đây cũng là vì chính mình duyên cớ, trong lòng không khỏi một trận cảm động, nhào vào Trương Dương trong lòng chủ động đưa lên hôn nồng nhiệt. Trương Dương dùng sức hôn một cái của nàng nhu thần nói, yên tâm, lần này ta nhất định đem minh kiện bệnh lịch tất cả đều cấp điều đi ra. Cố dài đồng vật đầu, trương dương nhưng lại thân thủ trừ đi giày của nàng, bàn tay to tham nhập của nàng váy nội, cố dài đồng hiểu lầm ý tứ của hắn, đỏ mặt thối nói không nên ở chỗ này, chờ về nhà rồi hãy nói. Trương Dương nhanh nhẹn đìa cởi ra của nàng một con tất chân, cười híp mắt nói, mượn đường cụ dùng một lát. Trương đại quan nhân tất chân bộ đầu, lặng yên đi tới giới độc sở phía tây tường vây chỗ, tường vây cấp ba mễ tả hữu, mặt trên hoàn hiện đầy lưới sắt, giới độc sở cảnh giới trình độ hầu như theo kịp mục giam. Trương Dương âm thầm nhắc tới một hơi thở, ở cự ly tường vây 10 thước chỗ bắt đầu chạy trốn, cũng nhanh tiếp cận tường vây là lúc, nương vào tới trước lực bay lên không nhảy lên, trên không trung liên tục hai cá cuồn cuộn, lướt qua tường cao, thân ảnh tiêu thất ở trong sân. Cố dài đồng song trưởng ghé vào tay lái thượng, thâm tình ngóng nhìn chứ Trương Dương thân ảnh, trong nội tâm ấm áp mà kiên định, chỉ cần Trương Dương bên người, trên đời này liền tái cũng không có cái gì phải sợ, nàng thật sâu ý thức được, mình đời này là cũng nữa không ly khai Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân tiến nhập giới độc sở sau khi, Phương mới nhớ tới một việc, trước đối giới độc sở cũng không có làm bất luận cái gì tư liệu thu thập công tác, hắn đối với nơi này địa hình hoàn cảnh hắn hoàn toàn không biết gì cả, giới độc sở nội có ngũ tòa lầu phòng, tưởng ở trong đó tìm được cố minh kiện bệnh lịch, không khác biển rộng tìm kim, Trương Dương quyết định tìm cá nhân hỏi một chút. Xa xa hai gã bảo an cầm thủ đèn ở trong sân giò xét, trương dương trốn ở thân cây hậu chờ hai người từ bên người lúc đi qua bỗng nhiên xông tới tay trái điểm chúng một người trong đó huyệt đạo tay phải giữ lại mặt khác tên kia bảo an yết hầu nhân viên an ninh kia thấy đồng bạn vô thanh vô tức ngã xuống chính mình yết hầu bị khóa lại sợ đến thủ đèn đều rơi trên mặt đất trương dương hạ giọng nói đêm nay người nào trách nhiệm nếu tuyển chọn lẻn vào liền đem ác nhân làm được để nhân viên an ninh kia chỉ chỉ cổ của mình ý bảo hắn nói không ra lời Trương Dương uy hiếp nói, dám ra gọi, ta thì bẻ gãy cổ của ngươi. Tên kia bảo an đương nhiên không dám lớn tiếng gọi, phần này tiền lương không nhiều ít tiền lương, ai cam tâm tình nguyện nã chính mình mạng nhỏ mạo hiểm. Nhân viên an ninh kia run rẩy nói, cát bay liệng. Cát đại phu, Trương Dương trong lòng cười thầm, xem ra thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc đến toàn không uổng công phu, ở cát bay liệng trong nhà tìm không được thằng nhãi này, nghĩ không ra hắn cư nhiên ở dưới độc sở trực đêm ban. Trương Dương vỗ vỗ nhân viên an ninh kia đầu vai nói, mang ta đi tìm hắn. Bảo an gật đầu, Trương Dương lo lắng hắn lung tung gọi kinh động những người khác, một ngón tay ngăn lại hắn á huyệt. Cát bay liệm cũng không có đi vào giấc ngủ, lặng lặng ngồi ở trong phòng trực ban, hai ngày này hắn luôn luôn tâm thần không yên, cố minh kiện vừa xuất viện thì dĩ đã thương người tội bị bắt, biết được tin tức này sau khi, hắn ý thức được cảnh sát sớm muộn gì sẽ đến giới độc sở điều tra tình huống, hắn có chút thống khổ nhắm mắt lại, nhân thực sự không thể làm đuối lý sự ngay cả không có bất kỳ kẽ hở nhưng thủy trung vô pháp lừa gạt mình lương tâm cửa phòng bị nhẹ nhàng sao hưởng cắt bay liệng cho rằng phòng bệnh có việc hắn đứng dậy kéo mở cửa phòng phòng cửa vừa mở ra tên kia bảo an đã bị trương dương một bả đẩy đi vào thân thể trọng trọng đánh vào cát bay liệng ngực đụng phải cắt bay liệng ngồi vào trên mặt đất không đợi cắt bay liệng kêu cứu cái cổ đã bị người bịt mặt một phát bắt được cắt bay liệng vóc người vốn là nhỏ gầy đối phương dễ dàng đã đem hắn sốc lên, đem thân thể hắn để ở trên vách tường. Cát bay liệm kiểm đỏ lên, trong đôi mắt toát ra kinh khủng quang mang, lẽ nào đối phương muốn giết chết chính mỉ hát sao? Nhìn trước mắt người bịt mặt, cát bay liệm nội tâm rơi vào trong tuyệt vọng. Trương Dương cũng không có muốn giết hắn, lạnh lùng nói, người chính là cát bay liệm. Đem cố minh kiện bệnh lịch đưa cho ta. Cát bay liệm biết mục đích của đối phương sau khi, nội tâm càng phát ra sợ hãi, Trương Dương buông tay ra buông xuống hắn, dùng sắc bén mã tấu chống được cắt bay liệng cái cổ, vũ khí uy hiếp lực nếu so với nắm tay cường đại. Cắt bay liệng liên tục ho khan vài tiếng, hắn nhìn một chút té trên mặt đất vẫn không nhúc nhích bảo an, kinh thanh nói hắn đã chết sao. Trương Dương cười lạnh nói, người nếu như không nghe lời, hạ chàng sẽ cùng hắn. Hắn là cố ý ở đe dọa cắt bay liệng, kỳ thực tên kia bảo an chỉ là bị hắn điểm trúng huyệt đạo tạm thời hôn mê bất tỉnh. Cát bay liệng sợ đến dùng mình một cái, ta chỉ là một bình thường bác sĩ, ký không quyền thế cũng không tài sản, người tại sao muốn tìm ta? Trương Dương lạnh lùng nói, lời của ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Ta muốn coi chừng minh kiện bệnh lịch. Cát bay liệng gật đầu nói, bệnh án thất, ta không có cái chìa khóa. Trương Dương một bả nhấc lên hắn, mang ta đi. Bệnh án thất cửa phòng chó chặt, cát bay liệng chỉ chỉ cửa phòng, sau đó lắc đầu. Trương Dương nhấc chân hướng đại môn đá tới, một cước đã đem cửa phòng cấp đá văng, sau đó thúc cát bay liệng đi vào. Cát bay liệng lúc này thoáng bình tĩnh lại, thấp giọng nói, ngươi là ai? Tại sao muốn coi chừng minh kiện bệnh lịch? Qua mức hiếu kỳ dễ đoản mệnh, ngươi chỉ cần thành thành thật thật làm việc, những thứ khác không liên quan gì đến ngươi. Cố minh kiện hôm qua mới xuất viện, tìm ra hắn bệnh lịch cũng không khó, cát bay liệng rất nhanh làm lại xuất viện nhất lan trung tìm được rồi cố minh kiện bệnh lịch, rút ra hậu giao cho Trương Dương, hắn thấp giọng nói, người hoài nghi ta môn giới độc sở có chuyện, mặt trên có chúng ta kỹ càng tỉ mỉ tư liệu phương án, tất cả quá trình mắc bệnh ghi lại. Trương Dương thô sơ giản lược phiên liễu phiên, bệnh này lịch đích xác không có gì khả nghi địa phương, hắn xuất hiện ở viện tiểu kết thượng thấy giới độc thành công kết luận, dùng đao phong chỉ vào cát bay liệng mũi nói, giới độc thành công, là người hạ kết luận. Cát bay liệng gật đầu nói, không đơn thuần là ta, là chúng ta giới độc sở quyền uy chuyên gia tổng hợp lại giám định kết quả. Trương Dương cả giận nói, chó má chuyên gia, ngày hôm nay cố minh kiện hoàn đang bảo vệ xử lý độc nghiện phát tác. Cát bay liệng giả vờ kinh ngạc ô một tiếng, sau đó nói, hay là hắn xuất viện sau khi lại hút vật kia, người biết, từ bỏ sau khi, nếu như hắn lập tức hít thuốc viện, hội kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Trương Dương nói, cố minh kiện trong quá khứ đã từng trường kỳ dùng tinh thần dược vật, bệnh lịch thượng vì sao không có thể hiện cát bay liệng nói chuyện xưa bệnh sử và dùng thuốc sử đều là bệnh nhân và người nhà cung cấp bọn họ không có nói cung chúng ta y viện đương nhiên sẽ không biết hắn đã đoán được trương dương là vì cố minh kiện mà đến hắn điểm xuất phát có phải là vì lo cho gia đình biểu hiện ra nghe cát bay liệng không có trả lời bất luận cái gì sơ hở nhưng trương dương vẫn đang cảm thấy hắn có chút không đúng hắn đột nhiên hỏi ngươi cho hắn uống thuốc gì cát bay liệng bị trương dương đột nhiên vừa hỏi sợ đến run run một chút kinh khủng thần tình xảo túng tức thệ. Đây biến hóa vi diệu cũng không có tránh được Trương Dương con mắt, Trương Dương một phát bắt được tóc của hắn, băng lãnh đao phong kề sát ở cổ của hắn, âm chắc chắc nói đừng tưởng rằng những chuyện ngươi làm có thể lừa dối. Ta phát thệ, ta cái gì chưa từng kiên. Trương Dương lại sao đơn giản tin tưởng cắt bay liệng nói, đao phong hơi ép xuống, lưỡi dao đem cắt bay liệng ra cắt vỡ, tiên huyết dọc theo cổ của hắn chảy ra, cắt bay liệng mặc dù là bác sĩ, cũng đừng dòng người máu hắn thường thấy chính mình chảy máu lại để cho hắn sợ hãi tới cực điểm cát bay liệng sợ hãi nói đừng có giết ta đừng có giết ta trương dương cười lạnh nói không giết người có thể nhưng người phải nói với ta lời nói thật bệnh này lịch là người viết người nghĩ viết như thế nào thì viết như thế nào ta không tin một cái mới vừa đi ra giới độc sở nhân lập tức sẽ khứ hít thuốc phiện hơn nữa hắn hít thuốc phiện sau khi lại còn sung động đi tìm thù cát bay liệng ta ngày hôm nay tâm tình thật không tốt ta muốn cho ngươi chết. Cát bay liệng khóc giống lưu nước mắt nói, ta sai rồi, ta không dám, ta thu nhân ra tiến, ta. Ta vẫn, vẫn cho hắn thần loại dược vật, dẫn phát tâm tình của hắn bất ổn định, nhượng hắn bị vây táo cuồng trong trạng thái, là ta tham tài. Trương Dương không nghĩ tới cát bay liệng thật không ngờ bọc ngủ, chẳng qua là dùng đao đe dọa hắn một chút, thế nhưng đem tất cả bí mật đều nói ra, cát bay liệng run giọng nói, người đừng có giết ta. Ta tự thú, Cát bay liệng vốn cũng không phải là một cái gan lớn nhân, hơn nữa hắn vẫn có lương tâm, từ đối cố minh kiện hạ thủ sau khi, hắn thủy chung bị vây lương tâm khiển trách trong, cố minh kiện đi ra giới độc sở không lâu sau, ngay sau đó thì xảy ra sự tình, điều này làm cho cát bay liệng càng thêm sợ hãi, mà Trương Dương xuất hiện, tử vong uy hiếp, những cát bay liệng nguyên bản thì bị vây tan vỡ sát biên giới tinh thần rốt cục hoàn toàn bị đánh. Cát bay liệng lời nói này những Trương Dương mừng rỡ không thôi, hắn tuy rằng đã sớm hoài nghi cát bay liệng có chuyện, nhưng không nghĩ đến cát bay liệng sẽ có lớn như vậy vấn đề. Nếu như cát bay liệng vẫn luôn ở đối cố minh kiện sử dụng tinh thần dược vật nói, như vậy cố minh kiện ám sát thái húc đông hành vi, ở trình độ nhất định thượng thì có thể giải thích, nếu như có thể chứng minh cố minh kiện ngay lúc đó trạng thái tinh thần tịnh không bình thường, tội lỗi của hắn có thể giảm bớt, thậm chí có khả năng cưới tội. Ai bảo ngươi làm như vậy? Ta không biết, hắn không cùng ta chính diện tiếp xúc qua, hắn cho ta tiến, chỉ huy ta phải nên làm như thế nào, đáp ứng ta, chuyện này quá khứ sau khi, có thể cho ta một số tiền lớn, giúp đỡ ta đi nước Mỹ lưu học, ta chỉ muốn ở bài vở và bài tập trên có sở kiến thụ. Trương Dương thân thủ thì điểm cắt bay liệng huyệt đảo, cắt bay liệng mềm nhũn ngã xuống, hắn tiên cấp quốc ăn cục hình ánh bình minh gọi điện thoại, đem chính mình phát hiện nói cho hắn, hình ánh bình minh nghe vậy cũng là cả kinh, nghĩ không ra chuyện này nói phía sau thực sự phức tạp như thế. Hình ánh bình minh lãnh tĩnh suy nghĩ một chút sau khi, những Trương Dương không nên hành động thiếu suy nghĩ, do hắn thông tri công an cơ quan khứ giới độc sở bắt người. Đường xe cảnh sát xuất hiện ở giới độc sở trước cửa thời điểm, Trương Dương đã bình yên phản hồi xe díp nội, cố dài đồng thấy Trương Dương, không chờ hắn đem bộ đầu tất chân cởi xuống, thì nhào vào trong ngực của hắn, dùng sức ôm chặt hắn, Trương Dương mỉm cười nói, đừng sợ, ta đây không phải trở về chưa. Cố dài đồng ôm Trương Dương phảng phất ôm chứ toàn bộ thế giới, loại này ấm áp mà kiên định cảm giác là bất luận kẻ nào vô pháp thay thế được. Trương Dương khinh khẽ vuốt vuốt mái tóc của nàng, đem xe díp lái vào đại lộ. Cố giai đồng nhỏ giọng nói, xảy ra chuyện gì? Trương Dương mỉm cười nói, một cái cho ngươi không thể tin tin tức tốt. Đương Trương Dương đem đêm nay ở giới độc đã phát sinh tất cả nói cho cố giai đồng sau khi, cố giai đồng quả thực không thể tin tưởng lỗ tai của mình, nàng bởi vì cắt bay liệm tự tung tự tác mà phẫn nộ, cũng bởi vì, này sự kiện rốt cuộc trồi lên mặt nước mà thấy được mong muốn, nếu như đây hết thảy đều phải tới rồi chứng thực, đệ đệ gần nhất tinh thần trạng huống khẳng định bị vây không bình thường trạng thái, tòa án thượng cũng sẽ lo lắng đến sự tình tiền căn hậu quả dành cho hắn nhất định khinh xử, chuyện này rốt cuộc xuất hiện rồi chuyển cơ. Cố gia đồng trước tiên đem tin tức này nói cho phụ thân, cố dẫn chi vẫn còn biểu hiện ra trước sau như một bình tĩnh lãnh tĩnh, thính nữ nhi nói đây là trương dương một mình lèn vào giới độc sở tra được kết quả hắn thấp giọng nói thay ta cảm tạ Trương Dương. Nói xong cố dẫn chi thì đã cúp điện thoại. Trương Dương vừa tắm rửa xong, ăn mặc một cái tam giác khố thì đi ra, cố dài đồng khép lại điện thoại, tinh mâu bán thư, nhìn thằng nhãi này thân thể, khuôn mặt chưa phát giác ra có chút đỏ lên. Trương Dương nói cho người ba gọi điện thoại. Cố dài đồng gật đầu, nhỏ giọng nói, ba ta nhượng ta thay hắn cảm tạ ngươi. Trương Dương vẻ mặt cười xấu xa nói, thế nào cám tạ ta. Cố dài đồng một trái tim đập bịch bịch, trên mặt đẹp vát ra quyến rũ nhu tình, người nghĩ ta thế nào tạ ơn ngươi thì thế nào tạ ơn ngươi. Trương Dương ngồi ở trên ghế salon, dắt cố dài đồng trắng nón cánh tay nhỏ nhắn, làm cho nàng đi tới trước mặt mình, sau đó rũi ra ngón tay nhẹ nhàng xé toạch vạt áo của nàng. Cố dài đồng đỏ thẩm sắc áo ngủ theo vai thơm của nàng chậm rãi chảy xuống, Mỹ đắc không hề tì vết nào thân thể mềm mại giống hoa tươi bản nỡ rộ ở Trương Dương trước mặt cố dài đồng ruỗi ra ngón tay nhẹ nhàng để ở trương dương ngực, những hắn ngưỡng tựa ở trên ghế salon, sau đó xa nhau tuyết trắng thon dài ngồi ở trên người của hắn. trương dương nâng lên của nàng, hai người cái chán để cùng một chỗ, đây đó ánh mắt thâm tình dừng ở, lúc này không tiếng động thắng có tiếng tái sinh đẹp lời tâm tình, để bất quá bọn hắn ánh mắt dây dưa, cố dài đồng ôm trương dương cái cổ, kiểu diễm ướt át môi chậm rãi rơi vào trương dương trên môi từ na và cắt bay liệng trước sau xa lưới nhượng chỉnh món án tử xuất hiện rồi chuyển cơ nhất là cắt bay liệng ở cố minh kiện giới độc trong lúc len lén đối cố minh kiện sử dụng tinh thần dược vật dẫn đến cố minh kiện tâm tình bị vây cực không bình thường trạng thái chung chuyện này khiến cho công an cơ quan coi trọng bọn họ lập tức đối cố minh kiện tiến hành toàn diện tinh thần ước định nhưng mà phía sau màn bày ra chuyện này nhân thập phần giảo hoạt vô luận là từ na vẫn còn cắt bay liệng cũng không thể nói rõ cái kia sai xử nhân đến tột cùng là ai bọn họ liên lạc phương thức chính là điện thoại đan từ điện thoại là không thể nào truy xét đến đối phương trương dương đem nghi điểm lớn nhất tập trung ở vương học hải trên thân từ cố minh kiện gặp chuyện không may sau khi vương học hải lại đột nhiên nhân gian trưng phát rồi trương dương lại đi tìm lâm ngọc văn lần này nếu như không phải lâm ngọc văn cung cấp đầu mối hắn không có khả năng tìm được từ na hắn cho rằng lâm ngọc văn cũng không có thiếu sự tình không có tự nói với mình lâm ngọc văn cũng không có trốn tránh trương dương đến thăm có một số việc nếu xảy ra, trốn là trốn không thoát đâu. Lâm Ngọc Văn sau khi ngồi xuống câu nói đầu tiên là, người nghĩ đi qua ta tìm được Vương Học Hải. Trương Dương gật đầu, nữ nhân này rất thông minh, cùng loại này nói bớt đi rất nhiều khí lực. Lâm Ngọc Văn lắc đầu nói, ta không biết tung tích của hắn, ta cảm thấy người hẳn là đi hỏi lão bà hắn, ngoại trừ đây gian quán ba ta cùng Vương Học Hải không có bất kỳ quan hệ gì. Trương Dương đánh giá trước mắt nữ nhân, hắn sắc bén nhãn thần nhượng Lâm Ngọc Văn cảm thấy một chút bất an, nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói ta không lừa ngươi. Vương học hải người này trời sinh tính đa nghi, hắn đối với bất kỳ người nào đều không tín nhiệm. Trương Dương nói, hiện tại trên cơ bản có thể xác nhận, có người nhượng phụ trách cấp cố minh kiện giới độc bác sĩ đối với hắn phi pháp sử dụng tinh thần dược vật, mà những này tinh thần dược vật dẫn đến cố minh kiện tâm tình cực bất ổn định, hắn ở giới độc sở trong lúc, không có thành công bỏ hẳn độc nghiện, bị công an cơ quan bắt giữ hậu không lâu sau thì độc nghiện phát tác. Lâm Ngọc Văn nói, chính là điểm này, cho người đối giới độc sở sinh ra hoài nghi, sở dĩ người tìm hiểu nguồn gốc tìm được rồi giới độc sở, từ bác sĩ nơi nào tra ra chuyện này. Trương Dương nói, cố minh kiện từ giới độc sở đi ra, đêm đó chỉ có Vương Học Hải Thỉnh hắn ăn, ta đã thẩm tra, đêm đó hai người bọn họ ở Tử Kim khắc ăn, sau khi ăn xong không lâu sau cố minh kiện phải đi phong độ quán ba, ở nơi nào gặp từ Na và Thái Húc Đông, do đó dẫn phát rồi trận này huyết án. Lâm Ngọc Phan nói, người hoài nghi chuyện này là Vương Học Hải bày ra, mà từ Na và Thái Húc Đông xuất hiện ở rượu của ta ba tất cả đều là trước đó an bài. Trương Dương từ chối cho ý kiến cười cười. Lâm Ngọc Phan nói, ta có thể nhìn trời thề, ta không nghĩ tới cố minh kiện sẽ tới quán ba đến, ta thừa nhận, từ Na là thông qua ta nhận thức Thái Húc Đông, nhưng ta tuyệt không tham dư hãm hại cố minh kiện. Trương Dương thấp giọng nói, ta không biết Vương Học Hải mục đích làm như vậy là cái gì, thủ đoạn của hắn rất cao hay, đích xác, căn cứ tình huống hiện tại đến xem, không có bất kỳ căn cứ chính xác cứ có thể cho thấy hắn và chuyện này hữu quan. Pháp luật cũng chế tài hắn không được, nhưng bất cứ chuyện gì đều cũng có kẽ hở, trừ phi ngươi không đi làm chuyện xấu, làm chuyện xấu sẽ có bại lộ một ngày. Lâm Ngọc Văn lần thứ hai tha cho nói, Vương Học Hải trước đó chưa cùng ta liên hệ quá, ta cũng không trước bất kỳ ai tiết lộ quá bọn họ đến quán ba tới tin tức, ngay cả ta cũng không biết cố minh kiện tại sao phải tìm tới nơi này. Thấy Trương Dương khuôn mặt không tín nhiệm, Lâm Ngọc Văn lại nói, người không muốn tưởng, chuyện này đối với ta có chỗ tốt gì. Cố minh khỏe mạnh ta nơi nào đã thương người, vô luận là hắn vẫn còn thái húc đông đô là bối cảnh thâm hậu nha nội, ta phong độ quán ba vì vậy mà ngừng kinh doanh, khả năng vĩnh viễn đều không biết có doanh nghiệp cơ hội. Ta không phải người ngu, ta sẽ không ngu xuẩn tới mức này. Audio điện tử võ tấn bền Vậy sao ngươi sẽ biết từ na hạ lạc? Lâm Ngọc Văn nói, từ na và quan hệ của ta không sai, lúc đó nàng rất sợ, là ta làm cho nàng đào tẩu, ngươi biết, dĩ thân phận của nàng địa vị quyển đi vào sẽ chỉ làm sự tình trở nên phiền phức, mật phân phòng ở là của ta, ta làm cho nàng ở nơi nào ẩn núp, nhìn sự tình phát triển tình huống rồi hãy nói, lúc đó cố minh kiện liên thống thái húc đông nhiều như vậy đau, ai cũng không biết thái húc đông sống hay chết, ai gặp phải loại tình huống này đều sợ sẽ. Trương Dương đối Lâm Ngọc Văn nói nửa ngờ nửa tin, Lâm Ngọc Văn và Vương Học Hải, Thái Húc Đông chi quan hệ giữa đều không đơn giản, nàng hiện tại theo như lời tất cả rất lớn nguyên nhân là tưởng bỏ qua một bên chịu tội. Trương Dương đang bảo vệ sở ngoại đợi đủ một giờ, Phương mới nhìn thấy cố dài đồng vẻ mặt mệt mỏi từ bên trong đi ra, Trương Dương đẩy cửa xe ra đi xuống, Minh hướng Cố Gia Đồng. Hắn nói như thế nào? Cố Gia Đồng lắc đầu nói, Minh kiện nói từ Na và Thái Húc Đông ở phong độ quán ba sự tình cũng không phải Vương Học Hải tiết lộ cho hắn, là một nữ nhân cho hắn gọi điện thoại. Trương Dương nhíu mày, từ hắn trước thấy Lâm Ngọc Văn tình huống đến xem, cú điện thoại này hẳn không phải là Lâm Ngọc Văn sở đánh. Cố Gia Đồng thấp giọng nói, chẳng lẽ nói bày ra chuyện này thật không phải là Vương Học Hải Trương Dương cười lạnh nói, hắn đương nhiên không biết ngu xuẩn đến chính mình cứ gọi điện thoại. Cố Giai Đồng nói, Minh Kiện đã bắt đầu làm toàn diện tinh thần ước định, kết quả rất nhanh sẽ đi ra. Ta nghe luật sư nói, thì là không thể để cho Minh Kiện cưới tội, cũng có thể giảm bớt tội lỗi của hắn, bất quá, đây còn muốn khán Thái Húc Đông nói như thế nào. Trương Dương nói, chúng ta có cần phải đi gặp thấy Thái Húc Đông, ít nhất phải nhượng hắn cảo rõ ràng chuyện này cũng không biểu hiện ra thoạt nhìn đơn giản như vậy thái người nhà sẽ không để cho chúng ta thấy hắn. Trương Dương mỉm cười nói, hắn hội kiến ta. Thái Húc Đông đồng ý và Trương Dương gặp mặt nguyên nhân rất phức tạp, một là Trương Dương biết hắn quá nhiều chuyện, hai là Trương Dương đưa cho hắn thuốc trị thương rất linh nghiệm, mắt thấy sẽ ăn xong rồi, hắn tưởng tái muốn mấy viên. Ứng ừ với Trương Dương yêu cầu, Thái Húc Đông nhượng người nhà đều lui ra ngoài, có mấy lời là không thể cú nhượng trong nhà nhân nghe được. Trương Dương đem mang đến một lọ thuốc trị thương đặt ở đầu giường thượng, "Có khỏe không?" Thái Húc Đông gật đầu, trên mặt của hắn đã khôi phục một ít huyết sắc, thân thể cũng có một ít khí lực, thanh âm khàn khàn nói, "Ta biết ngươi là Vi Cố Minh kiện biện hộ cho." Trương Dương cũng không có phủ nhận chính mình đến đây mục đích, hắn cười cười nói, "Hiện tại không cần phải ta nói tình, hắn và ngươi phát sinh xung đột thời điểm, trạng thái tinh thần rất không bình thường, hiện tại cảnh sát đang ở đúng đúng hắn tiến hành toàn diện tinh thần ước định." ước định kết quả rất nhanh thì đi ra. Thái Húc Đông có chút tức giận nói, ta biết hắn có bối cảnh, có thể có bối cảnh cũng không thể phạm vào tội còn có thể chạy trốn pháp luật chế tài. Trương Dương thấp giọng nói, không ai muốn chạy trốn pháp luật chế tài, chỉ bất quá tất cả mọi người tưởng cảo rõ ràng chuyện này, nhượng cố minh kiện gánh chịu hắn trách nhiệm tương ứng. Thái Húc Đông lạnh lùng nói, hắn thống ta lục đao, còn muốn tra cái gì? Còn muốn chứng minh như thế nào? Hắn căn bản là muốn giết ta. Người biết từ na và cố minh kiện sự tình sao? Thái húc đông lặng lẽ không nói gì, một lát sau mới vừa rồi nói, biết. Người biết rất rõ ràng từ na là cố minh kiện nữ nhân, người còn dám nhúng chàm, chuyện này từ đạo nghĩa thượng là ngươi không đúng trước đây. Câu cửa miệng nói, thù giết cha, đoạt thê mối hận, dứt bỏ từ na là như thế nào nữ nhân không nói, đối cố minh kiện mà nói, người vũ nhục hắn, đây có đúng hay không sự thực. chương 244, tuyệt đối không bỏ qua. Thái Húc Đông không trả lời, quả thực nếu nói khó nghe thì rõ ràng hắn đã cướp nữ nhân của Cố Minh Kiện. Tuy rằng từ na chủ động rời bỏ Cố Minh Kiện và tiếp cận Thái Húc Đông, nhưng là một nam nhân thì Cố Minh Kiện khó có thể chấp nhận được điều đó. Trương Dương lại thấp giọng nói tiếp, có lẽ ta không cần phải hỏi gì thêm quan hệ của ngươi với Lâm Ngọc Văn, nhưng đã bao giờ ngươi động não ngẫm lại xem, vì sao tự dương nàng ta lại có lòng hảo tâm giới thiệu từ na cho ngươi. Chẳng lẽ nàng ta làm vậy không vì mục đích gì? để ta nói thêm cho người biết, ngày hôm người bị cố minh kiện ám hại, buổi sáng hắn mới từ trại cai nghiện ra, buổi tối hắn được Vương Học Hải dẫn đi chơi giải khây, rồi cũng chính là Vương Học Hải đã dì tai nói cho hắn biết trong lúc hắn cai nghiện trong trại, người cùng từ na ở bên ngoài gian díu với nhau. Nói đến đây Trương Dương cố ý ngừng lại một chút rồi mới nói điểm mấu chốt nhất, mục đích Vương Học Hải làm vậy chắc hẳn ngươi cũng hiểu được. Là hắn có thâm thù đại hận với ngươi nên mới dùng chiêu mượn dao giết người. Vừa nghe xong Thái Húc Đông liền biết ngay tại sao Vương Học Hải lại có thâm thù với mình như vậy, hắn tức giận nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi rít lên, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tên khốn nạn này. Lúc nắm được mạch diễn biến, Trương Dương lại khéo léo lái tất cả mọi sự thù hận từ Cố Minh Kiện sang cho Vương Học Hải. Trương Dương thở dài một tiếng rồi nhỏ giọng nói, chắc đến giờ ngươi cũng nhận ra, Cố Minh Kiện cũng chỉ là người bị hại giống ngươi, bị người ta tính kế lên kế hoạch từ trước ám hại hai người các người đấu nhau đến lưỡng bại câu thương nếu như lúc đó cố minh kiện không kiềm chế được mà giết ngươi thật thì e rằng sự việc sẽ đạt thành viên mãn đúng như những gì kẻ đứng sau màn kia bày ra thái húc đông cẩn thận suy nghĩ lại một chút rồi thấp giọng nói ta hiểu được ý tứ của ngươi nhưng rõ ràng cố minh kiện đã chém ta sáu nhát ta sao có thể cứ thể bỏ qua không kiện hắn được trương dương mỉm cười đạm nhiên trả lời lại ta không yêu cầu ngươi không được kiện hắn nữa ta chỉ muốn ngươi có cái nhìn khách quan tình hình thực tế chuyện này. Tuy rằng cố minh kiện là hung thủ gây thương tích cho ngươi, nhưng ta muốn ngươi biết thủ phạm thực sự đứng đằng sau là kẻ nào. Nếu kết quả kiểm tra đúng là cố minh kiện lúc đó trong tình trạng tinh thần không ổn định do ngoại vật, ta hy vọng ngươi biết xử sự sao cho công bình là được. Thái húc đông nhìn thẳng mắt Trương Dương thấp giọng nói, ta mới là người bị hại. Trương Dương lắc lắc đầu thở dài, hai người các ngươi cũng chỉ là những đứa trẻ mới lớn bị thói đời làm hư, hy vọng sau khi trải qua chuyện này các người biết tự nhìn lại bản thân mà tu tâm dưỡng tính, trưởng thành hơn một chút. Suốt cuộc điện thoại cũng reo, cố dẫn trí với tay nhấc ống nghe lên thấp giọng hỏi trước Thiên Dương. Thái Bộ trưởng nói thế nào? Từ Thiên Dương thở dài nhỏ giọng kể lại tình hình, hắn cho rằng đó là chủ định của ngươi, dùng ảnh hưởng của mình rồi lợi dụng kết quả kiểm tra tình trạng tinh thần không ổn định để minh kiện thoát tội. Nên hắn đã kháng nghị lại phía cảnh sát làm việc không công minh, còn yêu cầu một tổ chuyên gia khác kiểm tra lại lần thứ hai cố duẫn trí hơi nhíu nhíu mày một chút hắn vẫn còn chấp nhất như vậy ư từ thiên dương lại nói con trai bị người ta khi dễ thì có người cha nào mà trong lòng chẳng thấy khó chịu ta cùng lão trương đến đó nhưng hắn cũng không chịu nể mặt bọn ta xem chừng có vẻ cương quyết lắm ta thấy có nên trang tìm người cấp cao hơn hay không không cần thiết kết quả kiểm tra là chính xác công bình hơn nữa rõ ràng có người cố ý để minh kiện dùng thuốc khiến tinh thần nó không được ổn định, không khống chế được bản thân nên nó mới làm cái việc kia. Kết quả không phải ngụy tạo, ta cũng không làm bất cứ điều gì tác động đến kết quả này. Cây ngay không sợ chết đứng, cho dù hắn muốn tự mình kiểm tra ta cũng không có ý kiến, nếu ta ngăn cản hắn không cho đội khác kiểm tra lại thì có người nghĩ rằng trong lòng ta có quỷ. Từ lúc nghe được kết quả kiểm tra của con trai mình, tâm tình cố dũng trí cũng bình tĩnh hơn trước rất nhiều, ít nhất hắn cũng thấy yên lòng hơn. Vì rằng con trai hắn gây chuyện lúc đó là do tinh thần không được minh mẫn như bình thường, mà chính là do có kẻ cố ý dùng thuốc khiến nó không kiểm soát được hành động mới dẫn tới làm điều phạm tội. Tuy biết rằng con trai mình có nỗi oan khuất nhưng cố dẫn trí cũng không muốn dùng ảnh hưởng của mình giúp nó thoát tội. Vì rằng hắn cho rằng con trai A mình đã trưởng thành, nó phải chịu trách nhiệm những hành vi của bản thân. Nhưng nói như vậy cũng không có nghĩa rằng hắn sẽ đứng trơ mắt đứng nhìn kẻ khác hãm hại con mình hắn đã hạ lệnh cho toàn bộ đơn vị cơ quan tương quan của tỉnh bình hải tận lực tiến hành điều tra các hành vi trái pháp luật từ trước tới nay của vương học hải người dám tính kế với cả nhi tử đại lão bản tỉnh bình hải này mà có thể được sống yên ổn nữa sao đúng là tự đi tìm chết cố dưỡng dưỡng cúi xuống cẩn thận đặt chén hồng trà vào trong tay cha mình rồi nhẹ giọng nói cha cha đi ngủ chưa đi hai ngày nay cha cũng chẳng chịu nghỉ ngơi cho tốt gì cả Cô Duẩn Trí chậm chậm nâng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ xong quay sang mỉm cười với đứa con gái út bé bỏng của mình, do thói quen rồi, người càng lớn tuổi thì giấc ngủ càng ít hơn. Cũng có thể là do họ cảm thấy sinh mệnh của mình càng ngày càng ngắn hơn, vì vậy họ mới quý trọng những lúc còn tỉnh táo nên không muốn ngủ nhiều nữa. Cô dưỡng dưỡng đứng thẳng dậy vòng ra sau lưng cha mình rồi vừa nhẹ nhàng mát xa hai vai người vừa nhỏ giọng nói, cha của con phải thọ trăm tuổi. Cô Duẩn Trí vui vẻ ha hả cười lớn, hắn đặt chén trà xuống mặt bàn rồi nói, ta không nghĩ tới sẽ sống đến trăm tuổi, có thể khỏe mạnh vui vẻ sống được thêm 10, 20 năm nữa nhìn cả đám mấy người các ngươi lấy vợ lấy chồng rồi sinh cháu cho ta bế là ta thấy mãn nguyện lắm rồi. Hai bàn tay nhỏ bé của cố dưỡng dưỡng tạm ngừng động tác, giọng nàng vừa tha thiết lại vừa pha chút vẻ ngây ngô dễ thương, con muốn cả đời này được ở bên cha, không muốn gả đi đâu cả, mãi đến ngày thứ ba từ lúc lên bắc kinh đến giờ trương dương mới có thời gian rảnh đi bái phỏng hai vợ chồng văn phó tổng thống cũng vừa vặn văn quốc quyền ở nhà mà văn hạo nam con trai bọn họ cũng hiếm khi ở nhà vậy mà cũng trùng hợp đúng hôm nay hắn ở nhà chơi lúc trương dương tới thì hai cha con văn gia đang ngồi đánh cờ vây ở phòng khách văn quốc quyền tuy rất thích chơi cờ vây nhưng kỳ nghệ lại bình thường chỉ có văn hạo nam là cờ thủ nghiệp dư nên dù đã chấp cha năm con mà vẫn khá dễ dàng thắng bàn cờ này Văn Quốc Quyền đang bí cờ lại thấy Trương Dương đến liền cười cười lớn tiếng nói, không chơi nữa. Không chơi nữa. Văn Hạo Nam vừa thu dọn bàn cờ vừa cười cười gật đầu coi như chào hỏi đón tiếp Trương Dương. La Tuệ Chữ đứng dậy cười nói, các ngươi cứ thông thả trò chuyện, ta vào kêu người đi chuẩn bị cơm trưa. Trương Dương vừa nghe vậy liền vội vàng đặt mấy túi đựng đặc sản núi thanh thai mang đến biếu xuống cười nói, mẹ nuôi, không cần phải phiền phức như vậy đâu, giữa trưa con còn có việc la tuệ chữ có phần oán nhẹ giọng trách mắng trương dương một câu có đại sự lớn bằng trời cũng phải gác lại cho ta trưa nay ngươi phải ngoan ngoãn ở lại ăn với ta bữa cơm văn quốc quyền mỉm cười nói thêm ta không tin ngươi có việc gì còn lớn hơn cả việc ăn cơm với phó tổng thống nữa thấy cả hai người đều nói vậy trương dương chỉ còn biết gật gật đầu đồng ý văn hạo nam lại nói trưa nay con có hẹn chắc không ở nhà ăn cơm được La tuệ chữ hơi nhíu nhíu mày ra chiều không vui, thật vất vả lắm người mới về nhà một chuyến, nhất định hôm nay người không được đi, ở nhà phụ, hai mẹ con ta nấu cơm. Còn không phải do mẹ sao, cũng tại mẹ kêu triệu a di giới thiệu con gái đại tướng cho con, cô ấy hẹn con buổi trưa nay cùng ăn cơm. Nếu mẹ không cho con đi thì con đành gọi điện từ chối người ta vậy. Là tuệ chữ vừa thấy con trai nhắc đến chuyện nam nữ nhất thời liền tươi cười rạng rỡ không gượng ép con trai ở nhà nữa mà ngược lại lại còn vừa đẩy đẩy lưng con vừa vui vẻ nói còn không mau đi đi không có chuyện nào quan trọng bằng chuyện này cả nhanh đi kẻo lại để người ta đợi lâu văn quốc quyền nhìn hai vợ con mình không nhịn được ha hả cười lớn lúc con trai đi rồi hắn lại quay sang nói đầy thâm ý với trương dương trương dương không phải trưa nay ngươi cũng có hẹn với bạn gái sao nếu vậy ta cũng không miến cưỡng ngươi đâu quả thật trưa nay trương dương có hẹn với cố giai đồng bất quá hắn chưa kịp mở miệng nói thì la tuệ chữ lại dành nói trước, yên nhiên vẫn đang ở khu du lịch Vân Nam mà. Hắn sao có hẹn với bạn gái được? Trương Dương dở khóc dở cười không biết phải nói sao cho lại nữa. Bà mẹ nuôi thông minh này của hắn biết rất rõ vấn đề tình cảm của thằng nhãi này, chỉ một câu liền cắt phăng đường lui của hắn. Trương Dương gái đầu gái tai gượng cười nói, dù con có đại sự to bằng trời cũng sao so được với việc ăn cơm với cha mẹ nuôi được. La tuệ chữ hài lòng mỉm cười, như vậy mới ngoan chứ. Nói xong nàng liền đi chuẩn bị đồ ăn. Văn Quốc Quyền kêu Trương Dương ngồi xuống, có khách đến nên bà bảo mẫu đã chuẩn bị sẵn trà cho Trương Dương từ sớm, thấy Trương Dương ngồi xuống bàn liền bưng ra mời. Văn Quốc Quyền chậm chậm nâng chén trà của mình lên nhấp một ngụm, Trương Dương cũng bắt chiếc tư thế y hệt phẩm trà. Ngay ngụm đầu tiên liền chép miệng khen, đúng là loại ô long hảo hạng. Văn Quốc Quyền mỉm cười nói thêm, uống trà có thể thanh tâm dưỡng thần. Từ lúc lên Bắc Kinh công tác ta mới có thói quen này, trước kia chỉ thích uống nước đun sôi để nguội. Đúng rồi, lần này con có mang cho người một ít loại sơn trà của núi Thanh Thai. Tuy rằng không tính là hàng thượng phẩm nhưng lại rất tinh khiết, không có tạp chất hóa học gì, hoàn toàn gia công bằng tay nên giữ nguyên được hương vị. Văn Quốc Quyền mỉm cười nói, đừng thấy ta thích uống trà mà lầm, kỳ thực ta cũng không hiểu trà đạo gì đâu, chỉ uống chơi cho vui thôi. Con cũng đâu có hiểu gì nhiều đâu. Văn Quốc Quyền gật gật đầu thật lòng khen một câu, người thực sự cũng biết cách nói lời khiêm tốn đó. Trương Dương mỉm cười nhanh nhẹn trả lời lại, như vậy mới dễ ghi điểm được a. À. Trước mặt Văn Quốc Quyền, Trương Dương rất ít khi dám trêu đùa cợt nhả, cũng không phải do Văn Quốc Quyền có địa vị cùng quyền thế cao trong xã hội, mà căn bản do tính tình Văn Quốc Quyền khá nghiêm túc, lúc nào cũng nghiêm nghị chính trực, không thích trêu đùa nhiều. Văn Quốc Quyền mỉm cười nhẹ nói, thanh niên trẻ tuổi mà hiểu được khiêm tốn là tốt hắn chậm rãi đặt chén trà xuống mặt bàn rồi lại nói tiếp thiên giã đến giang thành công tác có thuận lợi không cũng coi như thuận lợi đỗ bí thư tỏ ra rất nhiệt tình các cán bộ các cấp các ngành giang thành cũng đều phối hợp rất tốt tính tình hắn hơi ngang bướng nhiều lúc còn xúc động nông nổi các ngươi là bạn tốt của nhau lúc cần nhất định phải nhắc nhở hắn mấy câu con hiểu nói chuyện cùng văn quốc quyền trương dương cảm thấy không được thoải mái tự nhiên cho lắm Tuy rằng trước khi tới Trương Dương đã từng nghĩ đến việc nếu có cơ hội sẽ nhờ văn phó tổng thống gây một ít áp lực cho Thái Bộ trưởng, chỉ cần văn phó tổng thống ra mặt thì sự việc của Cố Minh Kiện sẽ dễ dàng giải quyết hơn rất nhiều. Thế nhưng từ đầu chí cuối văn quốc quyền lại không hề có ý đề cập đến chuyện này nên Trương Dương cũng không dám chủ động nói ra, cuối cùng hai người nói chuyện chỉ xoay xung quanh chủ đề về Đỗ Thiên Giã. Trương Dương cũng hiểu một điều, tuy rằng trước kia văn quốc quyền từng nói rằng mình là con nuôi, nhưng thật sự ra thì hắn làm vậy cũng do mình là con rể tương lai của tống hoài minh văn quốc quyền muốn thông qua việc nhận mình là con nuôi chính là để tỏ rõ thái độ với tống hoài minh nói thẳng ra thì quan hệ của mình với văn phó tổng thống chỉ dựa trên lợi ích chính trị không có một phân tình cảm thực trong đó cũng vì vậy mà trương dương vẫn cứ luôn giữ một khoảng cách nhất định với văn quốc quyền chứ không như với mẹ nuôi la tuệ chữ nếu nói theo góc độ tình cảm thì trương dương thân thiết với người mẹ nuôi la tuệ chữ này hơn rất nhiều mà La Tuệ Chữ cũng thực sự muốn nhận Trương Dương làm con nuôi, quan tâm lo lắng cho hắn chẳng khác gì con đẻ của mình. Nàng cũng biết mục đích Trương Dương lên Bắc Kinh lần này, nên trong bữa cơm bà cũng làm như nửa vô tình nửa như cố ý nhắc đến đoạn ân oán giữa cố gia và thái gia. Nghe nói mặt sau sự việc này phức tạp lắm, trại cai nghiện đã cho cố Minh Kiện uống một loại thuốc lạ khiến tinh thần hắn không được minh mẫn như bình thường. Văn Quốc quyền nghe mà không khỏi nhíu nhíu mày, bất kể người làm chuyện này là ai, nhưng chắc chắn rằng hắn là một kẻ không từ thủ đoạn nào. La Tuệ chữ thở dài buồn bã nói, thực không muốn chỉ vì vậy mà thấy Thái bộ trưởng cùng Cố bí thư sinh ra mâu thuẫn gay gắt. Ý tứ trong những lời này của bà rất rõ ràng, mà Văn Quốc Quyền cũng có đủ địa vị và quyền lực để hòa giải chuyện này. Hơn hết Trương Dương cũng rất muốn vị cha nuôi của mình ra mặt nói giúp Cố ra mấy lời để mọi chuyện được êm xuôi. Văn Quốc Quyền suy nghĩ một chút rồi thấp giọng nói, "Được rồi, lúc nào có thời gian ta tìm Thái Bộ trưởng nói chuyện một chút. Trước khi rời Bắc Kinh, Cố Duẩn Trí và Bộ trưởng Bộ Y tế Thái Tư Tường lại ngồi lại với nhau một lần nữa. Bản kết quả kiểm tra tinh thần Cố Minh Kiện lần thứ hai cũng giống như lần thứ nhất, chứng minh rằng quả thực tinh thần hắn có vấn đề bất thường. Theo điều tra của bên công an thì lúc hắn được cai nghiện ở trại đã bị người khác lén cho sử dụng thuốc kích thích khiến tinh thần hắn không được ổn định, nhiều biểu hiện cho thấy việc mất kiểm soát hành vi hành động tạm thời đến bây giờ thái tư Tường không thể không chấp nhận sự thật này mà nhiều ngày nay cố duẫn trí gần như vận dụng hết các mối quan hệ ở bắc kinh vậy mà cũng khiến một bộ trưởng như hắn bị áp lực không nhỏ thậm chí đến cả văn phó thủ tướng cũng đứng ra nói dùm cố duẫn trí vài câu nhưng điều làm hắn thấy khó hiểu nhất là con trai thái húc đông dường như lại có ý muốn hòa giải không muốn truy cứu tiếp nữa con trai cũng nói rằng chuyện này là do có kẻ sau lưng bày ra nhằm ám hại cả hai người cố minh kiện bất quá chỉ là vật hy sinh mà thôi cẩn thận cân nhắc lại mọi chuyện cuối cùng thái tư Tường cũng quyết định gặp mặt cố duẫn trí buổi gặp mặt hôm nay cũng là để giải quyết triệt để vấn đề này cố duẫn trí là người luôn biết giữ bình tĩnh trong mọi tình huống lúc sự việc vừa xảy ra hắn đã bình tĩnh rồi biểu hiện đầy đủ sự thành ý của mình rồi đến giờ dù đã nắm giữ nhiều chứng cứ có lợi cho con trai nhưng hắn vẫn cứ giữ bình tĩnh như trước mà không vội vàng phản bác tranh cãi lại vì rằng hắn biết dù mình có nắm giữ bằng chứng thế nào đi chăng nữa thì con trai mình đâm bị thương con trai người ta là thật, mình vẫn là người đối lý. Cô Duẩn Trí nhỏ giọng mở lời trước, Thái Bộ trưởng, hôm nay tôi mời ngài tới đây là muốn nói chuyện về chuyện của bọn nhỏ. Hai ngày nay thương thế của con trai khôi phục lại rất nhanh, gần như đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa nên tâm tình Thái Tư Tướng cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn cười nhạt một tiếng rồi thấp giọng khen ngợi, cố bí thư quan hệ trên Bắc Kinh cũng khá rộng a. À hai hôm nay không ít người tới tìm tôi nói giúp cho ngài đó. Tuy rằng tôi cũng quen biết không ít người trên Bắc Kinh nhưng thực sự tôi không có tìm người nào nói đỡ cho mình cả. Tôi thực sự muốn bày tỏ lời xin lỗi với Thái Bộ trưởng, thay mặt khuyển tử đã gây thương tổn cho con trai ngài mà đến đây xin chịu tội. Thái Tư tường thở dài buồn bã, sự việc đã qua rồi thì cần gì phải nói mấy lời vô nghĩa nữa. Cô Bí Thư, chúng ta đều chỉ có một đứa con trai, chắc ngài cũng giống tôi, không hy vọng bọn chúng xảy ra chuyện không may. Cố Duẫn Trí gật gật đầu đồng ý. Thái Tư Tường lại nói, tôi đã xem qua bản kết quả lần thứ hai kiểm tra, ngài cũng đừng trách tôi vì sao lại nghi ngờ bản kiểm tra lần thứ nhất. Lúc ấy nhìn thấy húc đông cả người máu me đầm đìa, chắc ngài cũng hiểu cảm xúc tâm trạng lúc đó của tôi thế nào chứ? Tôi hiểu. Thái tư tường nhẹ giọng nói tiếp, hiện giờ húc đông đã qua cơn nguy hiểm, cũng coi như gặp may mắn trong cái bất hạnh. Tôi không muốn con trai bị việc gì, tôi cũng không muốn nhất định phải đẩy con ngài vào tuyệt lộ. Chúng ta đều là cán bộ nhà nước, cũng đều là đảng viên, và cũng đều là những người làm cha. Thái Bộ trưởng, cũng do tôi dạy dỗ con không tốt nên mới để nó gây chuyện dẫn tới sự việc ngày hôm nay. Người làm cha như tôi thấy thật có lỗi. Thái Tư tưởng im lặng không nói gì, ngẫm lại người làm cha như hắn cũng không dạy dỗ được con trai cũng đâu khác gì cố dẫn trí. Nguyên nhân để hai đứa chúng nó mâu thuẫn rồi phát sinh tới cả chuyện đổ máu chẳng phải chỉ vì một ả đàn bà thôi sao? Nếu nó có thể giữ được mình trong sạch, có đầu óc suy nghĩ, biết mình đang làm gì thì sao đến nông nỗi như ngày hôm nay? Cô Duẩn Trí lại nói, tôi cũng sắp trở lại Bình Hải, lần này gặp ngài cũng không phải cầu mong ngài lượng thứ bỏ qua cho khuyển tử. Chuyện đã rồi thì sao có thể dễ dàng bỏ qua được, là tôi tôi cũng không dễ dàng bỏ qua cho người làm thương tổn đến con mình, tôi lấy danh dự một đảng viên để cam đoan với ngài, tôi sẽ không dùng bất kỳ mối quan hệ nào để làm những điều trái pháp luật, làm tổn hại sự nghiêm minh công chính của pháp luật. Minh Kiện phải hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm những hành vi nó đã làm, tất cả sẽ được luật pháp định đoạt. Thái Tư Tường không hề cảm thấy chút cảm động nào trước phen thổ lộ tình cảm đầy xúc động của cố dẫn trí. Dù không phải là người hành nghề luật nhưng chỉ cần nhìn vào bản báo cáo kết quả kiểm tra tinh thần của Cố Minh kiện cũng có thể biết rằng bản án của hắn sẽ được giảm nhẹ đi rất nhiều. Hôm nay Cố Duẫn Trí tới tìm cũng không hoàn toàn chỉ vì để tạ lỗi, mà mục đích chân chính hắn đến là để làm công tác tư tưởng, hắn sợ mình vẫn tìm cách gây khó dễ khiến con hắn phải chịu mức án cao hơn. Thái tư tưởng trầm ngâm một lúc mới thấp giọng nói: cô bí thư, ngài yên tâm, tôi cũng tin tưởng sự công bằng của pháp luật." Tôi sẽ không vì tình cảm cá nhân mà làm mất đi tình công bằng nghiêm minh của pháp luật." Những lời này chính là mục đích chân chính tới đây của Cố Duẫn Trí. Hắn đã tham khảo qua ý kiến của các cơ quan tương quan, căn cứ những điều công an điều tra được thì bước đầu đã xác định được, lúc gây án con trai hắn lại đang ở trạng thái tinh thần không minh mẫn, cũng do chính tên bác sĩ tên cát tường ở trại cai nghiện đã lén cho con trai hắn dùng một loại thuốc gây ức chế hệ thần kinh khiến Cố Minh kiện rất dễ rơi vào trạng thái mất kiểm soát hành vi tạm thời. Hơn nữa Cố Giai Đồng đã kiện trại cai nghiện lên tòa án làm việc tắc trách, trại cai nghiện phải trình cho toàn án toàn bộ hồ sơ bệnh án của Cố Minh Kiện. Từ đó chứng minh được, tuy rằng Cố Minh Kiện xuất viện nhưng vẫn chưa dứt hẳn được cơn nghiện, kết hợp với bản báo cáo kết quả điều tra tinh thần, tuy không thể được tha trắng án nhưng hình phạt cũng sẽ không bị quá nặng. Cố Giai Đồng vừa tiến tra lên máy bay xong liền cùng Trương Dương tới thăm em trai. Do cố minh kiện chưa hoàn toàn cai nghiện nên bị cưỡng chế đến trại cai nghiện để tiếp tục điều trị các cơn nghiện do có quá nhiều chuyện liên tiếp xảy ra, lại bị cơn nghiện hành hạ suốt ngày khiến hắn gầy rộc hẳn đi, người ngợm nhếch nhác, tóc tai bù xù. Thấy Trương Dương cùng đi với chị gái nhưng Cố Minh Kiện lại không tỏ thái độ gay gắt như trước kia. Dù sao từ miệng người thân hắn cũng biết vì mình mà trong khoảng thời gian này Trương Dương phải chạy ngược xuôi tìm mọi cách giúp đỡ mình. Cố Minh Kiện thân thiết gọi, tỷ một tiếng, sau đó quay sang gật đầu với Trương Dương thay lời chào, Trương Dương, người cũng đến à cố dài đồng dương dương nước mắt nhìn em trai trương dương muốn xem bệnh giúp em xem xem có thể giúp em cắt được cơn nghiện hay không cố minh kiện cười cười nhỏ giọng nói hắn đã giúp em rất nhiều rồi nói xong hắn ngả người ra sau tựa vào thành ghế trước kia em vẫn luôn cho rằng cha luôn không công bằng với em cho rằng cả xã hội này đều thiếu nợ em mãi đến tận bây giờ em mới hiểu ra hóa ra em chỉ là một đứa không ra gì không có năng lực không tiền đồ chỉ biết ăn chơi lêu lỏng rồi lại quay ra than thân trách phận. Ánh mắt cố dài đồng tràn ngập thương tiếc nhìn em trai, Minh Kiệt, em đừng nên tự trách mình nữa. Biết sai thì nên sửa, chỉ cần em có thể sửa đổi, tất cả mọi người sẽ tha thứ cho em. Không, em không hy vọng người khác sẽ tha thứ cho em. Em có ngày hôm nay chính là sự trừng phạt cho những tội lỗi em đã gây ra trước đây. Cố Minh Kiệt kiên quyết trả lời lại chị gái mình. Trương Dương nghiêm mặt nói thêm vào một câu, đã là nam nhân thì phải dũng cảm gánh vác những chuyện mình đã làm. Người đã là một thanh niên trưởng thành, không còn bé bỏng để được sự che chở của người lớn nữa. Người gây ra những chuyện gì, người tạo thành bao nhiêu thương tổn cho người ta, người chỉ có thể tự mình gánh vác, tự phải chịu trách nhiệm, người khác không giúp được ngươi. Cố Minh Kiện trầm trọng gật gật đầu, hắn nhìn thẳng vào hai mắt Trương Dương sẵn giọng nói, thực sự cảm ơn ngươi rất nhiều. Trương Dương vươn tay ra cười nói: Chúng ta vẫn là bằng hữu. Cố Minh Kiện do dự một chút nhưng rồi rốt cục cũng vươn tay ra bắt tay với Trương Dương. Cố Giai Đồng cùng Trương Dương sau khi rời khỏi trại cai nghiện lại tiếp tục đến Hương Sơn Bái Phỏng Thiên trì Tiên Sinh. Sắp tới cuối thu cả mạn núi đều đỏ rực một màu, đường mòn trong rừng cũng bị bao phủ bởi một màu đỏ tươi. Phía dưới là một lớp lá vàng khô dày. Ô tô chạy nhanh qua khiến đám lá khô dưới đường tung bay toán loạn xa xa nhìn lại phía sau tựa như một dòng nước lũ mịt mù bay lượn lúc tới nhà của thiên trì tiên sinh lại thấy trần tuyết cũng đang ở nơi này nàng ta đang ngồi trên băng ghế sắp xếp chỉnh sửa lại một số mảnh nhỏ của những tấm bia đá cổ trần tuyết cũng không biết trương dương lên bắc kinh nàng đứng dậy chào đón trương dương rồi quay sang cười cười với cố giai đồng trần tuyết cũng ít khi gặp mặt cố giai đồng nên trương dương phải làm trung gian giới thiệu hai người cho nhau một chút thiên trì tiên sinh đang ở thư phòng Nghe thấy động tính bên ngoài liền ra ngoài xem, vừa thấy Trương Dương liền tươi cười chào đón, Trương Dương đến đó à? Ta vừa nghe mẹ nuôi người nói người mới lên Bắc Kinh, thế mà mãi cũng chẳng thấy người tới thăm lão già này gì cả. Cố dài đồng tiến tới vẫn An Thiên Trì Tiên Sinh rồi đem gói trà đưa cho bà Ngô. Thiên Trì Tiên Sinh cười cười vui vẻ nói, Trần Tuyết rất thông minh, nhân tiện con bé đang được nghỉ học liền kêu tới đây giúp ta sắp xếp sửa sang lại mấy tấm bia đá cổ. Trương Dương gật gật đầu rồi cười tủm tỉm nhẹ nhàng đến bên cạnh Trần Tuyết, cúi xuống nhặt lên một mảnh đá nhỏ nói có phát hiện gì mới không. Theo phân tích thì bản khắc trên vách dưới đầm ở mỏ đá long tích mà lần trước hai chúng ta phát hiện ra là mới được khắc thời Gina gần đây. Thiên chỉ tiên sinh đã tìm người vớt bản khắc đá đó lên, rồi ta căn cứ theo ý văn trên đó dịch sang tiếng chung lại thấy có nhiều chỗ chung với mấy tấm bia đá mà thiên chỉ tiên sinh siêu tập được. Thiên chỉ tiên sinh đi tới cười nói, trong khoảng thời gian này, một già một trẻ bọn ta nhàn dỗi liền sửa sang sắp xếp lại các tấm bia đá, rồi đối chiếu so sánh với các tấm bia đá ở Phan Gia Viên thì thấy văn chương của hai chỗ là khác nhau, mà bọn ta cũng không tài nào hiểu được hàm nghĩa trong văn chương trên những tấm này. Trương Dương nghe thấy vậy liền bắt đầu có hứng thú lấy cho ta xem. Thiên Chỉ Tiên sinh mỉm cười nhẹ giọng nói không có ý nghĩa gì đặc biệt cả, chờ Trần Tuyết chỉnh sửa lại hoàn toàn liền đưa cho ngươi coi nói xong hắn mời trương dương cùng cố giai đồng vào nhà ngồi chơi bên ngoài không khí rất lạnh trong nhà có lò sưởi đốt củi bằng đất nên ấm áp như mùa xuân trương dương cùng cố giai đồng cởi áo khoác ngoài ra treo lên giá trương dương kể lại việc thiên Chỉ tiên sinh lưu bút để danh cho nhà máy rượu số tiền thu được đã đầu tư toàn bộ vào việc xây dựng trùng tu trường tiểu học thiên Chỉ tiên sinh vừa nghe vừa gật đầu khen rất tốt cố giai đồng mỉm cười lễ phép nói tiên sinh tôi lần này tới cũng là muốn xin ngài đề tự. Thiên chỉ tiên sinh vui vẻ cười nói, không dám, không dám. Trong ấn tượng của ta thì đây là lần đầu tiên cố tiểu thư hướng ta mở miệng. Cố giai đồng cũng giống trương dương trước kia, muốn thiên chỉ tiên sinh đề tự cho nhà máy dược mới. Thiên chỉ nghe xong liền vui vẻ nhận lời, bất quá điều kiện vẫn giống như lần trước. Toàn bộ tiền thù lao đều giúp đỡ đóng góp xây dựng trường học cho các em nhỏ phong độ khí khái của lão tiên sinh quả thực khiến mọi người phải trầm trồ khâm phục khen ngợi. Cố Giai Đồng vừa ngồi được một lúc thì nhận được điện thoại của luật sư, hắn muốn bàn bạc với nàng về tiến triển vụ án của em trai. Cố Giai Đồng buộc phải rời đi, trước khi đi nàng hẹn Trương Dương cứ ở đây bao giờ xử lý xong việc sẽ qua đón sau. Sau khi sắp xếp lại các mảnh vỡ của tấm bia đá xong Trần Tuyết liền chạy vào thư phòng của Thiên Chỉ Tiên Sinh. Có lẽ do gió lạnh bên ngoài mà khuôn mặt xinh đẹp của nàng lại hơi phớt phớt hồng, trông càng có vẻ kiềm diễm động lòng người trương dương mỉm cười thân thiết nói người ở bên ngoài lâu như vậy rồi có lạnh lắm không trần tuyết lãnh đạm trả lời lại không sao ta sống ở trong núi quen rồi mùa đông núi thanh thai còn lạnh hơn đây nhiều vừa nói nàng vừa đi qua một bên lấy túi của mình rồi lấy ra từ bên trong một tập văn bản bên trong nàng dùng bút chỉ cẩn thận vẽ lại những tấm bia đá ở phan gia viên cùng mỏ đá long thích cuối cùng chỉnh lý sắp xếp lại thành hai thiên văn tự hoàn chỉnh Trương Dương vừa nhìn liền phát hiện ra một thiên văn tự chính là bí phổ âm sát tu la trường. Còn thiên văn tự kia cũng là một bộ kiếm pháp cực kỳ tinh diệu khác. Tuy rằng giữa những hàng chữ còn ít phần không được đầy đủ trọn vẹn nhưng ý tứ cũng có thể đại khái nhìn ra được. Trần Tuyết ở một bên nói thêm vào, ta đã phiên dịch lại thiên văn tự ở mỏ đá long tích cùng đối chiếu với một số tấm bia đá khác có ý văn giống nhau rồi từ đó rút ra được một thiên văn tự. Còn những phần khác độc lập lại ghép thành một thiên, cuối cùng mới thành ra hai thiên văn tự khác nhau này thiên chỉ tiên sinh vừa nhìn vừa nhỏ giọng hỏi là tâm pháp võ công sao trương dương gật gật đầu chỉ vào một thiên có ghi công pháp âm sát tu la trưởng nói đúng là loại võ công tà môn ta nghĩ tốt nhất là không lên lưu truyền ra ngoài vạn nhất có người xấu học được chỉ sợ lại gây loạn cho xã hội lúc nói mấy lời này hắn không khỏi nhớ đến lúc ở loạn không sơn bị người thần bí kia chắc là dùng âm sát tu la trưởng tập kích khiến hắn suýt chút nữa thì mất mạng hiện giờ nghĩ lại hắn vẫn thấy không rét mà run. Thiên Chỉ Tiên Sinh lại nói một khi đã như vậy thì cứ trực tiếp hủy đi mấy thứ này để lại trên đời này sợ có ngày nhiều người lại bị hại vì nó. Trần Tuyết cũng biểu hiện đồng tình. Ngay trước mặt Trương Dương cùng Thiên Chỉ Tiên Sinh cầm tập bảo thảo ném vào trong lò sưởi. Nói thực Trương Dương cũng thấy hơi tiếc nuối. Âm sát Tu La trưởng là tà môn ngoại đạo thật nhưng Thiên Phổ kiếm pháp kia lại chính là đồ tốt thứ thiệt chính mình hẳn là nên lấy cẩn thận nghiên cứu một chút chờ mãi tới tận chiều mà cố giai đồng vẫn chưa thấy quay lại nàng lo trương dương đợi lâu nên gọi điện tới báo có lẽ sẽ tới muộn cũng do ở công ty xảy ra chút chuyện nên nàng lại phải tự mình tới xử lý trương dương khích lệ mấy câu rồi nói nàng cứ an tâm làm việc của mình còn hắn tìm đại xe về khách sạn là được trần tuyết cũng vừa lấy xe đạp ra đành định về lại nghe thấy cố giai đồng không tới nữa liền nhẹ giọng hỏi hay là để ta lai like ngươi về vậy Thiên trì tiên sinh nghe nói cố dài đồng không đến đón Trương Dương được liền tỏ ý gọi điện kêu taxi tới, Trương Dương ngại phiền toái nên huyền chuyển cự tuyệt lòng tốt của thiên trì tiên sinh. Mà căn bản Trương Dương cũng định nói chuyện riêng với Trần Tuyết, vừa hay có cơ hội tốt. Hai người cáo biệt thiên trì tiên sinh xong, Trần Tuyết thì một mình rong đạp xe, còn Trương Dương mang túi giúp nàng, hai người một trước một sau đi dọc theo sơn đạo xuống núi. Được một lúc Trần Tuyết nhỏ giọng nói, đang xuống đèo nên ít tốn sức, để ta lai like người đi. Trương Dương gật gật đầu đồng ý, không phải hắn không ga lăng mà không đạp xe lai like Trần Tuyết, cũng vì hắn không quen đi xe đạp nên sợ xấu hổ. Trần Tuyết ngồi lên xe đạp lấy đà một chút, Trương Dương chạy nhanh hơn rồi nhảy ngồi lên phía sau xe, chiếc xe đạp hơi cua cua loạn choạng một chút rồi lại ổn định chạy xuống dốc. Bởi vì là xuống dốc nên Trần Tuyết cũng không phải đạp, chỉ cần điều chỉnh hướng xe cùng giữ chặt để xe ổn định là được. Trương Dương ngồi phía sau do dự mãi cuối cùng cũng nhẹ nhàng đặt hai tay lên vòng eo nhỏ của Trần Tuyết trái tim trần tuyết hơi đập loạn nhịp một chút nhưng cũng không mở miệng nói gì trong lòng chỉ nghĩ chắc đó cũng chỉ là hành động vô tình của hắn mà thôi đi được một lúc trương dương ngồi phía sau thấp giọng hỏi thân thể ngươi dạo này sao rồi từ lúc trần tuyết bị kẻ lạ mặt kia tập kích ở mỏ đá long tích đến nay trương dương cũng chưa lần nào được gặp lại ta khỏe thế hiện giờ ngươi cùng sở yên nhiên sao rồi cũng rất tốt hai người nhìn nhau song song nở nụ cười trần tuyết lại nói vừa rồi lúc ta đốt hai thiên văn tự kia lại thấy vẻ mặt ngươi hình như tỏ ra hơi tiếc nuối thì phải trương dương không phủ nhật mà gật gật đầu nói cũng có một chút ta lại thấy võ công không có sự phân biệt chính tà nó cũng giống như đao kiếm súng ống vậy nếu như ở trong tay người tốt thì sẽ trở thành công cụ gìn giữ công lý hòa bình còn nếu như không may lọt vào tay kẻ xấu thì lại thành hung khí hại người gây hỏa cho xã hội trương dương nhìn trần tuyết rồi mỉm cười hỏi nhỏ vậy ngươi thấy ta là người tốt hay kẻ xấu trần tuyết chẳng cần suy nghĩ nhiều nhưng lại tỏ ra hờ hững trả lời lại ngươi không phải là kẻ xấu vậy thì là người tốt rồi trần tuyết chỉ cười mà không nói lúc hết sơn đạo bắt đầu đến đường nhựa bằng phẳng đương nhiên trương đại quan nhân sao đành lòng để một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy lại làm cu ly đạp xe chở hắn được tuy rằng trương đại quan nhân nhà ta một thân công phu chắc tuyệt thể lực tuyệt đỉnh nhưng đạp xe đạp phần lớn là dựa vào sự khéo léo, hắn đạp xe mà cứ chạy siêu siêu vẹo vẹo lắc lư suốt, Trần Tuyết ngồi sau sợ bị thằng nhãi này hất xuống đường nên đành phải ôm chặt hai bên hông hắn. Tuy là đường quốc lộ nhưng cũng may nơi này là vùng rừng núi nên ít ô tô đi lại, Trương Dương chỉ đạp xe siêu vẹo một lúc sau thì cũng dần dần quen tay. Lại thêm một lúc nữa lúc lái xe chắc tay rồi hắn còn vừa nghênh ngang đạp xe giữa đường quốc lộ vừa vui sướng gạo giống một bài hát dân gian, đột nhiên hắn lại cảm thấy vừa đạp xe đạp vừa ngắm cảnh ca hát cũng có cái thú riêng, định bụng lúc nào về Giang Thành nhất định phải tậu một chiếc xe đạp, lúc nào rảnh rỗi liền đèo mấy hồng nhan chi kỷ đi tản bộ hóng mát, coi bộ cũng có phần lãng mạn riêng. Nhưng chẳng mấy chốc Trương Dương mới hiểu ra trên đời này chẳng có được mấy khi lãng mạn thơ mộng như vậy. Lúc nãy trời còn quang đáng vậy mà nhoáng một cái bầu trời càng lúc càng trở nên tối sầm lại, gió mạnh thổi ào ào liên tục, các hạt mưa đá rơi rào rào không ngớt. Trần Tuyết ngồi phía sau còn đỡ, chứ Trương Đại Quan Nhân thì phải dơ mặt lên đón gió hứng mưa đá, đến nỗi không tài nào mở mắt ra được, chỉ biết cắn chặt răng cố sức đạp lấy đạp để. Trần Tuyết định kêu Trương Dương đổi chỗ để nàng lên lai nhưng lại bị Trương Dương thẳng thừng cự tuyệt. Từ trước tới nay hắn vẫn trung thành với chủ nghĩa nam quyền, càng những lúc khó khăn thì nam nhi càng phải dũng cảm đứng trước gánh chịu không được cái kiểu núp váy đàn bà. Nói thì nói vậy thôi chứ dù là đại cao thủ Võ Lâm có sức mạnh vô địch đi chăng nữa cũng chẳng thể nghịch thiên được, liên tục đối đầu với uy lực của thiên nhiên rất nhanh Trương Dương cảm thấy xuống sức dần. Hơn nữa đường giờ toàn nước mưa, hắn cũng không dám đạp nhanh, giờ Trần Tuyết phải ôm sát người Trương Dương, dựa người vào lưng hắn mới tránh gió tránh mưa được. Tuy mưa đá không nặng hạt lắm nhưng cũng khiến tầm nhìn trở nên mờ nhạt hẳn đi, Trương Dương phải dừng lại vài lần để xem lại biển báo giao thông không sợ rằng lại đi lạc nữa thì xui tận mạng nhưng không xui tận mạng thì lại là họa vô đơn trí lúc sắp đến đoạn hết đường đèo đồi núi thì bỗng nhiên một chiếc xe jeep bật đèn pha sáng trưng chạy vù vù trong mưa lao nhanh về phía trước chẳng biết có phải người kia cố ý hay không mà lúc chuẩn bị chạy vượt qua hai người trương dương thì chiếc ô tô kia lại hơi đánh sát vào hai người bọn họ trương dương hoảng hốt vội vàng quật xe lái sang một bên tránh chiếc xe jeep kia chạy vượt qua hai người trương dương rồi lại chỉnh lại chạy đúng giữa đường tiếp tục chạy vun vút trong màn mưa do quá hoảng hốt mà trương dương bị mất tay lái đâm thẳng đầu xe vào ba rem chắn đường cả trương dương lẫn trần tuyết đều ngã lăn ra đất trương dương không bị việc gì liền bật dậy tiện tay nhặt viên gạch bên đường ném mạnh về phía chiếc xe jeep đang chạy đằng trước chỉ tiếc chiếc ô tô kia chạy quá nhanh nên chẳng mấy chốc liền mất hút trong màn mưa hiển nhiên trương dương chẳng thể nào ném chúng được bất quá trương đại quan nhân cực kỳ tinh mắt chỉ một thoáng như vậy thôi cũng nhìn rõ rồi ghi nhớ thật sâu vào trong đầu không may mắn như trương dương Trần Tuyết ngồi sau nên không có chuẩn bị trước lúc xe bị nghiêng rồi đổ nàng vẫn ngồi im trên xe mới bị xe đè lên dẫn tới bị đau phần mắt cá chân. Bánh trước xe đạp do đâm mạnh vào ba rem chắn đường mà méo đi khó có thể đi được nữa. Nhìn chiếc xe Jeep kia chạy mất dạng Trương Dương liền vội vàng quay lại cúi xuống kiểm tra vết thương của Trần Tuyết, cũng may chỉ là vết thương nhẹ, không chạm đến gân cốt. Nàng vừa xoa xoa vết đau ở chân vừa nhìn Trương Dương cười khổ, xem ra lúc nào ta cũng phải giữ khoảng cách với người mới được mỗi lần thấy ngươi lại y rằng ta lại gặp chuyện không may. Nhìn chiếc xe méo mó nằm trỏng trơ dưới đất, Trương Dương chỉ còn biết lắc đầu cười khổ. Xe đạp hỏng không đi được, chân trần tuyết lại đau, Trương Dương đành phải cõng người đẹp chậm rãi đi tiếp. Cũng may giờ trời chuyển thành mưa tuyết nhẹ nên dù vừa cõng trần tuyết vừa đi bộ Trương Dương cũng không cảm thấy cực nhọc như lúc nãy. Đi thêm khoảng hơn một tiếng nữa mới xuống đến chân núi, lúc nhìn lại thì cũng mới có 5 giờ chiều nhưng sắc trời đã tối mịt trương dương khá tinh mắt nên mới có thể nhìn xuyên qua màn mưa tuyết thấy mờ mờ một quán cơm ven đường hắn quay đầu lại hỏi chúng ta ngồi nghỉ ăn chút gì đã đi vừa cõng trần tuyết trên lưng vừa đi bộ một quãng xa như vậy trương dương cũng thấy khá mệt rồi trần tuyết gật gật đầu đồng ý trương dương lại chậm rãi cõng trần tuyết đến quán cơm trước mặt lúc đến nơi mới biết hóa ra đây là một quán lẩu trương dương lại đảo mắt nhìn bãi đỗ xe một chút rất nhanh liền nhận ra chiếc xe jeep lúc nãy để chắc ăn hắn nheo nheo mắt lại nhìn kỹ lại biển số của chiếc xe kia, quả nhiên chính là chiếc xe lúc nãy trên sơn đạo cố ý ép hai người bọn họ vào lề đường. Trương Dương nhếch mép cười lạnh một tiếng, quả nhiên lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Mẹ nó chứ, làm chuyện xấu xong định cong đuôi bỏ chạy mà được sao? Lão tử hôm nay muốn xem các ngươi chạy được đi đâu. Trần Tuyết nhìn theo ánh mắt của Trương Dương liền nhận ra chiếc xe Jeep ban nãy quệt vào xe đạp của mình, lại nhớ đến tính tình thằng nhãi này không sợ trời cũng chẳng sợ đất bất kể là giang thành đông giang hay cả bắc kinh hắn cũng đều có gan làm loạn chẳng e ngại điều gì nghĩ đến đây nàng liền nhỏ giọng khuyên nhủ thôi bỏ đi trương dương tươi cười quay lại nói có gì đâu chỉ là việc còn con thôi đói rồi cứ cơm nước xong xuôi rồi nói chuyện sau cũng được vừa nói trương dương vừa đặt trần viết xuống rồi chậm rãi đi tới chỗ đậu chiếc xe jeep kia rồi lấy con dao nhỏ bên hông ra nhanh nhẹn tặng cho mỗi chiếc lốp xe một đao, rất nhanh bốn chiếc lốp xe xì hơi xẹp lép cả xuống, đến cả chiếc lốp xe dự phòng treo bên cạnh xe cũng bị thằng nhãi này tiến một đao thành phế thải luôn. Xong xuôi mọi việc hắn lại quay lại chỗ Trần Tuyết cười tủm tỉm nói, "Được rồi, chúng ta đi ăn cơm trước, để xem đám tôn tử này còn chạy đi đâu được nữa." Trần Tuyết đứng một bên nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi âm thầm thở dài, xem ra hai chữ khoan dung chẳng bao giờ có trong từ điển của hắn cả trên Bắc Kinh thường thịnh món lẩu thịt dê nên quán lẩu này đặc sắc nhất cũng là lẩu dê. Trương Dương kêu một nồi lẩu dê cùng ít rau xanh, hai người bình thản ngồi ăn uống. Trần Tuyết len lén nhìn đánh giá lại Trương Dương một chút, nàng cũng nhận ra tính nhẫn nại của hắn tăng hơn trước không ít, chứ nếu là trước kia thì hắn đã hùng hổ đạp cửa sông thẳng vào tìm gã tài xế lái chiếc xe Jeep kia trả thù rồi. Có lẽ do lúc nãy vừa đạp xe ngược gió lại còn phải cõng Trần Tuyết đi một đoạn dài nữa nên giờ mất sức, cả bữa ăn Trương Dương cứ ăn lấy ăn để dường như đã quên mất sự việc xảy ra ban nãy. Đương nhiên Trần Tuyết không cho rằng thằng nhãi này mải ăn mà quên thù, đây cũng chỉ là điểm lặng gió trước cơn bão lớn mà thôi. Hắn ăn uống no say, có sức lại rồi thì thể nào cũng có một hồi đại chiến không nhỏ. Tiều Bằng Phi cùng 7-8 người nữa vây quanh đi xuống cầu thang, hắn cũng không để ý Trương Dương đang ngồi hùng hục ăn ở một góc trong đại sảnh chẳng biết là do trùng hợp hay do ông trời trêu ngươi mà chủ nhân chiếc xe jeep bị đâm thủng bốn lốp ngoài kia chính là kiều bằng phi chẳng là hôm nay hắn cùng đám bạn lên hương sơn du ngoạn trên đường về lại trùng hợp gặp ngay trương dương đang đạp xe lai trần tuyết kiều bằng phi thì không có ý gì nhưng gã đồng bạn đi cùng lại là sư đệ của kiều bằng phi mà gã này cũng được tận mắt chứng kiến kiều bằng phi xung đột với trương dương lần trước hôm nay hắn là người cầm lái cho nên mới cố ý hơi tạt xe ép dọa thằng nhãi Trương Dương kia một trận để xả giận dùng sư huynh, đương nhiên hắn không dám làm thật, nếu như chẳng may xảy ra án mạng thật thì hắn phải đi tù chứ chẳng chơi. Cũng may do bát quái môn ở gần đây nên Kiều Bằng Phi mới hẹn mấy sư huynh sư đệ đồng môn ăn cơm ở đây nên Trương Dương mới gặp được hắn. Do Trương Dương cứ cắm đầu cắm cổ ăn nên đám người Kiều Bằng Phi không chú đến đến. Còn Trương Dương vừa thấy Kiều Bằng Phi liền thầm đoán trong lòng chắc hẳn thằng nhãi kia định bụng trả thù mình lần trước nên mới chơi ác như vậy. Đúng thật là oan ra ngõ hẹp, chắc thằng nhãi kia cũng không ngờ vừa định dùng xe tông mình xong lại đụng mặt mình ngay ở đây. Lúc đám người Kiều Bằng Phi ra đến chỗ để xe liền giật mình sửng sốt, toàn bộ bốn bánh đều xẹp lép, mà trên bánh xe rõ rảnh rảnh có vết dao đâm to đùng, một gã trong đám người nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi giận tím mặt quay đầu nhìn xung quanh gào lớn, là tên hỗn đản nào làm vậy. Trong lòng Kiều Bằng Phi cũng thấy kinh hãi, người đầu tiên hắn nghĩ tới là Trương Dương, bởi vì người khác sẽ không vô duyên vô cớ đi đâm thủng lốp xe ô tô của hắn. Hắn cũng giống như đám bạn nhìn xung quanh xem có thấy ai hay không. Ngay lập tức một giọng điệu uể oải của Trương Dương từ phía sau vang lên, Kiều Bằng Phi, người đang tìm ta hay sao? Kiều Bằng Phi xoay người nhìn sang chỗ khác, trong lòng thì lại thầm kêu không ổn. Trương Dương mặc áo khoác da màu đen lẳng lặng đứng ngạo nghễ trong màn mưa tuyết, khuôn mặt anh tuấn toát lên vẻ cương nghị rắn giỏi, hai ánh mắt đầy thâm thúy nhìn thẳng Kiều Bằng Phi. Sát khí bức người vô hình nhanh chóng phủ chụp xung quanh người Kiều Bằng Phi, tuy rằng khoảng cách giữa hai người khoảng 15 thước nhưng Kiều Bằng Phi vẫn thấy lạnh cả người. Tính cả hắn lẫn đám sư huynh sư đệ xung quanh tới tận 8 người, bên kia chỉ có một mình Trương Dương nhưng khí thế của hắn lại có phần lấn áp. Từng giao đấu với Trương Dương nên Kiều Bằng Phi là người hiểu rõ nhất sức chiến đấu của thằng nhãi biến thái kia, cho dù có thêm 7 người nữa nhưng Kiều Bằng Phi vẫn không cảm thấy một phần 10 nắm chắc đánh thắng trận này. Ngoài Kiều Bằng Phi ra thì cả đám người sư huynh sư đệ của hắn chưa giao thủ với Trương Dương lần nào, hơn nữa thằng nhãi kia chỉ có một mình nên cả đám liền hùng hùng hổ hổ lớn tiếng quát tháo, ngươi là người đâm thủng lốp xe bọn ta. Trương Dương không trả lời mà lại tủm tỉm cười hỏi ngược lại, lúc nãy ai là người lái xe? Hùng Khai Loan chính là người cầm lái lúc nãy, hắn cắn chặt răng suy nghĩ một chút, có nhiều đồng môn sư huynh ở đây nên hắn cũng không sợ mà ngang nhiên đi ra khỏi hàng lớn tiếng nói là ta cầm lái thì sao nào? Trương Dương chậm rãi bước đi trên nền tuyết mịn, mỉm cười nói ta cho ngươi một cơ hội, ngay bây giờ ngươi quỳ xuống trước mặt ta, ngoan ngoãn dập đầu ba cái thật kêu, ta liền bỏ qua sự việc vừa rồi bát quái môn ngay gần đây chẳng khác gì nhà ngay gần đây, đương nhiên cả đám đệ tử bát quái môn sẽ thấy tự tin hơn rất nhiều, huống chi bọn họ lại người đông thế mạnh, còn thằng nhãi con kiêu ngạo kia lại chỉ có một mình, thử hỏi sao bọn họ có thể nhịn cho được. Một gã nóng tính trong đám không nhịn được dẫn đầu vọt lên trước lớn tiếng nói, tiểu tử thối, người tưởng mình là ai? Trương Dương đợi ngay đúng lúc huy trưởng đánh tới, thân hình hắn liền nhoáng lên một cái như quỷ mị tiến sau mà lại nhanh hơn chế trụ cánh tay phải tung trưởng của đối phương, tay trái liền đó tung một quyền như sấm sét đánh vào ngay bụng gã kia. Sau khi hạ thủ xong gã đầu tiên, Trương Dương liền xoay người đá hậu về phía sau chúng giữa ngực một gã đệ tử bát quái môn khác cũng lao lên ngay sau gã đầu tiên. Gã thứ hai kia chưa kịp nhìn thấy gì đã thấy trước ngực mình đau bốt rồi cả người không tự chủ được bay ngược về phía sau ngã xuống mặt tuyết dày. Người trong nghề chỉ cần nhìn đối phương ra tay cái liền nhận ra có phải cao thủ hay không. Trương Dương chỉ đơn giản một quyền một cước liền cho hai đồng môn sư huynh nằm thẳng đơ, tất cả mọi người đều bắt đầu nhận ra tiểu tử kia lợi hại cỡ nào. Từ đầu đến cuối kiểu bằng phi cũng không có ra tay, trong cả bọn hắn là người hiểu rõ thực lực của Trương Dương nhất. Hắn biết, cho dù hắn có sông lên giúp đồng bọn thì cũng chỉ rước lấy nhục như lần trước mà thôi. Hùng Khai Loan là người khơi mào chuyện này cũng không dám sông lên mà lại trốn sang một bên lén lút gọi điện thoại, chẳng mấy chốc trương dương đã tới bên người tên hùng khai loan là người thừa nhận lúc nãy lái xe hùng khai loan thấy trương dương áp sát liền vội vàng tung bừa một quyền ra trương dương nhếch mép cười nhạt chẳng cần tránh mà do tay trái lên đỡ rồi tay phải nhẹ tung trưởng vào phần trên cánh tay của hùng khai loan hùng khai loan rú lên một tiếng đau đớn tay trái ôm chặt cánh tay phải bị chật khớp nhìn sư đệ bị trương dương ra tay hiểm ác kiều bằng phi biết mình không thể không ra mặt bằng không chỉ sợ sau này sẽ bị sư huynh đệ trong sư môn coi khinh hắn vừa thầm hạ quyết tâm, đang định xông lên giao đấu với Trương Dương thì lại bị Trương Dương chừng mắt lạnh lùng nói, ta làm việc của ta, nếu các ngươi không tiếc thể diện của mình, chọc giận ta thì đừng có trách ta không nể tình nương tay bất kỳ kẻ nào. chương 245, Sự kiện đâm xe liên hoàn Ngay lập tức có hơn 10 hán tử khác đều mặc đồ thể thao hùng hổ xông vào quán lẩu. Cầm đầu đám người chính là tam sư huynh của Kiều Bằng Phi tên Sử Anh Hào hắn vừa biết tin các sư đệ phát sinh xung đột với ngoại nhân ở quán lẩu Sơn Thành nên mới vội vàng chạy tới hỗ trợ. Vừa nhìn thấy Trương Dương ngạo nghễ đứng một chỗ, nội tâm sử anh hào nhất thời trầm xuống rất nhiều. Trước đây hắn từng khiêu chiến với Trương Dương ở Giang Thành, nếu như không phải Trương Dương cố ý nương tay giữ lại cho hắn vài phần mặt mũi thì e rằng hắn cũng phải thảm bại thê thảm. Hắn cũng từng nói qua với cha chuyện lần đó, nhưng hắn lại không ngờ Trương Dương đột nhiên lại lên Bắc Kinh, hơn nữa lại còn phát sinh xung đột với đám sư đệ của mình. Trương Dương quét mắt nhìn cả đám khoảng chục người vừa mới chạy tới cười tủm tìm nói tốt. Tốt lắm, tưởng có thể ỷ đông hiếp yếu sao. Vừa vặn hôm nay lão tử thấy ngứa ngáy tay chân, để lão tử chơi đùa với các người một lúc nữa vậy. Quả thực lần này Trương Dương thấy tức giận thật sự, ban nãy tên chó chết hùng khai loan kia cố ý tạt xe ô tô sang bên ép xe đạp mình, chẳng những xe đạp bị hỏng mà quan trọng hơn Trần Tuyết bị thương. Trương Dương buông tay Hùng Khai Loan ra cười nhạt một tiếng trầm giọng nói, các ngươi không phải là bát quái môn danh môn chính phái sao? Chẳng phải các ngươi vẫn luôn coi trọng quy củ giang hồ sao? Vậy sao hôm nay lại làm trò mèo này nhỉ? Được rồi, lên cả đi, để xem bát quái trưởng của các ngươi lợi hại hay nắm tay ta lợi hại hơn. Trước lời khiêu kích của Trương Dương lại thêm ba gã khác không nhịn được gầm lớn một tiếng đồng loạt sông lên. Trần Tuyết vẫn ngồi yên trong quán ngồi nhìn trành cảnh bên ngoài qua khung cửa sổ, Đôi mắt đẹp của nàng bình tĩnh theo dõi diễn biến tình hình bên ngoài, tuy rằng chỉ có một mình Trương Dương đấu lại gần 20 người nhưng Trần Tuyết lại không hề tỏ ra chút lo lắng nào, nàng cực kỳ tin tưởng vào thực lực của hắn, nàng tin hắn có thể chiến thắng oanh liệt trận này. Sử anh đào nhíu nhíu mày thấp giọng nói, định làm gì vậy? Tất cả lui hết sang một bên cho ta, nếu hôm nay nhiều người bát quái môn vây công một mình Trương Dương, khẳng định sẽ thành trò cười cho thiên hạ, sử anh hào lễ phép hướng trương dương ôm quyền nói trương tiên sinh lần trước chúng ta còn chưa đánh xong tiện đây tôi xin lãnh giáo hai chiêu trương dương mỉm cười hòa ái trả lời lại sử sư phó quả nhiên có đảm lược đáng tiếc ta lại không có hứng thú đánh từng người các ngươi một trời cũng sắp tối rồi các ngươi lên cả một lượt đi giải quyết mau chóng ta còn đi ăn cơm tiếp những lời cuồng ngạo của trương dương tỏ rõ sự khinh người đến cực điểm sử anh hào giận tím mặt hắn cũng không ngờ thằng nhãi kia lại ác khẩu đến vậy. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng như sư tử thức giấc, rồi thoát cái tung trưởng nhắm hướng Trương Dương đánh tới. Ngành tiếp một trường đầy khí thế bá đạo của Sử Anh Hào lại chỉ là một quyền cực kỳ đơn giản của Trương Dương. Chỉ là thủ thế tụ lực rồi tung quyền, một quyền cơ bản đơn giản đến không thể đơn giản hơn nhưng bên trong lại ẩn chứa lực lượng cường đại của Trương Dương những bông tuyết mềm nhẹ bay đầy trời dường như bị một quyền này của Trương Dương thu hút cứ bay có trật tự xung quanh cổ tay Trương Dương theo hình xoắn ốc. Do vài chuyện cả trước kia lẫn mới đây gộp lại nên Trương Dương mới thấy không yêu gì đám đệ tử bái quái môn, không có ý hạ thủ lưu tình, ngay chiều đầu tiên là chiêu long chiến vu giã trong bộ thăng long quyền. Chỉ trong nháy mắt dường như sử anh hào lại trở lại thời điểm một khắc cuối cùng lúc luận võ với Trương Dương ở Giang Thành. Vẫn là cái loại áp lực cực đại khiến người ta hít thở không thông, vẫn là cảm giác nặng nề như cả một quả núi đang đè xuống đến giờ hắn mới nhận ra một điều thực lực giữa mình với trương dương tranh lệch quá lớn buổi luận võ ngày đó trương dương đã nương tay quá nhiều nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tên đã lắp cùng đã dương hắn không thể không bắn hắn cố gắng không nghĩ linh tinh nữa mà tập trung hết mức vào trận đấu lúc còn cách trương dương một khoảng nhất định hắn liền lật tay biến chiêu chuyển trưởng thành chém vào cổ tay trương dương nếu là người bình thường chúng chiêu này nhẹ thì tê liệt bàn tay chật khớp, nặng thì dạng xương, nhưng trương đại quan nhân đâu giống người thường, hắn căn bản không thèm để ý cũng chẳng thèm tránh né mà một quyền như sấm sét vẫn cứ mạnh mẽ tiến thẳng về phía trước ngay trước mặt sử anh hào. Sử Anh Hào đang định chuẩn bị đánh vừa một quyền mong rằng hóa giải được phần nào lực lượng một quyền kia của Trương Dương. Nhưng bỗng nhiên hắn lại cảm giác bị người khác ở phía sau kéo mạnh áo một cái, cả người hắn không tự chủ được phải lui về phía sau vài bước may mắn tránh thoát một quyền kia của Trương Dương. Trương Dương là người thấy rõ ràng nhất sự việc xảy ra vừa rồi, một vị lão nhân cỡ khoảng 60 tuổi vô thanh vô tức xuất hiện phía sau sử anh hào, một tay kéo sử anh hào về phía sau còn một tay hóa trưởng đối trưởng với quyền của mình. Ngay một khắc khi trưởng quyền chạm nhau, tất cả bông tuyết bay xung quanh hai người bọn họ bị kinh lực thổi bay giặt ra, chung quanh bọn họ nhất thời xuất hiện một khoảng không tĩnh lặng, không có một bông tuyết nào trong cái khoảng không chết chóc đó. Trương Dương cũng kinh sợ không ít, không ngờ một lão giả gần đất xa trời mà có thể một trưởng đón đỡ trực tiếp chiêu long chiến vu giã của mình. Tuy rằng Trương Dương vẫn giữ lại hai phần đường sống cho Sử Anh Hào, nhưng phải biết rằng đối phương một tay kéo Sử Anh Hào ra, tay còn lại mới đối trưởng mà có thể hóa giải thế công của mình, như vậy cũng đủ thấy thực lực đối phương cường đại đến mức nào. Lão giả kia chính là trưởng môn nhân bát quái môn Sử Thương Hải. Lúc nghe tin đệ tử phát sinh xung đột với ngoại nhân hắn cũng vội vàng chạy tới, vừa vặn gặp ngay đúng lúc Trương Dương giao đấu cùng con trai. Là đại sư quyền thuật, lão chỉ liếc mắt cũng biết rằng con trai mình tuyệt không thể đỡ được một quyền như lôi đình vạn quân của Trương Dương nên ngay thời điểm mấu chốt hắn phải ra tay cứu con trai một mạng. Trong bề ngoài thì hắn vẫn tỏ ra ung dung tự tại nhưng nào ai biết kinh lực một quyền kia của Trương Dương cũng khiến khí huyết hắn nhộn nhạo, trong lòng hắn cũng thấy kinh hãi không thua kém gì Trương Dương. Tuy rằng trước đây Sử Thương Hải từng nghe con trai kể qua sự lợi hại của Trương Dương nhưng lão cũng chỉ nửa tin nửa ngờ, thử hỏi một tiểu tử mới ngoài 20 tuổi, đầu còn chưa ráo máu, cho dù có tu luyện từ trong bụng mẹ đi nữa thì bất quá cũng chỉ được tầm 20 mấy năm công lực là hết cỡ. Nhưng kinh lực một quyền vừa rồi của Trương Dương so ra còn có phần nhìn hơn lão, khó trách đồ đệ cùng con trai đều đại bại trong tay hắn. Sử thương hải mỉm cười nhẹ nói, thanh niên trẻ tuổi xảy ra chút xung đột lão già như ta cũng không tiện can thiệp, từ phong thái cùng lực đạo một trưởng vừa rồi Trương Dương cũng đoán trưởng lão giả kia chính là trưởng môn nhân bát quái môn sử thương hải. Vừa rồi sử thương hải hiển lộ thực lực khiến Trương Dương thấy coi trọng vài phần, nên cũng không lớn tiếng khoa trương như lúc nãy, mà chỉ mỉm cười khiêm tốn nói, yêu trẻ kính lão là đức tính tốt của người Trung Quốc chúng ta, lão nhân ra ngài cứ yên tâm, tôi làm việc có rất nguyên tắc sử thương hải gật gật đầu rồi chậm rãi đi đến bên cạnh hùng khai loan thở dài một hơi khai loan sao con lại không cẩn thận như vậy vừa nói một tay lão nắm cổ tay hùng khai loan tay còn lại đỡ đầu vai hắn nhẹ nhàng dùng lực một chút khiến đoạn chật khớp trở lại vị trí cũ trương dương nhìn một màn này không khỏi thầm khen trong lòng quả nhiên lão giả trưởng môn bái quái môn không phải hư danh có bản sự không nhỏ chút nào a à. hùng khai loan vừa thấy sư phụ như đứa con trai bị người ta bắt nạt gặp cha hắn khóc ròng ròng lớn tiếng kể khổ với sư phụ, sư phụ. Chính hắn đánh con, hắn còn nói phải giáo huấn môn đồ bái quái môn của chúng ta nữa. Sử thương hải nhíu nhíu mày trầm giọng hỏi ngược lại, ta thấy vị tiểu huynh đệ này không phải là người không biết phân rõ phải trái. Người nói đi, có phải các ngươi đã đắc tội gì với người ta hay không? Nói xong lão lại chuyển ánh mắt nhìn kiều bằng phi đứng một bên. Từ trước tới nay Kiều Bằng Phi vẫn luôn kính trọng nể sợ vị sư phụ này từ tận trong tâm can phế phủ, hắn cúi đầu vòng tay ôm quyền đứng yên trong mưa tuyết không dám nói một lời. Sử thương hải lại chuyển ánh mắt nhìn về phía Trương Dương rồi mỉm cười thân ái nói, tiểu huynh đệ, vậy lão hủ đành mạn phép hỏi cậu đến tột cùng đám đồ đệ không ra gì của lão đã đắc tội gì với cậu. Có chuyện gì thì cứ bình tĩnh thương lượng hòa giải, không nên hơi một tí lại động thủ như vậy ảnh hưởng đến hòa khí đôi bên, nói chuyện với một người có khí độ như sử thương hải, đương nhiên Trương Dương cũng đáp lễ lại đầy đủ không làm những điều quá phận như bình thường. Hắn vươn tay chỉ thẳng mặt Hùng Khai Loan nói, không bằng ngài cứ nên hỏi hắn đi. Hùng Khai Loan mấp máy môi run, run run giọng nói, sư phụ, chẳng là lúc nãy bọn con chạy xe từ trên hương sơn xuống, đến đoạn rẽ ngoặt xe ô tô bọn con chạy ngang qua xe đạp của hắn. Có lẽ lúc đó hắn hoảng loạn mất tay lái mà đâm vào ba rem chắn đường rồi ngã xuống đường quả thực bọn con chưa hề đụng vào hắn nhưng hắn lại đâm thủng bốn lốp xe bọn con sử thương hải nghe đến đó cũng cơ bản hiểu được đầu đuôi sự việc ra sao lão lại chuyển hướng nhìn sử anh hào thấp giọng nói anh hào có mang tiền theo không sử anh hào gật gật đầu sử thương hải lại nói ngươi xem xe đạp người ta hỏng hóc thế nào thì bồi thường lại cho người ta bình thường ta dạy dỗ các ngươi thế nào oan ra nên giải không nên kết đã thế các ngươi lại kéo bè kéo lũ hết đến đây gây rối quán người ta là sao? Những lời này của hắn nghe như đang giáo huấn đổ đệ nhưng thực tế ngay cả Trương Dương cũng bị hắn nói đến. Trương Dương cũng chẳng muốn đứng đây nghe vị trưởng môn nhân kia dạy dỗ đổ đệ nên lững thững trở lại quán lẩu dẫn Trần Tuyết đi ra. Sử Anh Hào đi tới bên người Trương Dương thấp giọng nói, xe đạp sửa mất bao nhiêu, để ta bồi thường cho ngươi. Trương Dương lắc lắc đầu cười nói, vốn dĩ ta cũng chẳng cần chút tiền này, hắn quay lại nhìn Hùng Khai Loan lạnh lùng nói tiếp, đừng có ỉ vào có xe hơi là có thể tùy tiện đụng người. Cũng giống như việc nếu như ngươi có võ công cái thế thì ngươi có thể tùy tiện giết người được sao? Thân là võ giả ngay cả chút phẩm hạnh đó cũng không có, ta thấy ngươi học võ cũng bằng phí mà thôi. Nói xong câu đó hắn liền xoay lưng dẫn Trần Tuyết bỏ đi. Từ đầu đến cuối trên mặt sử thương hải vẫn bao phủ một lớp sương mờ, đợi đến khi thân ảnh Trương Dương khuất dạng trong màn mưa tuyết, lão mới tức giận mắng tất cả trở về cho ta. Lúc Trương Dương trở lại nhà cố giai đồng thì đã là 10 giờ 30 tối, bởi vì di động hết pin nên từ chập tối cố giai đồng gọi mãi cho hắn nhưng đều không được. Nhìn cả người hắn đều bị tuyết bao phủ nàng không suy nghĩ gì mà nhào thẳng vào lòng hắn ỉ ôi, sao mãi muộn như vậy mới chịu về. Khiến ta lo lắng lắm đó biết không? Trương Dương cười cười thân thiết hôn nhẹ lên má nàng một cái, sao phải lo lắng chứ? chẳng phải tình hình chị An của Bắc Kinh tốt lắm hay sao? Cố gia Đồng giúp hắn bỏ áo khoác ngoài ra, Ôn Nhu nói, người đã ăn cơm chưa? Để ta vào chuẩn bị lại một chút, chỉ cần hâm nóng là ăn được thôi. Lúc nãy ở bên ngoài ta đã ăn chút đồ rồi, cũng do chân Trần Thuyết bị thương nên ta phải đưa nàng ta về trường Đại học Thanh Hoa, bởi vậy mới về muộn như vậy. Trương Dương cũng không nhắc tới sự việc xảy ra trên đường gần đây cố giai đồng cũng gặp không ít chuyện phiền lòng rồi nên hắn không muốn nàng phải lo nghĩ nhiều nữa cố giai đồng nhẹ kéo cánh tay hắn ngồi xuống ghế sofa thấy sắc mặt nàng khá tốt trương dương liền cười hỏi sao rồi có phải có tin tốt nào không cố giai đồng gật gật đầu nhẹ giọng nói hôm nay ta cùng luật sư đến thăm thái húc đông vậy mà hắn lại có vẻ như không muốn tiếp tục truy cứu chuyện này nữa trương dương đã sớm dự đoán thái húc đông sẽ lựa chọn thái độ như vậy Hắn vẫn còn cần thuốc trị thương của mình, hơn nữa mình vẫn đang nắm trong tay những tấm ảnh chụp không hay ho gì của hắn với Lâm Ngọc Văn, nếu để lộ chuyện này khẳng định thái gia sẽ mất sạch mặt mũi. Tuy rằng trong chuyện này hắn là người bị hại, vậy mà lại đi tranh giành một nữ tử phong trần rồi để bị người ta đâm trọng thương, là một cán bộ nhà nước, một đảng viên ưu tú vậy mà lại để xảy ra chuyện này, khẳng định sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tiền đồ sau này của hắn. Sự việc gần được điều tra sáng tỏ, Thái Húc Đông lại càng tỏ ra thấu hận Vương Học Hải cực độ, chính hắn mới là thủ phạm thực sự đứng đằng sau thôi diễn tất cả mọi việc, Thái Húc Đông cho rằng hắn bày lắm trò như vậy chính là để trả thù việc mình có quan hệ không rõ ràng với Lâm Ngọc Văn. Trương Dương lại nói, luật sư nói thế nào, quan toàn sẽ đưa ra phán quyết với Minh Kiện ra sao? Cố Gia Đồng nhẹ giọng kể lại, luật sư nói rằng các bằng chứng hiện tại rất có lợi cho Minh Kiện tuy rằng không thể giúp nó hoàn toàn thoát khỏi tội danh nhưng với tình huống hiện nay thì mức phạt sẽ không vượt quá 3 năm. Trương Dương thở vào một hơi nhẹ nhõm ngả người tựa ra phía sau ghế sofa nói, cuối cùng cũng giải quyết ổn thỏa được chuyện này, chỉ có điều không biết thằng khốn vương học hải kia trốn ở chỗ nào rồi. Ta nghe luật sư nói qua, hiện tại những chữ cứ chúng ta nắm giữ cũng không thể chứng minh được rằng chuyện này là do vương học hải bày ra, muốn dùng pháp luật chế tải hắn xem ra rất khó trương dương nhếch mép cười lạnh một tiếng hạng người như hắn lúc làm chuyện xấu làm gì thèm để ý đến pháp luật cơ chứ nếu hắn vẫn còn biết sợ pháp luật thì đã chẳng làm những việc trái pháp luật mọi chuyện xảy ra dù có phải hay không do vương học hải trương dương đều đổ tất lên đầu hắn đối với một tên làm việc mà không từ mọi thủ đoạn đê tiện như vương học hải trương dương cũng chẳng cần phải làm người tốt chơi đẹp làm gì đối phó với hạng người như thế thì phải dùng cách của hắn thường làm dạy cho hắn một bài học nhớ đời như vậy sau này hắn mới ngoan ngoãn không dám làm bậy nữa cố dài đồng mâm mân đôi anh đào của mình nhẹ giọng nói tuy rằng cha ta không nói gì nhưng sở dĩ minh kiện bị như ngày hôm nay cũng có một phần trách nhiệm của ta nếu như từ đầu ta nói rõ cho cha biết nó bị nghiện thuốc phiện thì có lẽ nó sẽ không đến nông nỗi như vậy trương dương để cố dài đồng tựa vào đầu vai mình rồi khẽ vuốt mái tóc dài của nàng ta đã nói với ngươi rồi giờ minh kiện đã là một người trưởng thành Hắn phải có trách nhiệm với toàn bộ những hành động của hắn. Ta nghĩ sau khi trải qua chuyện này, hắn mới chân chính trưởng thành hơn được." Cố Gia Đồng suy nghĩ một chút rồi nói, "Chờ sau khi chuyện này kết thúc, ta liền đem câu lạc bộ Đại Dương Xanh toàn bộ giao cho hắn, không can thiệp vào bất kỳ chuyện gì nữa." Trương Dương không cho rằng như vậy liền lắc lắc đầu, điều hắn khiếm khuyết chính là tính tự lập chứ không phải sự nghiệp. Nếu hắn không thể học được tính tự lập, cho hắn cả một núi vàng hắn cũng sẽ chỉ có thất bại mà thôi lời này của trương dương chính là đi thẳng vào vấn đề thực tế nhất cũng bởi vì bên cạnh hắn có quá nhiều người luôn quan tâm lo lắng đến hắn mà điều đó lại vô tình trở thành một loại áp lực vô hình khiến hắn mới nóng lòng tìm cách thể hiện bản thân chính sự nông nổi bốc đồng này đã bị vương học hải lợi dụng nếu cố giai đồng lại giao đại dương xanh cho hắn thì chẳng khác trước là mấy chưa chắc đó đã là chuyện tốt với hắn nghe trương dương nói xong cố giai đồng liền trầm mặc suy nghĩ lại nhưng nàng vẫn thấy lo lắng cho em trai mình nhưng minh kiện nó, nó chỉ có hai bàn tay trắng. Trương Dương mỉm cười khuyên nhủ, trước thì chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng hiện giờ hắn có những trải nghiệm của cuộc đời, có những bài học khó quên, đối với hắn mà nói đó mới chính là của cải quý giá nhất. Cố dài đồng ngẩng đầu nhìn Trương Dương nhoẻn miệng cười nói, Trương Dương, ta hiểu rồi. Từ nay về sau ta sẽ không nhúng tay vào việc riêng của Minh Kiện nữa. Tuy rằng hôm sau tuyết vẫn rơi mạnh nhưng Trương Dương vẫn quyết định lái xe quay về Giang Thành. Chuyện của Cố Minh Kiện đã cơ bản giải quyết xong, nghĩ lại chính mình ở Bắc Kinh không có việc gì làm, hơn nữa bên Giang Thành cũng không ít lần gọi điện kêu hắn về. Trước khi đi Trương Dương cũng không quên tới thăm hỏi rồi nói lời chào hai vợ chồng Đỗ Sơn Khôi. Đỗ Thiên Giã không chỉ là hảo bằng hữu mà còn là lãnh đạo, bất kể là chuyện công hay tư Trương Dương đều phải tới bái phỏng hai lão nhân ra một chút. Mãi đến khoảng 10 giờ sáng, Trương Dương mới bắt đầu lái xe rời khỏi Trương Dương trở về quê nhà trên đường Trương Dương cũng không quên đánh điện gọi cho hình triệu huy dục hắn kêu cục an ninh quốc gia nhanh chóng tìm xem Vương Học Hải đang chui giúp ở xó xỉnh nào. Sang thành cách Bắc Kinh tới tận 800 km, nếu như thời tiết bình thường thì chạy xe cũng phải mất khoảng 6, 7 tiếng đồng hồ, nhưng phía Bắc Trung Quốc lại mới có đợt tuyết rơi đầu tiên, mặt đường bị tuyết phủ hoàn toàn, chạy xe rất không an toàn. Trương Dương cẩn thận chậm chậm lái xe đi được khoảng hơn 200 km thì trời lại bắt đầu tối sầm lại, rồi bắt đầu từng hạt mưa lớn rơi xuống, nhiều hạt rơi xuống cửa kính xe chẳng mấy chốc liền hóa thành băng. Mặt đường cũng vì trận mưa lại kết thành một lớp băng dày mới. Nhìn bầu trời đen kịt không có dấu hiệu sẽ sớm tan, Trương Dương thầm kêu không tốt, không ngờ lại gặp ngay hôm thời tiết xấu như vậy, sớm biết như vậy đã không chọn hôm nay về gian thành làm gì. Đang nguyên man suy nghĩ đột nhiên lại thấy chiếc xe chạy đằng trước ngừng phát lại, Trương Dương cuống quyết đạp phanh lại nhưng do trời mưa nên mặt đường mới có một lớp băng nữa khiến lực bám của lốp xe với mặt đường giảm xuống đến mức tối thiểu. Chiếc xe không dừng lại ngay mà trượt cả một quãng dài, cũng may xe của Trương Dương cách chiếc xe chạy đằng trước một đoạn khá xa nên xe dừng lại cách chiếc xe kia một khoảng chưa đầy mưa thước. Nhưng không đợi Trương Dương cảm tạ trời đất thì một chiếc Lexus từ phía sau đâm thẳng vào đuôi xe hắn khiến chiếc xe díp lại trượt tiếp về phía trước. Dầm, một tiếng, đầu xe của Trương Dương đâm thẳng vào phía sau chiếc xe khách đằng trước cả phần đầu xe bẹp rúm cả đi. Tuy Trương Dương không đeo dây an toàn nhưng cũng may xe chỉ bị xe phía sau tông phải nên tốc độ không nhanh, bằng không hắn đã bị văng thẳng về phía trước rồi chứ chẳng chơi. Trương Dương phải ngồi nghỉ một lúc cho đỡ chóng mặt rồi mới đưa tay mở cửa xe bước xuống, nhìn chiếc Lexus đâm phía sau xe mình phần đầu cũng bị bẹp rúm cả đi lại không ngừng nhỏ nước xuống mặt đường, khó thì bốc lên mù mịt, xem chừng kết nước động cơ bị thủng rồi, e rằng khó có thể chạy tiếp được nữa. Trương Dương đi sang bên ngó nhìn lên phía trước thì thấy một hàng dài có khoảng hơn hai chục chiếc xe nối đuôi đâm vào nhau. Lúc này từ trong chiếc Lexus đâm phía sau xe Trương Dương có đôi vợ chồng vội vàng mở cửa xe ra hoảng sợ chạy lên phía trước chỗ Trương Dương đang đứng. Đường vẫn còn rất trơn, người chồng kia không cẩn thận liền trượt té ngã sấp mặt xuống đất. Trương Dương quay đầu nhìn lại thì hóa ra một chiếc xe tải lớn đang đạp phanh nhưng cũng bị trượt dài trên đường rồi đâm thẳng vào phía sau đuôi chiếc Lexus. Bảo sao đôi vợ chồng kia lại hoảng sợ chạy ra khỏi xe như vậy. Trương Dương tiến tới đỡ người đàn ông bị ngã dậy, rồi dìu hắn đứng tránh sang một bên đường. Chẳng mấy chốc tính từ chỗ xe Trương Dương thì lại có hơn chục chiếc xe khác nối đuôi đâm vào nhau, hiện trường giờ thành một mảng cực kỳ hỗn độn. Người đàn ông kia vẫn chưa thấy hết hoảng sợ, hắn vừa thở hổn hển vừa đưa mắt nhìn chiếc Lexus của mình cả đằng trước lẫn phía sau đều bẹp dúm gió, một lúc sau hoàn hồn trở lại hắn mới quay sang nói lời cảm ơn Trương Dương. Trương Dương nhẹ gật đầu cười cười, đúng lúc này cách chỗ Trương Dương đứng vài xe về phía trước, đột nhiên một chiếc xe nằm kẹp giữ đoàn xe đột nhiên lại phát nổ. Người đàn ông đứng cạnh Trương Dương thấy vậy không khỏi thở dài nói, hỏng rồi, nếu không nhanh chóng xử lý thì sợ rằng sẽ xảy ra án mạng. Người vợ nghe vậy liền dục chúng ta lên xem xem có thể giúp được việc gì hay không. Người đàn ông nghe vậy liền gật gật đầu rồi nhanh chóng trở lại chiếc Lexus của mình, vất vả một lúc sau hắn mới lôi được chiếc túi sơ cứu phía sau xe may mắn đổ bên trong không bị xây sát gì, Trương Dương thấy vậy cũng thầm đoán có lẽ người này là một bác sĩ. Phía trước loáng thoáng truyền đến tiếng kêu la thảm thiết của ai đó. Trương Dương nhíu nhíu mày nhìn về phía trước, xem chừng vụ đâm xe liên hoàn này khá nghiêm trọng, Trương Dương cũng chậm rãi tiến lên phía trước xem xét tình hình phía trên thế nào. Rất nhiều lái xe có xe gặp tai nạn ở hiện trường đều tự phát tham gia việc giải cứu những người bị nạn khác, có không ít người vẫn còn bị nhốt trong xe không cách nào thoát ra được mà nghiêm trọng nhất là chiếc xe bus chở khách bị lật nghiêng xuống đường, bên trong hơn 40 hành khách hoảng sợ kêu cứu vang trời. Hơn nữa chỗ chiếc xe bị nổ ban nãy cách chỗ này không xa, nếu lửa cháy tới đây mà vẫn chưa giải cứu hết số hành khách còn kẹt trong xe thì sợ rằng hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Trương Dương cởi áo khoác ra ra, rồi quấn xung quanh bàn tay, một quyền đánh vỡ cửa kính chiếc xe bus, ngay lập tức liền chui vào cứu ra một người phụ nữ trung niên cùng ôm một đứa nhỏ theo sau ra những người khác cũng học theo Trương Dương, dùng vật khác đập vỡ cửa kính xe bus rồi cứu từng người ra một. Ở bên ngoài cũng không ít người gọi điện cấp cứu, nhưng do mưa tuyết quá lớn, tín hiệu bị gián đoạn nên không thể gọi đi đâu được. Có người nhận ra chỗ này liền lớn tiếng nói, nơi này là Hàn Giai Thai, chung quanh đây không có người ở đâu, phải đi về phía nam 5 km nữa mới có thị trấn. Hai thanh niên trẻ tuổi nghe vậy liền sung phong chịu trách nhiệm việc chạy đi gọi người tới cứu, còn một số người khác thì bố trí vật cản trên đường để cảnh báo phía trước có tai nạn, tránh để những xe phía sau tiếp tục đâm vào nữa. Mưa tuyết càng ngày càng lớn, nhiệt độ không khí cũng giảm xuống nhanh chóng. Vì chiếc xe bus bị lật nghiên nên việc cứu người ra gặp rất nhiều khó khăn, riêng chỉ mình Trương Dương đã cứu ra được hơn 9 người, bên trong xe bus cũng chỉ còn một lão thái thái, nhưng lại nằm sấp bất động sâu bên trong xe, xem tình hình thì có vẻ như bị hôn mê rồi, gọi cả nửa ngày vẫn không thấy động đậy chút nào. Trương Dương bất đắc dĩ đành phải chui qua cửa kính xe bát không người đi tới chỗ lão thái thái nằm, giúp lão thái thái ra ngoài. Đúng lúc này thì một tiếng nổ mạnh vang lên, cuối cùng chiếc xe ngay cạnh chiếc xe bị nổ ban nãy cũng phát nổ theo, các mảnh vỡ xe nổ văng khắp nơi, ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt, mắt thường cũng có thể thấy được ngọn lửa bao trùm cả ba chiếc xe ô tô khác phía trước. Mấy chiếc bình chữa cháy nhỏ đã không còn mấy tác dụng nữa, ngọn lửa càng lúc càng cháy lớn hơn có người vội vã nhắc nhở Trương Dương nhanh chóng chui ra khỏi xe bus. Trương Dương phải vất vả lắm mới lôi được lão thái thái đến chỗ cửa sổ nhưng do lão thái thái bị ngất nên việc đưa hẳn ra ngoài qua ô cửa sổ xe là rất khó. Ngọn lửa phía sau bắt đầu lan tới gần chiếc xe bus, chỉ chớp mắt đã bao trùm hơn nửa chiếc xe bus. Đường lui bị cắt, Trương Dương chỉ có thể kho người nhanh chóng di chuyển về phía đuôi xe, thế nhưng ngọn lửa dường như có linh tính, một lưỡi lửa dài vươn ra đuổi theo ngay phía sau Trương Dương. Ngay khi Trương Dương sắp bị lưỡi lửa kia nuốt trọn thì hắn bay người phá vỡ tấm kính chắn gió phía đuôi ô tô vọt thẳng ra ngoài. Tuy thân thủ hắn cực nhanh nhưng cũng bị ngọn lửa liếm trúng quần áo. Trương Dương vừa nhảy ra khỏi xe bus, có hai người khác liền nhanh chóng cầm bình cứu hỏa chạy lại mở vòi xịt vào người Trương Dương, chẳng mấy chốc mấy chỗ quần áo bị bắt lửa đều tắt ngúm. Lại có người khác lớn giọng nhắc nhở mấy người Trương Dương nhanh chóng rời xa ra, chiếc xe bus kia có thể sẽ phát nổ bất cứ lúc nào. Trương Dương chật vật đứng dậy cùng hai người bên cạnh vội vàng chạy sang một bên. Ba người vừa mới chạy được tầm hơn chục bước thì lửa cũng bén tới bình xăng phía dưới xe bus. Ầm, um, một tiếng vang trời, chiếc xe bus phát nổ mạnh, một ngọn lửa cao hơn hai thước bốc lên trên không trung, làn sóng nhiệt lượng thổi lan về bốn phía khiến mọi người đều cảm thấy nóng rát mặt. Nhiều mảnh vỡ xe vẫn còn mang lửa cháy ngùn ngụt vang mạnh về bốn phương tám hướng một người đàn ông trung niên không chạy kịp xui xẻo bị một mảnh vỡ lớn vỏ xe bát văng phải trúng chân. Hắn vừa đau rát, vừa hoảng sợ kêu gào thảm thiết. Hai người vừa rồi giúp Trương Dương lại tiếp tục sách bình cứu hỏa chạy đến chỗ người đàn ông gặp nạn kia, cả hai cùng mở vòi phun khiến ngọn lửa ở mảnh vỡ lớn vỏ xe tắt nhanh chóng. Mọi người xung quanh xuống lại tìm cách giúp hắn thoát khỏi mảnh vỡ vỏ xe bát, người đàn ông xui xẻo kia chắc do đau quá mà ngất đi. Phải mau chóng khiêng mảnh vỡ xe kia ra, Trương Dương lại ngăn lại nói, "Mọi người bình tĩnh, chúng ta phải thật cẩn thận nâng xe lên, chỉ một lần phải thành công, không thể để hắn bị thương tổn nghiêm trọng hơn." Kể cả Trương Dương còn tám gã trung niên tráng hán khác vây quanh mảnh vỡ lớn của chiếc xe bus. Trương Dương phát ra hiệu lệnh một tiếng, mọi người cùng đồng tâm hiệp lực nâng mạnh mảnh vỡ vỏ xe bus lên. Lại có vài người khác nhanh chóng kéo gã đàn ông kia ra, chỉ có điều cả hai chân hắn từ đùi trở xuống đều be bét máu. Đôi vợ chồng bác sĩ đi xe Lexus cũng cầm túi sơ cứu chạy tới. Chỉ là túi sơ cứu nên thiếu rất nhiều dụng cụ và thuốc men cần thiết, người bị thương lại mất máu quá nhiều, bọn họ chỉ có thể tạm thời tìm cách cầm máu lại cho hắn. Người chồng vừa làm vừa hô lớn, "Không được rồi, mất máu nhiều lắm. Phải đưa tới bệnh viện lập tức." Trương Dương tiến tới rồi hơi cúi xuống điểm hai huyệt trên ngực gã đàn ông kia. Ở đây không có những dược phẩm cần thiết, nên trước hết phải cầm máu cho hắn đã. Người chồng bác sĩ kia thấy Trương Dương chỉ điểm hai huyệt mà hai chân người bị thương không xuất huyết nữa, hắn trợn mắt nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt, quả thực hắn cũng không tin vào con mắt mình nữa. Đợi thêm khoảng hơn 40, nữa mới thấy nhân viên cảnh sát cùng đám y bác sĩ chạy tới cứu viện. Cũng không phải do bên phía cảnh sát giao thông làm việc không hiệu suất, mà căn bản do sự cố đâm xe liên hoàn này quá lớn, xe ô tô nằm trỏng chưa cả một đoạn đường dài, xe cảnh sát cùng xe cấp cứu không thể chạy lên trước được. Bọn họ chỉ có thể đi bộ về phía trước cho nên mới tới chậm như vậy. Căn cứ tình huống sơ bộ ngay ở hiện trường đã có 3 người tử vong, hơn 40 người khác bị thương, trong đó có 10 người là bị thương nặng. Nhân viên cấp cứu cùng các y bác sĩ tại hiện trường chữa trị ngay tại chỗ những người bị thương nhẹ, còn người bị thương nặng thì đành phải sơ cứu tạm thời rồi dùng cáng chạy ngược về phía sau lên xe cấp cứu về bệnh viện thị trấn cứu chữa. Những chiếc xe bị cháy đã được khống chế hoàn toàn. Cảnh sát bắt đầu tiến hành công tác trấn an mọi người, rồi kêu mọi người cứ an tâm trở lại xe của mình để đỡ lạnh, còn hứa chính phủ sẽ nhanh chóng giải quyết những khó khăn của mọi người trong thời gian ngắn nhất có thể. Trương Dương lấy di động ra nhìn, vẫn thấy cột sóng chẳng có chút tín hiệu nào, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu ngán ngầm chậm rãi đi trở lại chỗ xe jeep của mình. Lấy chai nước khoáng ra rửa tay xong lại làm một ngụm lớn, rồi lục túi bánh quy trong xe lấy ra ăn tạm lúc sau người chồng bác sĩ kia cũng xong việc của mình rồi trở lại xe. Hắn cởi bao tay dính máu ra rồi lấy chai nước ra rửa tay cùng uống giống Trương Dương. Ánh mắt hai người gặp nhau, hắn ngượng ngùng hơi cúi đầu xin lỗi, thật xin lỗi. Trương Dương cũng biết hắn xin lỗi vì việc đã đâm vào đuôi xe mình. Trương Dương mỉm cười khoát tay nói, không có gì, chỉ là tai nạn mà thôi. Tuyết rơi càng lúc càng mạnh hơn, gió cũng giết gào thổi qua, đa số mọi người đều trở lại xe của mình vừa ngồi chờ vừa tránh rét tuy rằng xe trương dương bị đâm méo đầu thủng đuôi nhưng điều hòa vẫn có thể dùng được bình thường còn chiếc lexus của đôi vợ chồng bác sĩ kia thì lại không được may mắn như vậy bị cả một chiếc xe tải tông vào đuôi kết nước của động cơ lại bị dò xe không thể khởi động được nên điều hòa cũng không chạy trương dương biết vậy liền mời hai người bọn họ vào xe jeep mình ngồi cho đỡ lạnh người chồng vươn tay ra cảm ơn trương dương tôi tên vua tử lương là thầy thuốc khoa ngoại. Trương Dương vui vẻ bắt tay lại, Trương Dương, chủ nhiệm ban cải cách Giang Thành. Vô tử lương nghe vậy nhất thời hai mắt liền sáng ngời, Giang Thành sao? Thật trùng hợp quá, vợ chồng chúng tôi cũng tới Giang Thành. Trương Dương cười cười nói, xem ra chúng ta thật có duyên, cùng về một nơi mà trên đường lại đụng chúng nhau. Hai người đồng thanh nở nụ cười phu tử lương nhớ ra trên xe còn đồ ăn nhẹ liền kêu Trương Dương chờ một chút rồi với tay mở cửa xe díp bước xuống, quay lại xe mình lấy thức ăn dự trữ ra. Hắn mang theo cũng khá nhiều thứ, có đủ cả bánh mì, thịt gà, xúc xích, cả răm bông nữa. Trương Dương chỉ thích cơm trắng chứ không thích ăn mấy thứ lương khô này nọ nên trong xe chỉ có mỗi gói bánh quy, mà cũng của Hồ Vân Nhạn vất vào chứ có phải của hắn mua đâu. Lúc nãy xuất lực hơi nhiều nên giờ Trương Dương cũng thấy bụng hơi đói, Vụ Tử Lương cười cười ném cho Trương Dương một cái chân gà lớn. Trương Dương mỉm cười nói, "Đúng rồi, sau cốp xe ta có rượu." Nói xong Trương Dương mở cửa ra phía sau xe mở cốp lấy một chai phi thiên mao đài ra. Vụ Tử Lương vui vẻ cười lớn, "Hảo tử a, à, tốt quá, uống chút rượu cho người ấm lên." Trò chuyện qua lại một lúc, Trương Dương biết vợ của Vụ Tử Lương tên là Chu Tú Lệ, là bác sĩ bên nhãn khoa, trước kia bọn họ sống ở Mỹ lần này về nước muốn lập một bệnh viện tư nhân ở quê hương, cũng là thành phố Giang Thành. Trương Dương cũng lờ mở hiểu một chút cái bệnh viện tư nhân là nghĩa làm sao, lúc còn ở đại tùy triều đầy đường toàn là phòng mạch hiệu thuốc tư nhân đủ các loại, nhưng chỉ khác cái là chẳng cần biết người có chân tài thực học hay không, chỉ cần có tiền mở hiệu thuốc là thành thầy thuốc, không giống như thời này, lập bệnh viện tư không dễ chút nào, thế nên hầu hết mọi nơi chỉ có bệnh viện công. Trương Dương lại nói, Phu Tiên sinh định mở bệnh viện ở Giang Thành, nếu có thể giúp đỡ được gì tôi sẽ tận sức giúp đỡ. Cảm ơn Trương Tiên sinh trước, Phu Tử Lương chỉ cảm ơn khách sáo một câu, bởi nhẽ hắn làm sao biết thanh niên trẻ tuổi trước mặt này lại có đảm lượng cực lớn ở Giang Thành. Bên ngoài hết tuyết rơi lại đến mưa đá, chỉ có mỗi gió là vẫn gào thét ào ào. Chu Tú Lệ nhìn cảnh tượng ảm đạm bên ngoài khung cửa sổ xe không khỏi lo lắng than nhẹ, thời tiết xấu quá, e rằng công tác cứu hộ không được thuận lợi cho lắm chỉ sợ hôm nay chúng ta khó có thể rời đi được. Trương Dương nhíu nhíu mày nhìn khí trời ảm đạm bên ngoài rồi lại xem lại đồng hồ của mình coi đã mấy giờ rồi. Hai vợ chồng vô tử lượng cũng để ý hành động Trương Dương nhìn đồng hồ, lúc nhìn thấy chiếc đồng hồ của Trương Dương cả hai không khỏi ngẩn người một chút. Cả hai vợ chồng họ công tác nhiều năm bên Mỹ, cũng tích góp được một khoản tiền kha khá, tuy vậy nhưng bọn họ cũng tiếc rẻ không dám mua mấy loại trang sức đắt tiền. Vậy mà một thanh niên trẻ như Trương Dương lại đeo hẳn một chiếc Rolex Thụy Sĩ, giá cũng phải không dưới trăm vạn nhân dân tệ, xem chừng vị tiểu huynh đệ này không đơn giản như vẻ bề ngoài chút nào. Một lúc sau cảnh sát bắt đầu vận động mọi người nên đến thị trấn phía trước tạm thời nghỉ ngơi qua đêm nay, hiện giờ tình trạng giao thông bị tắc nghẽn nghiêm trọng, mà thời tiết lại càng lúc càng chuyển biến xấu hơn, nhận định rằng trong khoảng thời gian ngắn khó có thể khơi thông tuyến đường được. Trương Dương nhìn đồng hồ báo sang thấy kim sắp chỉ đến cuối. Như vậy thì chẳng bao lâu nữa sang hết, máy tắt điều hòa cũng chẳng chạy được, bên ngoài trời lại lạnh như vậy nếu cứ ở trong xe suốt cả đêm chỉ sợ cũng khó qua khỏi đêm nay. Vu Tử Lương mở lời đề nghị trước, hay là chúng ta cứ đến thị trấn phía trước nghỉ ngơi một đêm trước đã, có gì mai tính sau cũng được. Trương Dương gật gật đầu đồng ý. Hai vợ chồng Vu Tử Lương trở về xe thu xếp đồ đạc một chút rồi cùng Trương Dương nhập vào đoàn người vượt qua Rem chắn đường cao tốc, chậm chạp kéo về thị trấn cách đó khoảng 5 km đoàn người từng bước từng bước một đi trong màn mưa tuyết, cũng phải đến hơn một tiếng đồng hồ sau đoàn người mới đến được thị trấn. Chính quyền địa phương thị trấn rất coi trọng chuyện này, hai khách sạn gần nhau được bố trí để tiếp đón những người bị nạn, lại còn trưng dụng mấy phòng học của trường trung học làm nơi các nạn nhân vụ tai nạn nghỉ lại qua đêm. Mãi đến khi vào thị trấn di động của Trương Dương mới có tín hiệu, hắn liền gọi điện gọi về Giang Thành báo rằng trên đường trở về thì gặp tai nạn, không thể về dúng dự kiến như báo trước được hai vợ chồng vô tử lương cũng không nhàn rỗi lúc đến thị trấn họ cũng tham gia vào đội ngũ y bác sĩ cứu chữa những bệnh nhân trong vụ tai nạn bất quá đây cũng chỉ là bệnh viện thị trấn nhỏ điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn nhiều mà thời tiết lại đang rất xấu đường vẫn bị tắc nghẽn nên không thể chuyển những bệnh nhân bị thương nặng lên bệnh viện huyện được đành phải mổ trực tiếp tại chỗ nhưng ngặt một nỗi trình độ bác sĩ ở đây lại quá thấp không có kinh nghiệm mổ những ca nặng cũng may vô tử lương đến đúng lúc hắn là bác sĩ ngoại khoa lại làm việc bên Mỹ nhiều năm nên trình độ cao hơn hẳn, vừa đến cái hắn liền được bệnh viện nhờ và trực tiếp đứng bàn mổ. Trương Dương đi sâu vào thị trấn một chút liền thấy một quán ăn nhỏ, hắn vào gọi một bát thị bò hầm, một đĩa thịt gà cùng hai món rau xào khác. Cũng do đột nhiên có một lượng lớn người bị tai nạn đổ về đây nên giá cả mới độn giá lên cao hơn mấy phần, ở đâu cũng vậy thôi, nước lên thì thuyền lên, Trương Dương cũng biết khó tránh khỏi chuyện này nên cũng không so đo thiệt hơn với người ta cũng may thức ăn quán này cũng khá ngon trương dương lại còn đặc biệt cầm cả chai phi thiên mao đài theo bên ngoài trời mưa tuyết dày đặc lạnh bốt tay chân vừa ngồi trong quán vừa nhấm nháp đồ ăn cùng uống vài chén mao đài cũng có chút ý vị riêng trương dương lại nhấc chén rượu lên chén rượu vừa đến đầu môi thì bỗng nhiên có tiếng ai đó vui mừng reo lên trương dương phải không đúng rồi đúng là ngươi rồi trương dương sửng sốt đặt chén rượu lại xuống bàn lòng lại thầm nghĩ danh khí của ta lại lớn như vậy sao chỗ thâm sơn cùng cốc này vậy mà cũng có người nhận ra được trương dương quay đầu lại nhìn về phía âm thanh vừa phát ra hóa ra người vừa lên tiếng lại là thì duy nàng mặc một chiếc áo khoác bông màu đỏ rực đứng đó tươi cười nhìn trương dương phía sau nàng ta là một đôi nam nữ trung niên mặc quân trang đôi nam nữ trung niên kia chính là cha mẹ của thì duy mẹ tên kiều trấn hồng còn cha là thì quý sương cha nàng là hiệu trưởng kiêm bí thư học viện quân đội bắc bộ còn mẹ là giáo viên cũng của học viện Trương Dương mỉm cười nói: "Thật trùng hợp, không ngờ ở chỗ này cũng gặp được ngươi, đúng là Tha Hương Mộ Cố chi a." À. Thì Duy tươi cười phản bác lại: "Phải chuyển thành oan ra ngõ hẹp thì mới thích hợp hơn một chút." Trương Dương thấy ba người nhà bọn họ cũng vừa mới vào quán, chắc cũng giống mình đến đây ăn cơm nên vội vàng mời bọn họ ngồi xuống. Thì Quý Sương vốn dĩ không muốn phiền toái người ta dùng cơm, nhưng lại thấy cả quán đều kín bàn nên đành phải nhận lời mời Trương Dương cùng ngồi xuống bàn. Trương Dương gọi thêm hai món nữa rồi quay sang rót đầy một chén cho thì Quý Sương lại mỉm cười nói, cháu tên Trương Dương, là bạn tốt của Thì Duy. Thì Duy nhanh nhẹn chen miệng vào, Trương Dương, đây là lần đầu tiên người thừa nhận ta là bằng hữu của người đó nha. Còn đây là cha mẹ ta. Trương Dương mỉm cười lễ phép chào, thì thúc thúc, kiều a di. Thì Quý Dương trong lầm thầm đánh giá tiểu tử này miệng lưỡi khá ngọt. Thì Duy lại nói, chẳng là ta định dẫn cha mẹ tới Giang Thành chơi, nhưng ai ngờ nửa đường lại gặp mưa tuyết. Xe của mấy người có bị việc gì không? Cũng do lúc nãy có tai nạn đâm xe liên hoàn trên đường cao tốc nên Trương Dương mới hỏi như vậy. Thì Duy liền nói, chúng ta cũng mới chạy tới cũng biết phía trước có tai nạn nên xe mới không việc gì. Nhưng do cả đoạn đường bị tắc nghẽn không đi được nên đành phải tới thị trấn này nghỉ qua đêm. Còn ngươi thì sao? Trương Dương lắc đầu cười khổ nói, xe ta bị biến thành xe rồi, cụ thể hỏng hóc ra sao thì chưa kiểm tra lại. Nói xong hắn nâng chén rượu lên kính thì Quý Sương, cũng là có duyên thì mới được gặp nhau, cháu xin kính người một chén, lúc nào về Giang Thành để cháu làm chủ mời mọi người một bữa đặc sản của Giang Thành. Thì Quý Sương cũng là người nghiện rượu nên vui vẻ nhấc chén rượu lên cười nói, thật không ngờ ở đây cũng có phi thiên mao đài để uống, thật tốt quá. Kiều Trấn Hồng nhỏ giọng nhắc nhở chồng một câu, anh uống in ít thôi. Trương Dương tủm tỉm cười nhẹ, cũng chỉ có một chai thôi mà, muốn hơn cũng không có a. À mọi người đều đồng thanh nở nụ cười vui kiều trấn hồng cùng con gái thì duy mỗi người cũng uống một chén rượu vừa xuống đến cổ họng cả người liền ấm lên rất nhiều thì duy mới chỉ uống một chén nhỏ mà khuôn mặt xinh đẹp đã đỏ hồng lên nói cũng nhiều hơn nàng lại nhắc tới chuyện trương dương phát sinh xung đột với bát quái môn bữa trước con gái nói ra kiều trấn hồng mới biết hóa ra người đánh cháu trai bà kiều bằng phi lại chính là thanh niên trẻ tuổi trước mặt này bà hơi nheo nheo mắt đánh giá lại trương dương Ấn tượng ban đầu của bà là tiểu tử này khá nho nhã lễ độ, lại là người nhiệt tình hào phóng, hẳn không giống mấy kẻ du côn không biết phải trái chuyên đi gây lộn được. Thì quý sương chăm chú nghe con gái kể đến đoạn trương dương giao thủ cùng sử anh hào, hắn cũng có chút quen biết với trưởng môn nhân bát quái môn sử thương hải, nên hắn cũng biết sử anh hào là một trong những người nổi danh nhất trong thế hệ trẻ bát quái môn. Nếu như trương dương có thể đánh bại được sử anh hào thì chắc chắn võ công không phải hạng tầm thường. Thì Quý Sương cũng là một người đam mê võ học nên hai người nhanh chóng nói chuyện võ thuật cực kỳ vui vẻ, có khi hắn còn khoa chân múa tay vài chiêu tâm đắc nữa. Có đồ nhắm ngon lại có bạn hiền đối ẩm, rất nhanh chai phi thiên mao đài của Trương Dương cạn đáy. Thì Quý Sương liền kêu ông chủ lấy thêm chai rượu khác, chỉ tiếc rằng cái tiểu thị trấn vùng hoang vu này lại không có hàng xịn như phi thiên mao đài mà chỉ có mấy loại rượu sái rẻ tiền. Bất đắc dĩ thì Quý Sương đành gọi thêm một chai rượu sái uống tạm. Tuy rằng ban đầu Kiều Trấn Hồng khuyên chồng không nên uống nhiều, nhưng thấy chồng uống rượu nói chuyện với Trương Dương cực kỳ hưng phấn nên cũng không có ý định quấy rầy. Nàng đành quay sang lắc lắc đầu cười khổ với con gái, đúng là hai gã một già một trẻ đều nghiện rượu giống nhau. Khoảng 8 giờ tối, hai chiếc xe jeep quân dụng chạy tới trước cửa quán. Ba gã sĩ quan mặc đồ quân nhân nhảy xuống xe vào quán. Bọn họ đều là lãnh đạo của đơn vị quân đội đóng ở gần đây lúc nhận được điện thoại của thì quý dương liền tức tốc chạy tới đây đón hắn về đơn vị nghỉ ngơi. Cũng đúng lúc hai người trương dương cùng thì quý sương uống cạn bình rượu sái, hắn ngửa cổ uống nốt chén rượu cuối cùng rồi đứng dậy nói, bọn ta phải đi rồi. Trương dương, nếu như tối nay ngươi chưa có chỗ nghỉ thì theo bọn ta về đơn vị bộ đội gần đây nghỉ luôn một thể. Trương dương cũng ngại phiền toái nên lắc lắc đầu từ chối, không cần đâu, chốc nữa cháu quay về trường trung học ngủ cùng mọi người là được rồi, hơn nữa còn hai bằng hữu đang hỗ trợ cứu viện ở bệnh viện nữa. Nghe hắn nói vậy thì Quý Sương cũng không miễn cưỡng, nói xã giao thêm hai câu nữa rồi cùng mấy gã sĩ quan ra xe jeep quân dụng đỗ ngoài cửa. Lúc sau thì Duy đi tới cạnh xe jeep của Trương Dương, trong tay còn cầm theo một chiếc áo bông quân dụng tặng cho Trương Dương mặc đỡ lạnh. Kiều Trấn Hồng nhìn bóng lưng của con gái mình không khỏi nhíu nhíu mày nhỏ giọng tự nhủ, nhà đầu kia học được cái kiểu quan tâm người khác tự bao giờ vậy? thì Quý Sương cười cười nói, con gái chúng ta cũng 20 tuổi đầu rồi còn gì, cũng nên ra dáng thiếu nữ rồi mới phải chứ. Chiếc áo khoác da của Trương Dương bị cháy do lúc nãy cứu người gặp nạn ở xe bus, áo phía trong cùng quần cũng bị nhiều chỗ cháy đen, thì Duy đưa chiếc áo bông quân dụng dày cộp chẳng khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết. Đương nhiên hắn cũng không khách khí mà cười hì hì nhận chiếc áo thì Duy đưa cho, còn nhỏ giọng nói, đợi khi nào về Giang Thành thì ta sẽ trả lại. Đêm đó Trương Dương ngủ lại cùng với những người khác ở phòng học được trưng dụng. Mãi tới tận lúc bình minh mới thấy hai vợ chồng Vu Tử Lương trở về. Bọn họ ở bệnh viện cấp cứu người bị nạn cả đêm, mãi đến giờ mọi việc cơ bản xong xuôi mới về nghỉ ngơi. Cả hai vợ chồng bọn họ trông đều mệt mỏi cực độ, buổi sáng thì bị đụng xe, chiều lại phải đi bộ 5 km trong thời tiết mưa tuyết gió mạnh, rồi lại còn phải ở bệnh viện cả đêm để cứu người bị thương. Hai người bọn họ lừ đừ đi vào phòng Thấy Trương Dương chỉ gật đầu một cái thay lời chào hỏi rồi đi tìm chỗ nghỉ ngơi. Sau khi dậy, từ sáng sớm Trương Dương đã theo nhóm cứu viện đầu tiên quay lại đường cao tốc. Những đội cứu hộ khác làm việc cả đêm cuối cùng cũng khơi thông được đoạn đường bị ách tắc, những chiếc xe ô tô bị hỏng nặng không di chuyển được thì gạt hết sang hai bên để trừ một lối cho những xe khác chạy qua. Tuy rằng xe jeep của Trương Dương bị hỏng không nhẹ, nhưng những bộ phận quan trọng lại không bị ảnh hưởng nhiều. Mấy nhân viên kiểm tra xe của Trương Dương một lượt cũng bảo xe hắn vẫn có thể chạy bình thường được, coi như vẫn còn may mắn trong cái bất hạnh. Trương Dương trở lại trong xe, cha chìa khởi động máy rồi cho chiếc xe Jeep nát bươm của mình tiếp tục chạy đi. Tuy rằng tuyết đã ngừng rơi, nhưng trên đường vẫn còn bị đóng một lớp băng dày, Trương Dương cẩn thận cho xe chạy từ từ, chiếc xe cứ thế chậm chậm, chậm chạy hơn một tiếng đồng hồ sau mới tới được chạm dừng chân tiếp theo. Bên ngoài cũng xếp một hàng ô tô dài đang chờ đến lượt đổ xăng. Ở chỗ này Trương Dương lại gặp một nhà ba người thì Duy. Sáng sớm nay bọn họ đã trở lại xe của mình, do bọn họ tới sau nên biết có tai nạn đằng trước nên xe không bị sự cố gì, bởi vậy bọn họ là một trong những người được rời khỏi hiện trường tai nạn sớm nhất. Nhưng lúc đến trạm dừng chân này bọn họ cũng không thể không dừng xe để đổ xăng, bọn họ chờ đến lượt cũng phải hơn 40 rồi. Lúc khi Duy nhìn thấy chiếc xe jeep nát bươm của Trương Dương mà không khỏi phi cười hỏi: chiếc xe của ngươi trông tàn tạ như vậy rồi mà vẫn còn có thể chạy được sao? Trương Dương Vinh mặt kiêu hãnh trả lời lại, chỉ vỡ vỏ bên ngoài thôi, máy móc bên trong vẫn chạy tốt, cho dù có phi đến 100 km giờ cũng thừa sức. Thì Quý Sương có lòng tốt nhắc nhở Trương Dương, trời mới đổ tuyết lớn, tình hình đường xá hiện giờ không được tốt cho lắm. Cứ thông thả chạy tầm 60 km giờ là được rồi, điều quan trọng là bình an trở về nhà mới là tốt nhất cả nhà thì quý xương lại đợi thêm một lúc nữa chờ trương dương đổ xăng xong thì cùng đi hai chiếc xe chạy cùng nhau lúc cần còn có thể hỗ trợ được cho nhau do mặt đường trơn nên ai cũng chạy chậm lại để đảm bảo an toàn phải chạy thêm hơn 4 giờ đồng hồ nữa mới đến đoạn đường tốt tuyết trên đường được ủi đi sạch sẽ mà điện thoại của trương dương cũng kêu mãi không ngừng mất tới một ngày một đêm rốt cuộc trương dương cũng bình an trở về giang thành chào từ biệt gia đình thì Duy xong Trương Dương đánh xe đến gara sửa xe rồi để xe lại. Hồ Như Yến nhận được điện thoại của Trương Dương liền đánh xe tới gara sửa xe đón hắn. Nhìn chiếc xe Jeep của hắn phần đầu và đuôi gần như bị biến dạng, nàng không khỏi kinh hoàng vội vàng hỏi sao xe lại thành ra như vậy. Người có bị sao không? Lúc kiểm tra toàn bộ từ trên xuống dưới hắn đều ngon lành, không thiếu sót chỗ nào nàng mới yên lòng. Trương Dương lấy một đống đồ linh tinh từ xe Jeep của mình chuyển qua xe Hồ Như Yến, một lúc sau ngồi trên ghế xe êm ái, cùng không khí ấm áp trong xe khiến hắn nhịn không được ngáp dài một cái, về nhà thôi, phải đánh một giấc thật ngon lành mới được. Hắn còn chưa dứt câu thì di động lại kêu, là Cố Gia Đồng gọi điện tới hỏi han xem hắn có bị sao không. Trương Dương kêu không có việc gì, rồi nói thêm răm ba câu nữa liền ngắt máy. Hồ Như Yến vẫn im lặng ngồi một bên, giờ mới lên tiếng, nghe nói khu vực Bắc Bộ lại có mưa tuyết khá lớn, thời tiết như vậy đường cao tốc thường xuyên xảy ra tai nạn thật sự ngươi làm ta lo lắng gần chết. Cũng may chiếc xe Jeep khá chắc chắn. Hồ Như Yến thở dài mắng nhẹ, ngươi cũng thật là, thời tiết như vậy mà vẫn cứ cố về, chờ hai ba hôm nữa hẵng về không được sao. Trương Dương mỉm cười nói, cũng do công việc cả thôi. Mấy lão trên thị ủy cứ dục ta về suốt, nhất là lão nghiêm phó thị trường, không biết có phải hắn một ngày thấy ta là ăn không ngon ngủ không yên giấc hay không mà ngày nào phải gọi đến hai ba cuộc dục ta mau mau về. Còn không phải do vấn đề cải cách nhà máy dệt sao? Lần này Lâm Thanh Hồng đầu tư một khoản rất lớn, chẳng những muốn giành được nhà máy dệt mà cả hai nhà máy may cũng muốn thâu tóm cả. Trương Dương đạm nhiên trả lời lại là chuyện tốt mà. Trước kia nàng ta đã đề cập tới chuyện này, hình như ý muốn mở thêm phân nhánh tập đoàn Thiên Kiều ở Giang Thành. Người danh tiếng lại giàu có như nàng ta, muốn thâu tóm ba cái xí nghiệp nhà máy nhỏ kiều này cũng là chuyện còn con mà thôi mà hiện nay giang thành chúng ta cả ngày vẫn vỏ đầu bứt tóc tìm cách cải cách các xí nghiệp nhà máy nàng ta làm vậy chẳng phải vẹn cả đôi đường sao hồ như yến mỉm cười nói mấy năm trở lại đây nhà máy dệt cùng nhà máy may một đều làm ăn thua lỗ thì không nói làm gì nhưng nhà máy may hai làm ăn vẫn hiệu quả lợi ích mang lại cũng khá lớn chắc gì đám lãnh đạo nhà máy đã muốn nàng ta muốn thâu tóm luôn cả nhà may hai mà bên phía thị ủy có lẽ cũng không cam tâm tình nguyện để nhà máy may hai rơi vào tay người ngoài đâu Trương Dương nhếch mép cười nhạt một tiếng, chỉ là việc nhỏ thôi, chẳng có gì khó khăn cả, đơn giản chỉ là vấn đề giá cả. Chỉ cần hai bên có thành ý, cùng như một bước, điều kiện đưa ra hai bên đều cảm thấy thích hợp thì chuyện này cũng dễ giải quyết thôi. Hồ Như Yến lại nói, ta thấy tám phần là bên phía thị ủy đang chờ người đại diện ban cải cách đi đàm phán điều kiện. Trương Dương lắc đầu người nguậy không trả lời tiếp, uể oải ngáp dài một cái, hôm nay không bàn chuyện công việc nữa, ta muốn về nhà ngủ. Hồ Như Yến ôn nhu cười nói, biết rồi, nào thì về nhà ngủ, không quan tâm đến những chuyện khác, đã được chưa nào. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 245